thần cấp ở rể. chương 161, ám sát trong bệnh viện. Ổn định tâm tư lại, Diệp vô phong dần dần lấy lại quyền chủ động, miệng quỷ diêm quân liên tiếp lùi lại, có chút không chống đỡ được. Toàn thân Diệp vô phong rung động, đốt lên động lực toàn thân, cả người lập tức căng lên ước chừng 5cm, cơ bắp toàn cánh tay đều thô hơn hai vòng vì khí huyết ngưng tụ, miệng quỷ diêm quân, phải phân thắng bại rồi đấy. Diệp vô phong sông đến như mãnh hổ, không sử dụng bất kỳ chiến thuật phòng thủ nào, dù tao có liều mạng, liều chết. Cũng không để cho mày đạt được im muốn. Diệp vô phong bình tĩnh lại, vốn dĩ anh đã hơn hẳn một bậc so với miệng quỷ diêm quân. Một khi đã liều mạng, miệng quỷ diêm quân càng không thể chống đỡ. Chiến hùng ở trong phòng muốn chạy đến giúp đỡ chiến đấu, nhưng nếu gã xông lên thì cũng sẽ bị đánh bại. Mắt chiến hùng đảo một vòng, gã thò nửa người ra, nói, Diệp vô phong, mày còn không đầu hàng. Nếu mày không đầu hàng, tao giết vợ mày. Diệp Vô Phong lạnh lùng hừ một tiếng, bỗng nhiên giương tay, dao găm phòng thân bắn về phía Chiến Hùng như điện giật. Chiến Hùng không tránh kịp, bị dao ghim trúng ngực, lập tức tử vong. Nguyện Quỷ Diêm Quân tức giận nói: "Đồ ngu, đờ mờ mày có mấy cái não vậy, còn dám thò người ra nói chuyện với Tư Lệnh Long Môn, chẳng phải là muốn chết hay sao?" Bạch Tinh đồng thừa cơ giải cứu Lâm Thư Âm, Diệp Vô Phong không còn gì vướng bận, anh chiếm giữ thiên thời địa lợi nhân hòa miện quỷ diêm quân không thể phản kháng. miện quỷ diêm quân vừa đánh vừa di chuyển về phía cửa sổ, thầm nghĩ quân tử báo thù 10 năm không muộn, sau này lại tìm diệp vô phong tính sổ. miện quỷ diêm quân giả vờ tung chiêu tránh khỏi diệp vô phong, tiếp đó chạy trốn từ đường cửa sổ. diệp vô phong hét lớn, miện quỷ diêm quân, hôm nay tao nhất định phải giữ mày lại. anh tung người một cái cũng nhảy xuống dưới theo miện quỷ diêm quân. miện quỷ diêm quân bị diệp vô phong chặn đường bất đắc dĩ đành phải khổ chiến, bởi vì cơ thể bị thương, chưa xử lý vết thương thật tốt. Miệng vết thương nứt ra, dẫn đến máu chảy càng lúc càng nhiều. Lực chiến đấu của miệng quỷ diêm quân giảm xuống một cách thẳng tắp. Khi đối đầu, kết quả bị diệp vô phong đá trúng một cước, hắn ta đau đớn hết một tiếng, sức lực toàn thân lập tức biến mất. Một quyền của diệp vô phong đánh trúng ngực hắn ta, miệng quỷ diêm quân bay xa mười mấy mét, va lên tường của tòa nhà, sụi lơ trên mặt đất như cọng bún. Audio điện tử võ tấn bền. Bạch tinh đồng cứu lâm thư âm, hai người cùng nhau xuống lầu, vừa hay nhìn thấy miệng quỷ diêm quân ngã ra. Bạch tinh đồng xông đến đá một cú hung hăng vào xương cổ họng hắn ta. Xương cổ họng miệng quỷ diêm quân bị đá vỡ, lập tức phong mạng. Một đời binh vương, tàn lụi như vậy. Lâm thư âm và Diệp vô phong ôm nhau một lát, Diệp vô phong nói, chúng ta nhanh chóng trở về, xem tình hình bệnh viện ra sao rồi. Thế là, ba người cùng lên xe, Trở về khu vực thành phố Trên đường đi Diệp Vô Phong nói Phía bệnh viện chắc sẽ không có vấn đề Mặc dù Bạch Vân Phong bị thương Nhưng tôi đã dặn dò ông ấy Bảo ông ấy phải thật cẩn thận Ông Bạch tốt xấu gì cũng là cao thủ cấp võ sư Sát thủ bình thường rất khó lại gần ông ấy Bạch Tinh Đồng nói Chỉ mong là vậy Khi tôi đến Bạch Nhạn Phi và Bạch Văn Đồng đã chạy đến chợ giúp rồi Ban đầu Quân của Miện quỷ Diêm Quân phân ra ba đường Huyết Lang dẫn một đội đến bảo tàng, miệng Quỷ Diêm Quân và hai đội súng bắn tỉa ở bên ngoài phối hợp tác chiến, Văn Tam Đa và Sakai Michiko lại phụ trách ám sát Bạch Vân Phong. Chiến đấu bên bảo tàng vừa khai hỏa, Văn Tam Đa và Sakai Michiko đã bắt đầu hành động, theo lý mà nói, viện bảo tàng xảy ra sự kiện động trời, toàn bộ cảnh sát của thành phố Tam Giang đều sẽ đến trợ giúp. Những cao thủ như Diệp Vô Phong chắc chắn cũng sẽ xuất hiện ở đó. Vậy thì, trong thời gian đó, bệnh viện hẳn sẽ sơ hở. Cho dù là vậy, Văn Tam Đa và Sakai Michiko không hành động thiếu suy nghĩ, sau khi quan sát tình hình bệnh viện, trước tiên Văn Tam Đa kiên nhẫn đợi một hồi, buổi sáng ngày hôm nay, anh ta cải trang thành người nhà đến thăm bạn thân, vào trong bệnh viện thăm dò cho rõ. Phòng bệnh Bạch Vân Phong Dưỡng Thương là phòng hộ lý đặc biệt của bệnh viện. Ngay tại đầu đông của tòa nhà tiếp nhận bệnh nhân nội trú, tầng 12. Bên cạnh Bạch Vân Phong có vài vệ sĩ công phu không tồi, gần như một tấc cũng không rời. Ngoài ra, cửa hành lang còn có vài người đàn ông mặc quần áo của người dân thành phố bình thường, vừa nhìn đã biết là cảnh sát. Ngoài ra, bãi đỗ xe trước và sau bệnh viên, có những người đàn ông mặt mày lạnh lùng nghiêm nghị ngồi trong vài chiếc ô tô. Số lượng không ít hơn 50 người. Tổng kết đại khái, người bảo vệ cho Bạch Vân Phong, có lẽ có 20 người, những người này nhất định đều mang vũ khí. Nếu muốn ám sát Bạch Vân Phong, sau đó toàn thân trở ra, thật sự có chút khó nhằn. Văn Tam đa nắm được khái quát tình hình, anh ta rời khỏi bệnh viện, cùng Sakai Michiko thảo luận kế hoạch ám sát, đồng thời chờ đợi trận chiến bên bảo tàng phát động. Sau khi trận chiến ở viện bảo tàng bắt đầu, Văn Tam đa bèn hành động theo kế hoạch, cải trang thành bác sĩ, anh ta đeo khẩu trang, cầm một kẹp bệnh án, sau đó nghênh ngang lên thang máy đến tầng Bạch Vân Phong nằm viện. Văn Tam đa là một sát thủ ưu tú, tố chất tâm lý của anh ta rất tốt. Người bình thường rất khó nhìn thấu ngụy trang của anh ta. Trên đường đi, quả nhiên có kiểm tra nghiêm ngặt, vừa ra khỏi thang máy đã có người chặn đường, anh làm gì thế? Sắc mặt Phan Tam đa bình tĩnh, nói, bác sĩ trực ban, kiểm tra phòng. Đối phương nhìn thấy thẻ công tác của anh ta, lúc này mới cho đi. Phan Tam đa thuận lợi đến trước phòng của Bạch Vân Phong, nói tổng giám đốc Bạch ngủ chưa? Vệ sĩ canh cửa nói chưa, anh là ai, đến làm gì?" Phan Tam đang nghiêm chỉnh nói, "Tôi là bác sĩ trực ban, vừa mới thay ca, bác sĩ trước giao phó, hôm nay bệnh tình của tổng giám đốc có điểm khác thường, bảo tôi đo nhiệt độ của ông ấy trước khi ngủ." Bảo vệ không hề nghi ngờ, "Ồ, vậy anh vào đi." Phan Tam đã đi vào phòng bệnh, viện bảo tàng có bắn nhau, trong lòng Bạch Vân Phong lo lắng không dứt, đang xem tin tức trực tiếp ở hiện trường bảo tàng. "Tổng giám đốc Bạch, tôi là bác sĩ trực ban." vết thương của ông bị viêm, tôi lo sẽ gây ra các chứng bệnh khác, phải đo thân nhiệt của ông một chút. Văn Tam đa thầm tính toán kế hoạch, giết Bạch Vân Phong hoàn toàn không khó. Thứ anh ta cần làm chính là, im hơi lặng tiếng giết chết hai bảo vệ cùng lúc, như thế mới không khiến bên ngoài chú ý. Đợi đến lúc chuồn xuống lầu, cảnh sát muốn bắt anh ta lại cũng muôn vàn khó khăn. Nếu như bị họ chặn lại trong tòa nhà, làm không tốt sẽ chúng đạn bị thương, lúc đó thoát thân sẽ rất khó. Văn Tam Đa không phải phần tử khủng bố bị tẩy não, cũng không phải loại sát thủ lạnh lùng có thể dùng bom người. Điều anh ta phải suy nghĩ trước tiên là kế hoạch thoát thân sau khi ám sát. Trong lúc anh ta đo nhiệt độ cho Bạch Vân Phong, đột nhiên hít phải một mùi hương lạ lẫm. Văn Tam Đa không để ý, cho rằng đó là mùi thuốc, một nhân vật cao cấp như Bạch Vân Phong, dùng chút dược liệu đắt tiền, cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ. Đo xong nhiệt độ, Văn Tam Đa rút một ống tiêm từ trong túi, đây là kim tiêm dùng một lần anh ta mỉm cười nói tổng giám đốc bạch bởi bệnh tình của ông có một chút biến hóa chúng tôi tạm thời thay đổi phương án trị liệu cho ông đây là một mũi tiêm an thần tôi tiêm cho ông ông nghỉ ngơi cho thật tốt sắc mặc bạch vân phong lạnh lẽo nói tôi không muốn tiêm cậu cất đi văn tam đa nói tổng giám đốc bạch ông như vậy là không được vì sức khỏe của ông mong ông phối hợp trị liệu với bác sĩ chúng tôi chương 162, sớm đã chuẩn bị. Bạch Vân Phong đột nhiên nói, vì sức khỏe của tôi. Chỉ sợ cậu đến lấy mạng tôi ấy chứ. Không cần giả vờ nữa, cậu vốn không phải là bác sĩ. Nói đoạn, ông ta đột nhiên đứng dậy từ trên giường, cánh tay giấu trong chăn từ đầu của ông ta, vậy mà lại cầm một khẩu súng. Văn Tam đa thầm nghĩ, tệ rồi, họ đã có chuẩn bị từ trước, mình trúng kế rồi. Lúc này, vệ sĩ đằng sau lưng lặng lẽ mò đến, muốn bắt Văn Tam Đa, dù sao Văn Tam Đa cũng là cao thủ cấp võ sư, làm sao có thể khoanh tay chịu trói. Anh ta bắt ngược lại, bắt lấy cánh tay của vệ sĩ, dùng lực phung, cơ thể vệ sĩ này lập tức bay lên phía Bạch Vân Phong trên giường bệnh. Một vệ sĩ khác cũng xông đến, một cước đá lên bụng dưới của Văn Tam Đa, Văn Tam Đang đã chuẩn bị vận công phòng thủ, đột nhiên anh ta cảm thấy đầu óc choáng váng, chân mềm nhũn ra, suýt chút nữa ngã trên đất. Anh ta cố gắng tập trung tinh thần, chặn lại đòn tấn công từ vệ sĩ, sao thế này? Cơ thể mình đột nhiên có chút choáng váng. Lúc này, Bạch Vân Phong cười, dựa vào cậu, còn muốn làm sát thủ. Nói thật với cậu, tôi đã đốt một loại huân hương cao cấp. Chúng tôi đều đã uống thuốc giải, ha ha. Văn Tam đa thầm mắng, không ngờ được đối phương chuẩn bị kỹ càng như vậy, mình quá sơ suất. Bởi vì chúng mê hương, Văn Tam đa mất đi năng lực chiến đấu, bị hai vệ sĩ đồng loạt lên bắt, dùng dây thừng trói lại. Bạch Vân Phong cũng đi xuống giường, nhìn Văn Tam Đa, hỏi, thành thật trả lời, cậu còn có bao nhiêu đồng bọn. Văn Tam Đa không trả lời, Bạch Vân Phong nói, thông báo cho đồng chí cảnh sát tầng dưới, nhốt tên này vào cục cảnh sát, thẩm vấn nghiêm ngặt. Không mất bao nhiêu thời gian, Bạch Tinh Đồng sắp xếp 4 cảnh sát hình sự lên tầng, bắt Văn Tam Đa lại rồi đi thẳng xuống tầng. Chẳng mất nhiều thời gian, Bạch Nhạn Phi và Bạch Văn Đông chạy đến bệnh viện trợ giúp, nhìn thấy bố mình vẫn bình an vô sự. Bạch Nhạn phi yên lòng lại, bố già, nghe nói bệnh viện có sát thủ đến, còn lo chết đi được. Bạch Vân Phong cười, không sao, đều là sát thủ hạng quen, đã bị bố bắt được, gửi đến cục cảnh sát rồi. Hơn nửa tiếng lại qua đi, Diệp Vô Phong, Bạch Tinh Đồng, Lâm Thư Âm cũng đến bệnh viện. Nhìn thấy Bạch Vân Phong không sao, Diệp Vô Phong nói, ông Bạch, ông đúng là gương cũng không bao giờ cùn, lại còn biết sử dụng thủ đoạn mê hồn hương này. Bạch Vân Phong cười ha ha vết súng bắn trên người tôi chưa lành, chỉ đành sử dụng kế sách hèn hạ này. Đội trưởng Bạch, sát thủ vào tay cô xử lý rồi. Bạch Tinh Đồng gật gật đầu, lấy điện thoại ra hỏi bốn cảnh sát cô điều đến, ai ngờ, gọi rất lâu mới có một cảnh sát trả lời, đội trưởng Bạch. Trên đường đi chúng tôi gặp chuyện rồi, xe cảnh sát bị một xe tải lớn đâm vào, chúng tôi đều bị choáng váng, sát thủ bắt được đã chạy trốn rồi. Bạch Tinh Đồng giận dữ, sao cơ, chạy trốn rồi đúng là đồ vô dụng mà thôi mấy người về cục cảnh sát trước đi bầu trời dần dần bừng sáng giao chiến lần này giữa phe cảnh sát thành phố tam giang và lính đánh thuê ác ma từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc đã kéo dài cả một ngày trời dù phe cảnh sát và công ty bảo an long kiếm tổn thất nặng nề tuy nhiên toàn quân lính đánh thuê ác ma đã bị tiêu diệt thư ký quách thức trắng cả một đêm mắt đỏ cả da điều khiến anh ta cảm thấy vui mừng chính là đồ vật quý giá trong viện bảo tàng không mất một món nào Mặc dù Bạch Vân Phong tránh được sát thủ lính đánh thuê ác ma, nhưng công ty bảo an Long Kiếm Thương vong nghiêm trọng, ông ta đau lòng không thôi. Ngày hôm sau, Bạch Vân Phong cũng không quan tâm vết thương chưa lành, buổi sáng đưa những anh em mất mạng đến nhà hỏa táng hỏa thiêu, buổi chiều, ông ta lại mang vong linh các anh em quay về tỉnh. Sau khi cảnh sát điều tra thu thập chứng cứ, linh kiện gây nổ được phát hiện trên xe của Mạc Đông lôi hoàn toàn trùng khớp với loại hình gây nổ của nhà máy hóa chất. Đặc biệt thông qua giám sát nhà máy hóa chất, đã lấy được bằng chứng thép cho việc Mạc Đông Thôi và Chiến Hùng cùng nhau lẻn vào nhà máy hóa chất. Sau đó Chiến Hùng bị Diệp vô phong đánh chết, đủ để chứng minh Mạc Đông Lôi cấu kết với lính đánh thuê ác ma. Mạc Đông Lôi bị bắt giam đợi thẩm vấn, nếu lập tội danh, anh ta sẽ bị tuyên án tử hình vì tội tổn hại nghiêm trọng đến an toàn cộng đồng. Con trai bị bắt, Mạc Nhị ra hoảng hốt, đau khổ cầu xin Mạc Tam gia nghĩ cách cứu Mạc Đông Lôi. Tuy nhiên, mạc tam gia không đồng ý thỉnh cầu của anh hai mà lại nói với ông ta anh hai chuyện đến nước này chúng ta chỉ có thể hy sinh cái nhỏ để bảo vệ cái lớn để mạc đông lôi một mình gánh hết tất cả tội danh nếu không cả gia tộc chúng ta sẽ xong đời mạc nhị gia nước mắt ngắn nước mắt dài ông ba thật sự không thể nghĩ thêm cách nào được sao mạc tam gia thở dài nói năng lực có hạn chỉ có thể vậy thôi mạc nhị gia đau buồn muốn chết ông ba Cậu đây là người khôn giữ mình sao? Đừng có quên, nếu như lôi tử thật sự có chuyện, cậu cũng không thoát khỏi liên can. Mạc Tam gia lắc đầu nói, nhà họ Mạc, em chẳng qua chỉ là chủ nhân của gia tộc. Lôi tử quả thật là tổng giá đốc công ty kiêm đại biểu pháp nhân. Toàn bộ việc hành chính quản trị của công ty đều là do nó ra quyết sách. Em chẳng qua chỉ là một người dưỡng lão. Anh hai, anh nghĩ nhiều rồi. Mạc Nhi ra dẫm chân, trời ạ, à, cậu không quản, thì anh tự nghĩ cách. Mặc nhị ra quay trở về nhà, cơm không buồn ăn, cuối cùng ông ta âm thầm quyết tâm, Diệp vô phong, cho dù tao táng ra bại sản, cũng phải đấu đến cùng với mày. Khi Mạc Nhị Gia mang theo số tiền lớn, quỳ dạp xuống dưới chân Masui Sora, vị phu nhân thị trưởng này thở dài một tiếng, nói, ông hai. Tình hình hiện tại, không phải là chuyện mà tiền có thể giải quyết. Ông có biết, em trai tôi giờ đã rơi vào tay cảnh sát, nếu như thành lập tội danh, nó cũng sẽ bị tử hình mạc nhị gia gấp gáp nói phu nhân có thể tìm thị trưởng mã nói giúp được không ha ha có lẽ ông vẫn không biết với vị án của em trai tôi ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh đã phái tổ điều tra đến thành phố tam giang chồng tôi mã kiến đào em trai tôi mã kiến văn giờ đã bị đình chỉ công việc tiếp nhận điều tra đến cả mặt hai người họ tôi còn không thấy nhìn thấy vẻ tuyệt vọng trên mặt mạc nhị gia masui sora nói tôi ông bây giờ đều là người nhà tan cửa nát vét bồ thương kẻ ăn đong Ông hai, nếu như ông không keo kiệt tiền của, chỗ tiền này, giờ tôi sẽ đưa chúng vào tài khoản lính đánh thuê hắc điện. Mời tư lệnh lính đánh thuê hắc điện, liễu sinh bất bại báo thù rửa hận. Ánh mắt mạc nhị ra sáng quắc lên, Nogawa Saburo trước đây bị Diệp vô phong đánh cho bị thương. Người bạn thân này của ông ta đã từng nói, muốn đối phó với Diệp vô phong, bắt buộc phải mời liễu sinh bất bại xuất hiện. Phu nhân, bà và đại sư liễu sinh bất bại có liên hệ, Kirai Sora nói, chị dâu cả của tôi, Murasaki Hatsuyuki là đồ đề cưng của đại sư Liễu Sinh bất bại, quan hệ của hai người không hề bình thường. Vốn dĩ Liễu Sinh bất bại không bằng lòng xuất hiện để tiếp quản chuyện này, nhưng trước đây không lâu, anh cả và chị dâu cả của tôi, còn có em ba của tôi, toàn bộ đều chết hết trong tay Diệp Vô Phong. Lần này ông ấy không thể không quan tâm được. Ông hai, đại sư Liễu Sinh bất bại không phải người ham tài vật, tuy nhiên, nếu như ông ấy không quản đường xa dẫn binh đến Trung Quốc, nhất định phải cần đến không ít tiền phí đâu. Mạc nhị ra liên tục nói, tôi làm được, giờ tôi làm gì cũng được hết, cho dù táng ra bại sản thì Diệp vô phong cũng phải chết. Tiền trong thẻ này không nhiều, chỉ có 100 triệu. Nếu như không đủ, giờ tôi sẽ về mua bất động sản. Kirai Sora nói, không cần, ở đảo Đông Ngư ông đã thua mất đoàn thuyền, còn bị Diệp vô phong lừa mất một món tiền lớn, bây giờ lại lấy tiền phòng ngừa nguy cấp ra nữa. Đã đủ thành ý rồi. Không đủ tiền, tôi bù cho ông. Bất động sản của ông, vẫn là giữ lại cho ông hai ông dưỡng lão đi. Mạc nhị ra cảm ơn rơi nước mắt, cảm ơn phu nhân rất nhiều. Vậy thì chuyện này để bà lo liệu, tôi đi về trước. mươi 163, Người Phụ Nữ Như Thần Thánh Triển lãm châu báo kéo dài 3 ngày của thành phố Tam Giang Hạ Màn. Châu báo được chuyển về Cung Louvre nước Pháp bằng đường hàng không. Tất cả đã kết thúc êm đẹp. Buổi sáng ngày hôm nay, Diệp Vô Phong đưa Lâm Thư Âm đến biệt thự trên đỉnh núi Nhạn Thê, biệt thự số 9 đã trang hoàng hoàn tất, thêm một tuần nữa, chính là ngày kỷ niệm một năm hai người cưới nhau. Diệp Vô Phong hỏi, Thư Âm, đợi đến ngày đó, anh dự định tổ chức bù một buổi tiệc cưới, rước em về đây một cách quang minh chính đại, em bằng lòng không? Lâm Thư Âm đỏ bừng hai má lúm đồng tiền, hóa ra, xính lễ công ty hôn lễ đưa tới, thật sự là anh tặng. Diệp Vô Phong gật đầu, nói, ban đầu, anh quy ẩn giang hồ, chỉ muốn làm một người bình thường. Em cũng thấy rồi, thế giới này thật kỳ lạ, cứ không cho anh cái cơ hội đó. Từ lúc anh làm con rể ở rể nhà họ Lâm em, nhìn cả cái thành phố Tam Giang này vì anh mà suýt nữa bị hủy diệt. Lâm Thư âm cười, cuối cùng, những tín đồ tà ác kia, đều bị pháp luật trừng trị. Đến cả Mạc Đông Lôi cũng đã bị bắt, em nghe nói, anh ta bị phán tử hình. Điện thoại bóng reo vang, Diệp vô phong nhìn lướt qua, là Bạch Tinh Đồng gọi, sau khi nghe điện thoại, Bạch Tinh Đồng nói, "Diệp Vô Phong, tôi gửi cho cậu một vị trí, cậu tới một chuyến, có người muốn gặp cậu." Diệp Vô Phong hỏi, "Là ai?" Bạch Tinh Đồng nói, "Cậu đến rồi biết thôi." Diệp Vô Phong cúp máy, nhìn Lâm Thư Âm, "Thư Âm, vốn dĩ hôm nay đã hẹn cùng em đến công trường kiến trúc." Cái cô Bạch Tinh Đồng này, triển lãm châu báu đã kết thúc rồi, kẻ xấu cũng bị tóm gọn, không biết tìm anh có việc gì nữa. Lâm Thư Âm nói, cậu ấy đã nói tìm anh vì có việc, vậy thì nhất định có chuyện rồi, anh mau đi đi. Diệp Vô Phong lại hỏi, Thư Âm, em muốn đi cùng anh không? Lâm Thư Âm cười, đội trưởng Bạch tìm anh để nghiên cứu công việc, cũng không phải tìm em thuật lại tình nghĩa bạn bè, em không đi đâu. Vậy được rồi, đợi anh làm xong việc, sẽ đến công trường kiến trúc tìm em. Diệp Vô Phong tạm biệt Lâm Thư Âm, đến gặp Bạch Tinh Đồng. Bạch Tinh Đồng giới thiệu cho mình lại còn bí mật như thế. Diệp Vô Phong mang tâm tình thấp thỏm như vậy, ấn chuông cửa, cửa lớn của biệt thự tự động mở ra, một giọng nữ vô cùng quyến rũ vang lên, "Chào mừng anh, Tư lệnh Diệp, tôi đã đợi anh ở phòng tập thể thao rất lâu rồi." Không phải giọng của Bạch Tinh Đồng, cũng không thấy cô gái kia hiện thân, trong lòng Diệp Vô Phong vô cùng bực dọc, đối phương trực tiếp gọi anh là Tư lệnh Diệp, cô ta là ai? Khi Diệp Vô Phong lên tầng, anh tăng tốc độ, nhanh chóng đi vào phòng tập thể thao tầng 2 muốn vạch trần mạng che mặt thần bí của người phụ nữ này sớm hơn. Phòng tập thể thao rộng rãi sáng sủa, hướng ánh mặt trời chiếu vào đều là cửa sổ bản lề sàn lớn bằng thủy tinh, bên trong có các loại dụng cụ thể thao, trong đó, bên cạnh một cái bàn bắn bia, có một người phụ nữ mặc áo thể thao chuyên nghiệp đứng đó. Quầy tây thẳng tắp, áo trong trắng tuyết, cổ thắt nơ, giống như một khung cảnh tĩnh lặng và mỹ lệ xuất hiện trước mặt. Khi nhìn thấy người phụ nữ này, Diệp vô phong hoàn toàn ngơ ngác, vẻ đẹp của cô ta là một vẻ đẹp mang nét mạnh mẽ, mái tóc dài đen nhánh xinh đẹp, mềm mại, tự nhiên, dáng người chữ S, vô cùng quyến rũ, trong vẻ trưởng thành lộ ra chút gì uy nghiêm mà Đường Thanh Nhã không có. Vẻ ngoài của cô ta đẹp đến nỗi không thể chỉ đơn giản dùng từ xinh đẹp để hình dung, đó là một nét đẹp khắc sâu trong xương cốt, chỉ có thể cảm nhận và thưởng thức. Sao lại có thể không quen? Người phụ nữ trước mắt chính là quân thần số một danh tiếng lấy lừng của Trung Quốc mang danh hiệu sát thủ Trung Quốc, đại đội trưởng bộ đội đặc chủng Hồng Thuấn, Du Kinh Hồng quân hàm thiếu tướng. Du Kinh Hồng đối diện với Diệp Vô Phong, mỉm cười, chắp tay ra sau lưng, cao giọng nói, tư lệnh Diệp, hy vọng anh vẫn khỏe từ khi chúng ta chia tay. Năm đó tạm biệt ở cung Louvre Paris, hôm nay gặp lại, ký ức xưa kia vẫn còn mới mẻ như ngày đầu. Trải nghiệm đọc truyện số 1 tại Tia Uông Chuyện, Việt Nam. Du Kinh Hồng, toàn thân Diệp Vô Phong chấn động, bất giác ám kình thăng hoa, lúc nào cũng có thể sẵn sàng chiến đấu. Hai năm trước, Paris, Cung Louvre, Diệp Vô Phong vẫn là tư lệnh Long Môn, được cao thủ hàng đầu bộ đội đặc chủng Hồng Thuấn, Khương Bách Hừa khiêu chiến. Cho tới nay, tổ chức Long Môn này không chịu sự quản lý của chính phủ Trung Quốc, cũng không phối hợp với chính phủ Trung Quốc, vậy nên trong mắt Khương Bách Hừa, Diệp Vô Phong chính là phần tử khủng bộ cực đoan. Càng có những tín đồ tả ác, giả mạo danh nghĩa Long Môn, làm việc ác ở Trung Quốc. Kết quả tội lỗi đổ hết lên đầu Diệp Vô Phong. Vài năm trước, Diệp Vô Phong cũng ít qua lại với bộ phận đặc thù Trung Quốc, bởi vậy, Khương Bách Thừa vẫn luôn coi Diệp Vô Phong là kẻ địch. Khương Bách Thừa nhận được tin tức đáng tin cậy, Diệp Vô Phong xuất hiện ở cung Louvre Paris, thế là, Khương Bách Thừa phải bắt Diệp Vô Phong về quy án. Kết quả một trận long tranh hổ đấu, Khương Bách Thừa đánh không lại Diệp Vô Phong, bị Diệp Vô Phong đả thương. Diệp Vô Phong không muốn kết thù với Khương Bách Thừa, vì vậy cũng không làm khó Khương Bách Thừa, chỉ bỏ đi thôi. Ai ngờ được, Khương Bách Thừa vì báo thù, kết quả lại bị một tổ chức khủng bố nước ngoài bao vây tấn công, kết quả người ít không đánh lại đông. Một đời binh vương, ôm hận tha hương tại nước ngoài. Lúc đó, Du Kinh Hồng làm tổng sĩ quan huấn luyện của Hồng Thuấn, là người đứng thứ ba của Hồng Thuấn. Sau khi Khương Bách Thừa hy sinh, Du Kinh Hồng thay thế chức vụ của Khương Bách Thừa, sau đó vì phục thù cho Khương Bách thừa, Du Kinh Hồng đã không ít lần gây sự với Diệp Vô Phong. Trước khi Diệp Vô Phong quy ẩn giang hồ, hai người luôn luôn đối địch, kết quả đánh hết cả một ngày cũng không phân thắng bại. Tất nhiên, Diệp Vô Phong không muốn kết thù với Du Kinh Hồng. Không đánh hết sức cũng là một trong những nguyên nhân. Nếu không, chỉ luận đánh nhau, một ngày một đêm nhất định sẽ phân thắng bại. Chẳng qua, có một năng lực Du Kinh Hồng vượt qua Diệp Vô Phong đó chính là thuật bắn súng của du kinh hồng vượt trội vô cùng hoàn toàn xứng đáng là thiên hạ đệ nhất cô ta được gọi là sát thủ trung quốc chính là bởi vì không chỉ võ công cao cường mà còn vì thuật bắn súng độc bộ thiên hạ thảo nào khi diệp vô phong vừa bước vào cửa lập tức sinh ra tâm lý sợ hãi hóa ra sát thủ trung quốc đang đợi anh ở đây lẽ nào cô ta muốn báo thù nhìn thấy tâm tình diệp vô phong căng thẳng du kinh hồng lại rất bình tĩnh cô ta thản nhiên cất bước đi tới cầm lấy một cây gậy bắn bia, đưa đến trước mặt Diệp vô phong, nói tư lệnh Diệp, đời người nơi nào không tương phùng, vừa thấy mặt nhau hà cớ gì phải chém chém giết giết. Chỉ bằng bắn bia xong trước, sau đó chúng ta nói chuyện khác. Diệp vô phong nhận lấy gậy bắn bia, ánh mắt trục lợi từ đầu đến cuối đều không rời khỏi người du kinh hồng, anh lúc nào cũng phải đề phòng đối phương đánh lén, đây chính là một cao thủ vượt cả cấp thần Nếu như bị cô ta đánh lén, có lẽ sẽ là một chiêu đoạt mệnh. Su Kinh Hồng lại cười, tư lệnh Diệp, trạng trái này của anh, chúng ta đánh bóng thế nào được? Su Kinh Hồng tôi trước giờ nhất ngôn cửu đỉnh, anh cứ yên tâm, cho dù trước đây chúng ta có bao nhiêu ân oán, đánh xong trận bia này rồi nói. Diệp vô phong thong thả cười, nói, đội trưởng Du, hiếm khi tâm tình cô tốt như này, tôi đây cung kính không bằng tuân lệnh. Diệp vô phong đi đến trước bàn bia, trên bàn bia, bóng bia đã được bày xong. Đội trưởng Du, nữ trước nam sau, mời cô. Du Kinh Hồng gật đầu, nói tôi mở màn, không khách khí nữa nhé. Diệp vô phong lịch sự đưa tay, mời. chương 164, trận bóng. Du Kinh Hồng kiêu ngạo đưa tay ra, cầm lấy cây gậy, đến ngắm cũng không làm, đánh một gậy dứt điểm, quả bóng đỏ đã rơi vào trúng lỗ. Vẻ mặt Du Kinh Hồng vẫn luôn rất bình tĩnh, không chút nôn nóng, cô ta đưa cây gậy lên một cách thản nhiên, sau mỗi cú đánh đều có một quả bóng rơi vào lỗ, cùng lúc đó, quả bóng màu trắng cũng di chuyển theo ý muốn của Du Kinh Hồng, dừng lại ở vị trí tốt nhất. Cô ta lại đánh vào quả bóng màu đỏ trước mặt, điểm số của Du Kinh Hồng lại tăng lên, vì thế mà cô ta đã giành được phần thắng ở vòng đấu này. Thế nhưng vào thời điểm này, một luồng khí lạnh lẽo phát ra từ người Diệp vô phong, sức mạnh đó như một thanh gươm sắc bén, đâm thẳng vào trái tim của Du Kinh Hồng. Cô ta run rẩy toàn thân, ánh mắt của Diệp vô phong giờ đây dường như đã trở thành một loại vũ khí giết người, khiến tâm trạng của du kinh hồng thay đổi tay cô ta có chút run run quả bóng màu đỏ đánh không vào lỗ khuôn mặt du kinh hồng lạnh như nước lặng một chút nhún vai nói tư lệnh diệp tới lượt anh rồi cô ta cầm cây gậy bước đến diệp vô phong không đón lấy cây gậy mà đi tới trước bàn bia nói tôi đánh bóng trước giờ không dùng gậy du kinh hồng ngơ người thuận miệng nói không dùng gậy vậy anh đánh thế nào diệp vô phong cười nhạt đội trưởng du cô cũng là cao thủ hàng đầu lẽ nào cô giết người nhất định phải dùng sức sao anh vừa nói vừa dùng ngón tay ra hiệu điều anh muốn nói ở đây là lấy tay làm gậy diệp vô phong dùng lực đàn hồi của ngón tay nhằm trúng quả bóng chủ màu trắng đánh trái rồi lại đánh phải các quả bóng lần lượt bị đánh rơi vào lỗ du kinh hồng không ngừng khen ngợi tư lệnh diệp kỹ thuật thật tốt lúc diệp vô phong đánh quả bóng màu đen cuối cùng anh lại không đánh nữa du kinh hồng nói tư lệnh diệp tại sao dừng lại quả bóng đen vào lỗ là anh thắng rồi Diệp vô phong lắc đầu, đội trưởng Du, cô sai rồi. Đây là sân nhà của cô, tại sao tôi lại thắng được? Có cái gọi là khách không thể lấn lướt chủ nhà. Hơn nữa, tôi đã quyết định rút khỏi giang hồ, cũng không còn là tư lệnh nữa, đó cũng là quy tắc của tôi. Cô còn là người nổi tiếng bên cạnh người đứng đầu Trung Quốc, thống lĩnh của đội cận vệ, vệ sĩ số 1, tôi làm sao có thể cạnh tranh với cô được. Du Kinh Hồng cười nhạt, chế nhạo, anh thực sự đã rời khỏi Long Môn. Hay đó chỉ mới là ý định, nên mới tạm thời rút lui." Diệp Vô Phong nói, dưới góc độ của người khác, tư lệnh Long Môn phụ trách quản lý tất cả người Trung Quốc. Long Môn Đông Á, Long Môn Bắc Phi, Long Môn Tây Âu và Long Môn Bắc Mỹ, bốn thế lực luôn ngang nhau, thật sự mà nói thì không thể chịu sự tồn tại của nhau trong chung một thế giới. "Đó không phải nơi tôi muốn sinh sống." Tôi nói như vậy, có thể cô không tin, nhưng bây giờ, tôi cũng muốn hỏi cô tại sao lại xuất hiện ở đây? tại sao hẹn tôi đánh bóng du kinh hồng cười nhẹ nhàng tư lệnh diệp đương nhiên tôi đến đây là có mục đích của mình lẽ nào giữa chúng ta chỉ có thể là đối thủ của nhau không thể làm bạn sao diệp vô phong kinh ngạc đội trưởng du chẳng nhẽ cô đang đùa sao lúc trước mỗi lần gặp tôi cô không phải đều muốn nhanh chóng đánh chết tôi sao vậy mà hôm nay những lời nói này của cô khiến tôi không thể nào tin nổi du kinh hồng nói thật ra giữa anh và tôi chẳng có bất cứ thủ riêng nào nhưng anh lại là kẻ thù của nước cộng hòa chúng tôi từng là tên tội phạm nghiêm trọng bị truy nã bóng cũng đánh xong rồi tôi chỉ muốn thử xem kỹ năng của tư lệnh diệp trong hai năm nay đã tiến bộ lên bao nhiêu mà thôi diệp vô phong khẽ cười nhạt vài tiếng đội trưởng du đây là mục đích của cô sao nhưng mà tôi sẽ không đánh với cô diệp vô phong quay lưng bước đi nói vọng lại nếu như cô muốn bắt tôi cứ việc làm Tôi nói rồi, tôi đã rút lui khỏi giang hồ, tôi cũng đã có gia đình. Cô là vũ khí của đất nước, thủ lĩnh của cả một đội cận vệ. Nếu tôi lại đụng vào dao súng, làm sao xứng với vợ mình đây? Du Kinh Hồng ngạc nhiên hỏi, anh thật sự tự nguyện đưa tay chịu chói sao? Không muốn đấu với tôi? Diệp Vô Phong thở dài một tiếng, tôi biết, cô hận tôi vì cái chết của đội trưởng Khương Bách Thừa. Nhưng tôi chỉ muốn nói, đó tuyệt đối không phải lỗi của tôi khương bách thừa không chịu nghe tôi giải thích muốn bắt tôi ra tay với tôi anh ta thua rồi nhưng tôi không giết anh ta tôi vừa rời đi sau đó anh ta đã chết dưới tay người khác tôi cũng rất tiếc hôm nay cô muốn báo thù cứ việc ra tay tôi tuyệt đối không nửa lời oán trách nhưng du kinh hồng không hề ra tay diệp vô phong anh thật sự muốn gác kiếm sao diệp vô phong nói tất cả mọi người đều cho rằng tư lệnh long môn là một con quỷ khát máu cô cũng nghĩ tôi là người như vậy sao Tôi quả thực được gọi là cỗ máy chém chết nghìn người, không sai, người chết dưới tay tôi đã vượt qua 10.000, thế nhưng, trong số đó, không có ai là không đáng chết cả. Du Kinh Hồng hỏi, vậy xin hỏi Tư lệnh Diệp, như thế nào là người đáng chết, như thế nào là người không đáng chết? Diệp Vô Phong cao giọng đáp, tất cả thế lực đen tối chống lại Long môn chúng tôi đều đáng chết. Ý tôi nói là thế lực đen tối, tuyệt đối không bao gồm chính phủ Trung Quốc. Trừ nó ra, những người khác đều có thể tha thứ. Diệp Vô Phong lại nói, "Lúc trước, tôi bị liệt vào danh sách đen của chính phủ Trung Quốc, nhưng tôi vẫn luôn nhớ rằng mình là người Trung Quốc. Tôi chưa bao giờ làm điều gì có hại cho lợi ích của quốc gia. Nếu như cô không tin, có thể hỏi thủ trưởng số 4, ông ta đã từng đích thân nói chuyện với tôi, hy vọng Long môn có thể tiếp nhận được những cải biên của quốc gia, trở thành lực lượng vũ trang cho đất nước." Từng lời bộc bạch của Diệp Vô Phong, những uẩn khúc trong lòng Du Kinh Hồng dần dần được chút bỏ. Anh nói đúng gần đây tác phong bên trên hình như đã thay đổi rồi dựa theo tình hình và tác phong của cấp trên giống hệt như lời diệp vô phong nói cách tốt nhất để khống chế thủ lĩnh của lực lượng vũ trang hải ngoại chính để long môn trở thành đội ngũ bảo vệ du kinh hồng hỏi vậy tại sao anh lại không đồng ý để long môn sáp nhập vào trung quốc diệp vô phong nói tôi quanh năm suốt tháng dạo quanh nước ngoài vô cùng tàn nhẫn tôi không biết lãnh đạo cao nhất trong nước nghĩ về tôi như thế nào mục đích của long môn chúng tôi là bảo vệ tất cả lợi ích của trung quốc ở nước ngoài cũng là con cháu của viêm hoàng tôi diệp vô phong trước giờ chưa từng làm việc gì tổn hại đến lợi ích của người dân trung quốc tôi luôn cho rằng nếu như long môn và trung quốc hợp tác chúng tôi sẽ bị ràng buộc không thể bảo vệ tối đa lợi ích của người dân đang sinh sống ở nước ngoài của chúng tôi vậy nên tôi đã không đàm phán với chính phủ bây giờ tôi đã giải nghệ rồi càng không có quyền để nói về việc này Su Kinh Hồng lại nói, anh không có quyền kiểm soát Long Môn, nhưng lại có quyền kiểm soát bản thân. Không sai, ý của thủ trưởng là hy vọng anh có thể sử dụng tài năng của mình vào những việc tốt, việc đúng đắn. Thành phố Tam Giang những ngày gần đây bị lính đánh thuê ở nước ngoài quấy phá. Anh giúp chính phủ làm không ít chuyện tốt, tôi rất khen ngợi anh. Bây giờ có một cơ hội, vị trí người hướng dẫn chính của đội lá chắn đỏ, mặc dù chỉ là quân lệnh thứ ba, nhưng quân hàm của anh cũng ở bậc thiếu tướng đặc biệt anh lại là người trẻ tuổi, nếu như anh đồng ý, tôi tin, không đến mấy năm nữa, địa vị của anh sẽ vượt qua tôi. Diệp Vô Phong, thủ trưởng rất yêu thích anh, không biết anh có đồng ý hay không? Diệp Vô Phong thật sự không ngờ tới, Du Kinh Hồng lại đưa ra đề nghị như vậy, hóa ra lại đang mời mình, có thể nói là đang mướn mình. Đương nhiên, cô ta chỉ là đang chuyển lời lại, thế lực đằng sau cô ta muốn tuyển dụng mình là ai? Diệp Vô Phong suy nghĩ một chút, Đam Chiêu nhìn vào bàn bóng, trò chơi này vẫn chưa kết thúc. Nhưng bây giờ tôi không muốn đánh nữa, dừng ở đây vậy, tôi đợi cô, nếu có một ngày cô có thể thắng tôi thì tôi sẽ đồng ý lời mời của cô. Chương 165, kỷ niệm ngày cưới. Du Kinh Hồng gật gật đầu, trận đấu này nhìn giống như đã kết thúc, nhưng thực ra lại chỉ vừa mới bắt đầu, Diệp Vô Phong tiến lên một bước, tư lệnh Diệp, tôi hiểu rồi, ý của anh là nếu như có một ngày tôi đánh viên màu đen này vào lỗ thì anh sẽ đồng ý đến hồng thuẫn làm trợ thủ cho tôi sao diệp vô phong cười cười nói đội trưởng du cô rất thông minh hơn nữa cũng là một thiên tài võ thuật nhất định một ngày nào đó cô có thể vượt qua tôi đến khi đó ngồi xuống nói chuyện không phải là điều không thể du kinh hồng mỉm cười nói tư lệnh diệp chuyện đời cũng như ván đấu này vậy trong trò chơi này có một ngày tôi nhất định sẽ thắng anh ngoặc kép đội trưởng du nếu như cô không có chuyện gì nữa thì tôi xin tạm biệt ở đây. Du Kinh Hồng nói, đợi đã. Tư lệnh Diệp, nếu anh đã đến rồi, chịu uống ly trà mà đã muốn đi sao? Xem ra tôi thật không biết cách đối đãi với người khác. Du Kinh Hồng vừa dứt lời, đi tới trước bàn trà, đưa bàn tay trắng nõn ra và đặt lên trên ấm trà sứ tinh xảo. Đột nhiên, mắt của cô ta bắn ra một tia tinh lực đáng sợ, nước trà trong ấm trà, dưới tác dụng của nội lực, quả thực bắn ra một mũi tên nước, mà mũi tên nước bắn ra không phải lệch hoặc xiên ngũ ma vặn rơi vào trong tách trà đầy bảy phần tách không hơn không kém diệp vô phong khen ngợi đội trưởng du chiêu đãi khách rất tốt tôi cảm ơn anh cầm tách trà lên uống cạn sau khi chắp tay tạm biệt du kinh hồng diệp vô phong rời khỏi biệt thự quay trở lại xe lập tức gọi cho bạch tinh đồng bạch tinh đồng giờ đang giải quyết vụ của mạc đông lôi ở đội hình sự sở cảnh sát tam giang nghe thấy diệp vô phong hỏi cô ta cười và nói dù kinh hồng là sư phụ của tôi tôi đã học võ công từ cô ấy diệp vô phong hỏi cô đã nói cho cô ấy biết thân phận của tôi bạch tinh đồng đáp lại tôi không nói cô ấy đã tìm ra sau khi biết chuyện diệp vô phong anh không nên đổ oan cho người khác anh tung hoành ở thành phố tam giang lâu như vậy cô ấy không thể không biết nếu không phải tôi nói tốt cho anh biết bao lời thì sợ rằng sư phụ tôi đã bắt anh đi từ lâu rồi mà này anh định làm gì sắp tới anh sẽ đồng ý với đề nghị của sư phụ tôi chứ được rồi chuyện này tôi sẽ nói sau hiện tại cô đang làm gì vậy vụ án của mạc đông lôi vẫn chưa được giải quyết ư diệp vô phong hỏi anh rất quan tâm đến vụ án của mạc đông lôi anh chàng này rất điên cuồng và diệp vô phong cũng hy vọng có thể sớm kết tội anh ta kết thúc cuộc đời tội lỗi của anh ta bạch tinh đồng nói hiện tại có một số khó khăn đứa trẻ này rất cứng miệng nửa lời cũng không chịu nhận tội Mặc dù có các công cụ phạm tội trong xe, nó lại khẳng định rằng mình không làm điều đó. Nhưng tôi có một manh mối quan trọng ở đây." Diệp Vô Phong hỏi, "Manh mối gì?" Bạch Tinh đồng đáp, "Đêm đó, cùng với Diệp Vô Phong gây án có hai người, một người là chiến hùng đã chết và người còn lại được gọi là Ngũ Ma. Theo điều tra của thám tử chúng tôi, chính Ngũ Ma này đã mua những dụng cụ nổ mìn và giao cho anh ta. Sau đó đã biến mất. Chúng tôi đã đến nhà anh ta để tìm anh ta." Người này vài ngày trước đã biến mất hoàn toàn. Diệp Vô Phong nói, xem ra tên ngũ ma này rất quan trọng. Nếu như cô tìm ra anh ta, Mạc Đông Lôi sẽ không còn có gì để chống lại được. Bạch Tinh Đồng đáp lại, "Vâng, tôi đang cử thêm người để tìm tung tích của ngũ ma." Ngày 10 tháng 10 vừa qua, Lâm Thư Âm đã có một ngày tuyệt nhất trong cuộc đời của cô ấy, cô đi chiếc Bugatti Veyron trị giá 45 triệu dọn về dinh thự trị giá hơn 200 triệu của gia đình và sắp xếp một bữa tiệc linh đình tại nhà để chiêu đãi họ hàng, bạn bè. Bà cụ đứng trước mặt cây hạnh đào già với những vết sần sùi ở thân của nhà họ Lâm, cây hạnh đào già không những ra quả mà thậm chí còn có hoa nở rộ. Bà nắm lấy tay Lâm Thư Âm và nói, Thư Âm, cho đến hôm nay bà mới biết ông của con đã nói gì trước khi mất. Ông của con quả thực có một đôi mắt rất tinh tường. Lâm Thư Âm cười nói, bà, Chúng con đã đặc biệt chuẩn bị cho bà một căn phòng thoải mái nhất trong nhà này. Từ nay về sau bà sẽ sống ở đây. Bà cụ đi theo Lâm Thư Âm về phòng riêng, đưa bàn tay đã chai sần của mình ra cẩn thận vuốt ve từng đồ đạc trong phòng, "Được rồi, thật tốt quá. Nếu bà có thể sống ở đây thêm một ngày, bà đời này chỉ có vậy là thỏa mãn." Tả Tiểu Thanh đang tiếp đãi khách bên ngoài, theo lời mời của bà, các thành viên trong gia đình của Tả Tiểu Thanh đều đến. Tả Tiểu Lam đưa tay vuốt ve lớp vỏ kim loại đặc biệt của Bugatti Veyron, ghen tị nói: "Chị ơi, chiếc xe này đẹp quá, ít nhất cũng phải 4 triệu đúng không ạ?" Tả Tiểu Thanh cười khúc khích: "Em gái của chị ạ, em chưa từng thấy thế giới. Em có biết đây là loại xe gì không? Bugatti Veyron phiên bản giới hạn trên thế giới chỉ có 8 chiếc. Giá chiếc xe này là 45 triệu." Tả Tiểu Lam sợ đến mức lè lưỡi: "Trời ạ, xe 45 triệu, chị ơi!" con rể chị chính xác có bao nhiêu tiền? Tả Tiểu Thanh đắc ý nói, cụ thể có bao nhiêu tiền chị cũng không biết. dù sao tất cả đại gia ở thành phố Tam Giang cộng lại cũng không so bì được với thằng bé. Tả Tiểu Lam thốt lên, quá tuyệt vời! À, em thật không có mắt nhìn, còn cười nhạo thằng bé là đồ rác rưởi. Chị ơi, chị nghĩ vô phòng sẽ ghét em không? Tả Tiểu Thanh nói, đương nhiên sẽ không rồi. Em là gì của Thư Âm, cũng là gì của thằng bé đứa bé vô phong này rất hiếu thảo thằng bé không những không ghét em mà còn không tiếc công sức để giúp đỡ em hôm nay mời gia đình em đến gia đình em có khó khăn gì thì cứ nói ra thằng bé nhất định sẽ giúp đỡ em nhất định sẽ hài lòng tả tiểu lam ngạc nhiên hỏi có thật không tả tiểu thanh nói chị gạt em làm gì tả tiểu hồng và tả đại phú đến cùng nhau tả tiểu thanh nói với họ vô phong đã hứa với chị hôm nay cậu ấy sẽ đáp ứng một yêu cầu đặc biệt của mỗi gia đình có mặt Tất nhiên, mọi người cũng không nên yêu cầu quá nhiều, chỉ vừa đủ thôi. Ví dụ như là tả đại phú, không phải em và từ nghệ chi định mở một thẩm mỹ viện sao? Chị cho các em một gợi ý, đừng đầu tư quá nhiều, 5 triệu là đủ. Tả đại phú há hốc miệng kinh ngạc, chị của em. Chị nói là thật sao? Vô phòng sẽ đầu tư 5 triệu cho chúng em. Kết quả là ngay khi bữa tiệc bắt đầu, tả đại phú đã hoàn toàn bị thuyết phục. Diệp Vô Phong chính thức hứa rằng tất cả người thân và bạn bè đến tham gia lễ kỷ niệm một năm ngày kết hôn của anh với Lâm Thư Âm hôm nay sẽ nhận được một khoản tài trợ thương mại hoặc tiền trợ cấp nhân thọ. Tả Đại Phú nói rằng anh ta muốn mở một thẩm mỹ viện và anh ta cần sự đầu tư và tài trợ của Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong lập tức chuyển cho anh ta 6 triệu NDT, cậu, nếu không đủ tiền thì có thể nhờ Thư Âm giúp. Nhưng cậu phải nhớ bỏ cờ bạc, nếu còn làm vậy, cậu sẽ không bao giờ vay được một xu từ cháu trong tương lai. Tả đại phú bật khóc biết ơn, vô phong, tôi hứa sẽ không đánh bạc trong tương lai. Tôi sẽ làm công việc kinh doanh này với người mợ này của cậu một cách ổn định. Diệp vô phong cười nói với nghệ chi, mợ à, đây là cậu tự hứa với chính bản thân mình, sau này mợ chịu trách nhiệm quản lý tiền, giám sát cậu. Từ nghệ chi cũng rất vui, vô phong, cảm ơn sự tài trợ hào phóng của cậu. Chúng tôi nhất định sẽ làm việc chăm chỉ và không làm xấu mặt cậu. Audio điện tử võ tấn bền chương 166, làm từ thiện Hai chị em Tả Tiểu Hồng và Tả Tiểu Lam hợp tác mở một nhà hàng hải sản, Diệp Vô Phong đầu tư 30 tỷ vào đó, không hề keo kiệt. Hai chị em này cũng biết ơn không thôi, cứ người nào là họ hàng được nhà họ Lâm mời đến hôm nay, hầu như đều nhận được một khoản tiền tài trợ đáng kể. Những người chú, bác hơi lớn tuổi, không còn khả năng kinh doanh nữa, tất cả đều được Diệp Vô Phong phát cho ba tỷ xem như tiền dưỡng lão. Còn Lâm Vĩnh Quân, bố vợ của anh thì có nguyện vọng lớn nhất chính là sở hữu một trung tâm thể thao giải trí. Diệp Vô Phong đã chuẩn bị từ trước, dùng 450 tỷ mua lại một trung tâm thể thao giải trí ở thành phố Tam Giang. Các hoạt động thể thao quy mô lớn của thành phố Tam Giang như thi đấu bóng rổ, thi đấu bóng bàn, giải đấu cầu lông hầu như đều tổ chức ở nơi này. Thế là Lâm Vĩnh Quân đã được như ý nguyện. Kể từ khi cả nhà Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm dọn vào trong biệt thự số 9 trên núi Nhạn Tây, địa vị của nhà họ Lâm ở thành phố Tam Giang cũng phất lên như diều gặp gió, khí thế lặng lẽ vượt qua cả nhà họ Mạc, vốn nổi tiếng giàu có bậc nhất trước đó. Các băng đảng xã hội đen từ các huyện và khu phố ở thành phố Tam Giang cũng lũ lượt bày tỏ ý tốt với Diệp Vô Phong, ý đồ của họ rất rõ ràng, sau này Diệp Vô Phong chắc chắn sẽ thay thế Mạc Tam Gia, trở thành người đứng đầu của thành phố Tam Giang. Nếu họ không gây dựng một mối quan hệ tốt với Diệp Vô Phong thì e rằng sẽ không còn chỗ để kiếm cơm. Thế nhưng từ đầu tới cuối Diệp Vô Phong luôn giữ khoảng cách nhất định với bọn họ, anh chưa từng nhận quà mà họ tặng, cũng như không hề tham dự những bữa ăn mà họ mời. Bạch Nhạn phi tò mò hỏi, "Diệp Vô Phong, chẳng phải lúc đầu anh định để cho thư âm ngồi lên ngai vàng của thành phố Tam Giang này sao? Sao bây giờ trông anh giống như không còn hứng thú với chuyện này nữa vậy?" Diệp vô phong mỉm cười, mọi chuyện đều không thể đoán trước được. Hiện tại tình thế thay đổi, tôi bị người khác nhắm vào rồi, cho nên phải kiềm chế hành động lại một chút. Bạch nhạn phi cao mày, anh bị ai nhắm chúng? Diệp vô phong nói, là một kẻ tên là Du Kinh Hồng. Bạch nhạn phi ngạc nhiên, Du Kinh Hồng, là đại đội trưởng Du Kinh Hồng mới nhậm chức của lực lượng đặc biệt Hồng Thuẫn đó sao? Tôi nghe nói người phụ nữ này rất tài giỏi. Cô ta chưa đến 30 tuổi đã trở thành thủ lĩnh của Hồng Thuẫn, nên biết Hồng Thuẫn Chính là lực lượng đặc biệt dưới trướng thủ trưởng số 1. Cô ta đã đến tìm anh sao? Diệp Vô Phong gật đầu, chúng tôi đã trò chuyện một chút, cũng may dạo gần đây tôi cũng khá an phận. Nhất là luôn diệt trừ tội phạm giúp chính phủ, không hề có hành vi làm trái pháp luật nên cô ta đã tha cho tôi, nhưng vẫn sẽ luôn trông chừng tôi. Bạch Nhạn Phi gật đầu, nói anh bị Du Kinh Hồng nhắm vào rồi thì nên khiêm tốn lại chút đi. Người phụ nữ này rất ác độc, nhất là quyền lực của cô ta. Một khi rơi vào tay cô ta, cho dù là người có quyền cao chức trọng cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp." Diệp Vô Phong nói, "Thế nên bây giờ tôi phải làm nhiều việc tốt hơn. Tôi và Thư Âm đã bàn bạc rồi, ngày mai chúng tôi sẽ đến quê nhà tôi ở huyện Đông Hoa một chuyến, đầu tư vào một vài dự án từ thiện. Thư ấn tượng nhất đối với tôi chính là ngôi trường trung học ở huyện chúng tôi, tôi nghe nói các dãy phòng học đã xuống cấp nghiêm trọng do nhiều năm không tu sửa." trong huyện không có nguồn vốn cải tạo trường học nên đã xin lãnh đạo thành phố cấp xuống, thế nhưng họ lại trì hoãn mãi không phê duyệt. Bạch Nhạn Phi cũng đồng ý với chuyện này, đầu tư hỗ trợ giáo dục là chuyện thế hệ chúng ta nên làm. Nếu anh tài trợ thì tôi xin góp một phần, chẳng qua ngày mai tôi phải về tỉnh để tham dự lễ tưởng niệm tuần đầu của các anh em, chú bác đã hy sinh trong trận chiến nên không đi với anh được. Anh bù vào trước giúp tôi nhé, đợi tôi về rồi sẽ trả lại anh sau, được không? Diệp vô phong cười ha hả, tất nhiên không thành vấn đề. Nhạn phi, đến lúc đó cô hãy thay mặt tôi dâng một nén hương cho các anh em đã hy sinh, an ủi linh hồn trên trời cao của những vị anh hùng này. Bạch nhạn phi nói, tôi sẽ giúp anh. Ngày hôm sau, Diệp vô phong và Lâm Thư âm đến huyện Đông Hoa. Khi họ đến nơi thì sắc trời đã tối hẳn, Diệp vô phong hỏi, Thư âm, chúng ta đi ăn tối trước rồi hắn quay lại tìm nhà trọ nhé. Em muốn ăn gì, lâm thư âm bỗng mỉm cười em không đói ăn gì cũng được diệp vô phong chỉ vào một quán hàng rong ngoài trời ở phía xa xa trước đây khi anh học trung học thường xuyên đến nơi đó ăn giá rẻ hợp túi tiền anh muốn được nếm lại mùi vị ở đó lâm thư âm khoác tay diệp vô phong ông xã hôm nay em sẽ ăn hàng rong với anh thế là hai người dắt tay nhau đến quán hàng rong ấy diệp vô phong gọi món sườn rim đậu phộng đậu phụ lông và bia hai vợ chồng đang ăn uống hăng say thì bỗng dưng có một gã say rượu đi tới, có lẽ là tên này định đi vệ sinh nhưng lúc đi ngang qua thì bỗng phát hiện Lâm Thư Âm có dáng vẻ xinh đẹp. Tên này chưa từng gặp qua người phụ nữ nào xinh đẹp như thế, cô em trông ngon nghẻ đấy nhỉ. Tóc đen dài, mặt xinh xắn, cái miệng đỏ trúng chím, cười lên còn lộ ra hai lúm đồng tiền. Úi trà, đúng là không tệ. Gã ta dừng bước, cô em, qua bàn anh uống vài ly nào. Anh không để em thiệt thòi đâu, cho em 600.000 được không? Lâm thư âm chán ghét liếc gã một cái rồi nói, muốn tìm người ôm ấp thì về nhà tìm chị anh mà ôm ấy. Tuy gã đã say đến nỗi không còn biết trời trăng gì nhưng vẫn có thể nghe hiểu lời mắng chửi, chết tiệt, mày không biết điều đấy hả? Anh đây tốt bụng muốn mời mày uống rượu mà mày lại mắng tao à? Mày thử nghe ngóng xem ở huyện Đông Hoa này có ai dám khiêu khích Mã Trường Bân này hay không? Có ai dám mắng chửi tao như vậy? Mã Trường Bân vừa nói vừa cười một cách đê tiện, định nhào đến bắt lấy Lâm Thư Âm. Trong lúc giận dữ, cô đã hất nửa cốc bia lên mặt gã. Mã Trường Bân lập tức nổi giận, nhưng gã quả thật đã uống rất say nên tay chân cứ lóng ngóng, không bắt được cô. Lâm Thư Âm đứng phát dậy, trốn ra sau lưng Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong nhặt chai bia lên rồi nhắm chuẩn vào đầu Mã Trường Bân mà ném. Loảng xoảng một tiếng, chai rượu và đầu của Mã Trường Bân đều nở hoa đầu của mã trường bân chảy máu ròng ròng diệp vô phong mắng tên chết tiệt biết điều thì mau cút mã trường bân bị vỡ đầu gã vừa nằm dưới đất vừa ôm mặt hét lớn người đâu người đâu ông đây bị đánh rồi mã trường bân không hét lên thì thôi mà vừa hét một cái mười mấy người ở các bàn phía xa xa nháo nhào đứng phát dậy rồi bước tới bao vây chiếc bàn nhỏ anh bân anh làm sao thế anh bân anh bị sao vậy đúng đó đâu anh chảy máu rồi ai đánh anh vậy? Mã Trường Bân dùng một tay ôm đầu, một tay chỉ vào Diệp Vô Phong chính là nó. Hai mươi mấy tên thuộc hạ lập tức bao vây bàn của Diệp Vô Phong, chuẩn bị ra tay. Bỗng dưng có người quát to một tiếng, dừng tay. Mọi người đồng loạt quay đầu lại nhìn, chợt thấy một người đàn ông vạm vỡ đang ăn uống ở bàn bên cạnh đã đứng dậy. Anh ta mặc ác khoác đen, dáng vẻ vô cùng sáng sủa, hai mắt long lanh có hồn, vừa nhìn là biết anh ta là một người luyện võ thuộc hạ của Mã Trường Bân dừng lại, hỏi, mày là ai? Mày muốn lo chuyện bao đồng à? Tên nhóc này chỉ vào Mã Trường Bân rồi nghiêm giọng nói, vừa rồi là anh ta uống say rồi chiêu chọc cô gái này nên mới bị đánh. Các người ỉ mình là người bản địa, hơn nữa còn ỉ mình người đông thế mạnh mà muốn bắt nạt người khác. Tôi thấy thật chướng mắt. Diệp vô phong nhìn thấy tên nhóc này, mắt không khỏi sáng rực lên, ơ. Chẳng phải đây là Trình Kim Bảo, bạn cùng lớp của mình hồi cấp 2 sao? Lúc Trình Kim Bảo còn đi học là đã thích bênh vực kẻ yếu, anh không ngờ đến tận bây giờ mà anh ta vẫn còn giữ được tính cách này, rất thú vị. Kim Bảo, cậu còn nhớ tôi là ai không? chương 167, gặp lại bạn học Kim Bảo. Trình Kim Bảo rụi mắt, cuối cùng nhận ra Diệp vô phong, phong, là cậu thật à? Chết tiệt, mấy năm chưa gặp rồi, dáng người thằng nhóc cậu cũng cao, xương cốt cũng cường tráng. Nếu biết là cậu, đã gọi cậu lại đây cùng tôi uống rượu rồi. Vị này là Diệp Vô Phong cười, là vợ tôi." Trình Kim Bảo đấm vào tay một cái, hóa ra là chị dâu. Trình Kim Bảo lại nhìn một lượt xem nhóm người Mã Trường Bân, "Phong, mấy tên khốn khiếp này cứ giao cho tôi. Một mình tôi cũng có thể thoải mái xử lý bọn họ." Mã Trường Bân cắn chặt răng, nghiến lợi. "Ôi trời, ở đâu ra cái tên thích xen vào việc của người khác. Vẫn không nhận ra tao. Các anh em, đánh cho tao." Mã Trường Bân tức giận đấm mấy cái, quát một tiếng rồi ra tay. Một chân hung hăng đá vào bụng của Trình Kim Bảo. Trình Kim Bảo nhăn mày, anh ta cũng không thèm nhìn, nhấc chân lên, đá vào chân một tên côn đồ kia. Một tiếng cạch giòn tan vang lên, xương cốt hẳn là đã bị đá đến gãy rồi. Tên côn đồ đau đớn hét thảm lên một tiếng, ôm chân ngã xuống đất. Thế nào, tụi bây còn muốn đánh không? Trình Kim Bảo quát hỏi. Diệp Vô Phong không nghĩ đến phó công của trình kim bảo cũng không tệ cười ha ha nói kim bảo cậu được đấy nhỉ trình kim bảo cũng cười với diệp vô phong nói hồi nhỏ tôi có theo ông ngoại học mấy năm không có việc gì nên tôi thường xuyên luyện tập hắc long hội này ỉ vào thế lực của đàm cửu ước hiếp trăm nhà tôi sớm đã nhìn không vừa mắt bọn họ bọn danh con tụi bay, biết điều thì mau cút đi đừng làm tôi phải tốn sức nếu thật sự muốn đánh nhau hỏi thăm trình kim bảo tôi trước đã Trình Kim Bảo này vừa nói tên, tất cả bọn lưu manh đều trợn tròn mắt. Bang lưu manh này đều là người của Hắc Long Hội, Hắc Long Hội là tổ chức ngầm của huyện Đông Hoa. Chủ của Hắc Long Hội huyện Đông Hoa là Đàm Cửu. Anh ta mấy ngày trước vừa đến chỗ Diệp Vô Phong tân bốc, còn mời Diệp Vô Phong đến huyện Đông Hoa nói chuyện cũ. Diệp Vô Phong từ chối, nói rằng mình có việc nên không nhận lời. Thân phận của Mã Trường Bân là đường chủ của Hắc Long Hội. Trình Kim Bảo ở huyện Đông Hoa có một quán rượu nhỏ, bản thân có tiếng đánh nhau không cần mạng, cho nên anh ta căn bản không phục Hắc Long hội. Mã Trường Bân đối với Trình Kim Bảo không quá quen thuộc, ra lệnh một tiếng, 10 tên mấy lưu manh bắt đầu vây quanh Trình Kim Bảo, đám thuộc hạ này của gã đều là lưu manh chơi bời lưu lồng, không có lấy một người biết thật sự biết phó công. Nhưng Trình Kim Bảo lại không giống vậy, từ nhỏ đã luyện võ, mấy năm nay càng chăm chỉ khổ luyện, vừa mới thăng tiến lên cảnh giới đại sư. Cao thủ cấp tinh anh bình thường, đánh mười mấy tên lưu manh thì dư giả, huống chi Trình Kim Bảo là loại cấp đại sư này. Kết quả cả đám lưu manh này bị Trình Kim Bảo đánh cho tè ra quần. Diệp Vô Phong vỗ tay khen, "Kim Bảo, võ công tốt." Đánh cho Mã Trường Bân chạy, Trình Kim Bảo và Diệp Vô Phong cùng nhau ngồi kể lại chuyện tình cảm bạn học, Trình Kim Bảo nói, "Phong, trước đó vài ngày thành phố Tam Giang của chúng ta có đại anh hùng tuyệt vời, tôi nghe nói anh ta bằng sức lực của bản thân xử lý gọn nhiều tên lính đánh thuê bên ngoài tổ chức." Còn bá đạo trấn áp mạc tam gia. Bây giờ, nhà họ Lâm trở thành nhà giàu có nhất thành phố Tam Giang. Vị đại anh hùng kia lại trùng tên trùng họ với cậu. Diệp Vô Phong cười nói, Kim Bảo, thực không dám giấu giếm, người đó chính là tôi. Trình Kim Bảo vô cùng kinh ngạc, Diệp Vô Phong, cậu không lừa tôi chứ? Lúc đi học, ngay cả tôi cậu còn không làm gì được. Có lúc chịu ức hiếp, vẫn là tôi ra mặt giúp cậu xử lý mấy loại khốn nạn này. Diệp Vô Phong cười cười, "Kim Bảo, tôi không có lừa cậu, cậu là anh em tốt của tôi, tôi sao lại lừa cậu? Không giấu cậu, sau khi tốt nghiệp trung học, tôi ra nước ngoài sống. Vô tình có được một cuốn sách võ công, luyện ra chút bản lĩnh." Trình Kim Bảo đột nhiên nhận ra, "Phong, có thành tích thì tên tuổi cũng lớn, tất cả đều là ý trời, loại người ngu dốt như tôi dù có chăm chỉ khổ luyện cả đời, cũng không đạt đến trình độ đó." Diệp Vô Phong nói, "Kim Bảo, cậu đừng tự ti thực ra làm cậu tốt lắm rồi. 20 tuổi đã tiến vào cảnh giới đại sư, đừng nản trí, võ công không phụ người có lòng, một ngày nào đó trong tương lai, cậu vượt qua tôi sẽ không còn là suy nghĩ viển vông. Anh em chúng ta gặp nhau không dễ, không nói chuyện này nữa. Đến đây, uống rượu với tôi. Cơm nước no nê, Diệp vô phong nhìn Trình Kim Bảo hình như có tâm sự, hỏi Kim Bảo, cậu hình như có tâm sự. Trình Kim Bảo nói, Phong, tôi có người bạn thân tên Tô Vãn Nguyệt, tôi đối với cô ấy tình cảm thắm thiết hận không thể lấy về làm vợ nhưng mà diệp vô phong hỏi nhưng cái gì người ta không thích cậu trình kim bảo nói cũng không phải hai chúng tôi tâm đầu ý hợp chỉ đáng tiếc vãn nguyệt không thể có tự do cô ấy ký hợp đồng với công ty của đàm cửu chuyện là như vậy diệp vô phong nghe xong ha ha cười nói chuyện này có gì khó đợi lát nữa tôi cùng cậu đi một chuyến đến phượng hoàng kim thành của đàm cửu cậu yên tâm tôi đảm bảo hôm nay sẽ để cậu đưa Tô Vãn Nguyệt đi. Trình Kim bảo mừng rỡ, cảm ơn cậu, cảm ơn chị dâu. Ăn cơm tối xong, ba người cùng nhau đi đến Phượng Hoàng Kim Thành, đây là địa điểm câu lạc bộ lớn nhất huyện Đông Hoa. Diệp vô phong nói với Lâm Thư Âm, Thư Âm, đi mua ba vé vào cửa. Lâm Thư Âm vừa đi, Trình Kim bảo ngăn lại, chị dâu, không cần chị làm. Phượng Hoàng Kim Thành đối với tôi rất quen thuộc, hơn nữa còn có thể quẹt thẻ, Trình Kim Bảo lấy ra thẻ VIP của mình, mua 3 vé vào cửa, vé vào cửa còn có thể giảm 20%. Sau đó, Trình Kim Bảo dẫn hai người đến thẳng hội trường biểu diễn của tầng 10. Lúc bọn họ đến, trên sân khấu của hội trường biểu diễn, đã đầy người. Dựa vào vị trí của vé, tìm được chỗ mình ngồi xuống, bồi bàn đi tới lễ phép hỏi, quý khách, uống gì không? Trình Kim Bảo nói, cho chúng tôi một đĩa trái cây và một bình trà thượng hạng long tính. Diệp vô phong nhìn trên đài, một mỹ nữ mặc váy các loại hoa đang ở trên rủ rỉ giới thiệu với mọi người. Trình Kim Bảo nói, Phượng Hoàng Kim Thành mỗi tháng đều đưa ra tiết mục tuyển người. Tên, Phượng Hoàng Kim Thành Tú. Tiết mục này tương tự giọng nữ siêu cấp của đài truyền hình Hồ Nam. Mỗi kỳ đưa ra ba tú nữ, ba tú nữ đều là người mặc vải gấm, đều có ngoại hình rất xinh đẹp. Lâm Thư âm nói xen vào, nói thẳng ra, chính là tuyển hoa khôi đi. Phượng Hoàng Kim Thành đưa ra một nơi thu nhận người đẹp, hoặc là đánh đàn, hoặc là ca hát, hoặc là thông qua tài nghệ khác thể hiện chính mình. Do đó được tuyên truyền nhằm mục đích đóng góp, nhiều tú nữ một đêm thành danh, cũng cực kỳ cá biệt trở thành ngôi sao truyền hình. Tóm lại, nếu có thể ở Phượng Hoàng Kim thành bộc lộ hết tài năng, bản thân sẽ đạt trở thành cá chép hóa rồng. Trình Kim bảo nói, chị dâu đối với nơi này hiểu biết không ít nhỉ. Lâm Thư Âm nói, tôi chỉ nghe Bạch Nhạn Phỉ nói. Tình hình cụ thể của nơi này, cô ấy biết một chút. Lúc này, người dẫn chương trình tuyên bố màn biểu diễn sắp bắt đầu. Ba người Diệp Vô Phong cũng không nói nữa, toàn bộ ánh mắt đều tập trung trên đài biểu diễn. Trận chung kết sốt cuộc bắt đầu rồi, đầu tiên lên sân khấu chính là một người đẹp có võ công. Người đẹp này biểu diễn chính là võ thuật, cô biểu diễn Vịnh Xuân Quyền, một bộ quyền pháp được diễn luyện, lập tức giành được tiếng vỗ tay dưới hiện trường. Biểu diễn kết thúc, người đẹp liền này đi xuống nghỉ ngơi. Chương 168, cô gái tài năng Tô Vãn Nguyệt. Diệp Vô Phong gật đầu liên tục, cô gái này lớn lên thật xinh đẹp, Vịnh Xuân Quyền cũng luyện rất tốt. Lâm Thư âm dẫm lên chân của Diệp Vô Phong ở dưới gầm bàn, Diệp Vô Phong cười đau khổ nói, nhưng mà, cô gái này còn thiếu một loại khí chất siêu nhiên giống như Thư Âm, tuyệt đối không thể so sánh. Trình Kim bảo nói, Phong, nói thẳng ra, cậu thích chị dâu đi. Như vậy, chị ấy nghe cũng thoải mái hơn. Lâm Thư Âm không giấu được khuôn mặt đỏ bừng vì thẹn thùng, "Kim Bảo, đừng nói bừa." Người thứ hai là một cô gái ưa nhìn mặc hán phục màu đỏ bước lên biểu diễn, tiết mục cô ấy biểu diễn là đàn tranh, tiếng đàn đẹp đẽ cuốn hút tất cả khán giả, khi cô ấy kết thúc bài biểu diễn, tất cả khán giả lập tức giàng cho cô ấy tràng pháo tay nồng nhiệt. Người đẹp thứ ba lên biểu diễn chính là Tô Vãn Nguyệt, bởi vì tháng trước cô ấy đã dùng tài năng xuất chúng của mình chinh phục tất cả khán giả có mặt ở đây cho nên có rất nhiều người hâm mộ cô tại khán đài diệp vô phong nói kim bảo bạn gái cậu khí chất rất cao trình kim bảo nói tiểu nguyệt đúng là đa tài đa nghệ lần trước cô ấy đã giành giải á quân chủ yếu là tiểu nguyệt không thích những quy tắc ngầm tôi cũng vậy phượng hoàng kim thành chỉ cho thuê đối với những tú nữ đã đạt được quán quân những cô gái không đạt được quán quân thì ở lại phượng hoàng kim thành tiếp tục đào tạo chuyên sâu phượng hoàng kim thành sẽ cung cấp cho họ chỗ ở và thức ăn miễn phí đồng thời đầu tư rất nhiều tiền cho việc đào tạo, kích thích tiềm năng trong họ. Cho đến lúc trở thành quán quân, sau đó sẽ được liệt kê vào danh sách cho thuê. Hợp đồng cho thuê đều là giá trên trời. Diệp vô phong kinh ngạc hỏi, hợp đồng cho thuê, giá cả. Trình Kim Bảo nói, ví dụ như anh thích người này thì Phượng Hoàng Kim Thành sẽ cho thuê với giá 500.000 tệ một tháng, ký hợp đồng với anh ít nhất nửa năm. Có thể nói, trong nửa năm này, anh chỉ cần trả 3 triệu tệ, thì có thể cùng với cô gái này cùng chung chăn gối, hoặc là để cho cô ấy làm thư ký cá nhân của anh. Diệp Vô Phong cảm thán, quả thực là giá trên trời, tên khốn Đàm Cửu này làm ăn khá đấy. Lúc này, trên sân khấu, Tô Vãn Nguyệt bắt đầu biểu diễn rồi. Tiết mục mà cô ấy muốn biểu diễn chính là trò chơi chạy trốn thịnh hành nhất, đẫm máu nhất và hấp dẫn nhất. Trên sân khấu được bố trí một cái hồ cá lớn, bể cá có hai lớp, lớp trên là những con cá ăn thịt người xinh đẹp mà hung tàn ở vùng nhiệt đới. Tô Vãn Nguyệt phận mình, vứt bỏ áo choàng trên người, trên người cô ấy chỉ mặc chiếc áo tắm, cơ thể tuyệt đẹp ngay lập tức khiến khán giả sướng sốt. Hai người trợ lý dùng hai sợi dây xích chói tay chói chân của Tô Vãn Nguyệt lại, rồi ném cô ấy vào tầng dưới của hồ cá. Lâm Thư Âm bị dọa cho sợ hãi, hét lên, làm gì vậy? Xiết người à! Diệp vô phong vẫy tay ra hiệu cho cô ấy bình tĩnh, ngay sau đó, lại có một sợi dây xích cố định Tô Vãn Nguyệt bên trong bể cá bên dưới. Lúc này, nước trong bể chỉ còn lại một nửa, nhưng 30 giây sau, toàn bộ đàn cá ăn thịt người ở bể trên sẽ đổ hết xuống bể dưới. Người dẫn chương trình cầm micro hô lớn, các vị quan khách, chúng ta hãy cùng chứng kiến sự kỳ diệu và xem xem cô Tô Vãn Nguyệt làm thế nào để chạy thoát khỏi. Nhưng, nguy hiểm rất lớn, nếu như Tô Vãn Nguyệt không thể chạy thoát khỏi, như thế hậu quả thật khó lường. Được, thời gian bắt đầu đếm ngược. Nhìn thời gian đếm ngược, tâm trạng của tất cả khán giả có mặt đều trở nên căng thẳng, cô ấy chỉ có 30 giây để thoát khỏi. Tô Vãn Nguyệt bắt đầu giấy rùa thoát khỏi sợi dây xích trong nước, nếu như thời gian quy định đã hết, cô ấy không thể tháo được sợi dây xích ở trên tay và chân của mình. Như vậy, cá ăn thịt người ở trên đầu sẽ đổ xuống dưới sẽ ăn thịt cô ấy đến xương cũng không còn. Lâm Thư âm lần đầu tiên xem loại biểu diễn mạo hiểm này, tâm trạng rất lo lắng, nắm chặt tay Diệp vô phong, tim đập loạn nhịp, vô phong, chơi như thế này, mạo hiểm quá không? Cô ấy sẽ không xảy ra tai nạn gì chứ?" Diệp Vô Phong an ủi cô nói, "Thư Âm, vừa rồi người dẫn chương trình có nói là một màn ảo thuật." "Ảo thuật, chỉ là thủ thuật che mắt người khác thôi, có gì nguy hiểm sao? Em không cần phải lo lắng." Lâm Thư Âm nghe Diệp Vô Phong giải thích xong, có một chút nhẹ nhõm. Nhiều khán giả có mặt tại đây, nhìn thấy mà phát hoảng, suy cho cùng, không ai muốn nhìn thấy tính mạng của cô gái xinh đẹp như thế này rơi vào miệng cá. 20 giây trôi qua, những sợi dây xích trên tay cô gái Tô Vãn Nguyệt đều được tháo ra, nhưng dây xích trên chân đột nhiên không tháo ra được. Cô ấy hình như có chút hoảng sợ, cúi mình ra sức vùng vẫy. Lâm Thư Âm sợ hãi nói, hỏng rồi. Thời gian sắp hết rồi, Tô Vãn Nguyệt vẫn chưa mở hết dây xích, cô ấy dường như đã bỏ cuộc. Tô Vãn Nguyệt ra hiệu cho trợ lý nhanh chóng sử dụng biện pháp khẩn cấp. Hai trợ lý cũng vô cùng hoảng sợ dùng công cụ cấp cứu và lên kế hoạch đập bể hồ cá để cứu Tô Vãn Nguyệt. Nhanh chóng cứu người, khán giả đều hò hét ầm ý. Lâm Thư Âm không nhịn được thét lên, xong rồi. Cô sợ hãi nhắm mắt lại, nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu này cô chịu không nổi. Thời gian kết thúc đếm ngược, bằng một tiếng vang, toàn bộ những con cá ăn thịt người ở hồ trên đều đổ xuống hồ dưới, toàn bộ đổ vào tô vãn nguyệt, lại nghe tiếng hét của Lâm Thư Âm, tiếp theo đó là sự hỗn loạn trong hồ, ngay sau đó cả hồ cá đã bị nhuộm đỏ lâm thư âm nhắm mắt lại không dám nhìn giọng run run hỏi diệp vô phong cô ấy bị ăn chưa diệp vô phong cười ha ha thư âm nhìn kim bảo đi đừng nói xui xẻo nữa trình kim bảo cũng an ủi nói chị dâu tiểu nguyệt không sao cả khán giả hoảng loạn xong rồi cô vãn nguyệt bị ăn rồi hai người trợ lý của cô vẻ mặt hoảng sợ cây búa trên tay cũng rơi xuống đất những khán giả ở khoảng cách gần đều sợ hãi hét lên, chết rồi, chết rồi. Cả khán phòng hỗn loạn. Thư âm, không cần lo, Tiểu Nguyệt không sao cả." Diệp Vô Phong ung dung uống một ngụm trà, bình tĩnh nói, Diệp Vô Phong là một cao thủ thần cấp, thính giác và trí tuệ của anh hơn hẳn người bình thường rất nhiều. Diệp Vô Phong đã sớm phát hiện ra, Tô Vãn Nguyệt đã dùng lối thoát hiểm để rời sân khấu ngay khi đàn cá ăn thịt người đổ xuống bể. Cô ấy hét lên nhưng chỉ là một trò để che mắt người khác mà thôi quả nhiên khi khán giả ở đây thương tiếc hoảng sợ khi mà mọi người đang sợ hãi thì phía sau khán đài tô vãn nguyệt khoác áo choàng bước lên sân khấu các bạn khán giả thân mến cảm ơn các bạn đã ủng hộ khán giả đồng thanh vỗ tay cô ấy thoát nạn rồi thật giỏi quá chúng tôi đều không thấy cô ấy trốn thoát như thế nào lâm thư âm vui mừng hô lên vô phong nhanh nhìn xem cô ấy chưa chết lâm thư âm sờ sờ vào tim mình lo lắng nói vừa rồi thật là nguy hiểm dọa chết em rồi ban giám khảo bắt đầu chấm điểm rất nhanh kết quả trận đấu đã có tô vãn nguyệt với lợi thế tuyệt đối đã đánh bại hai cô tú nữ còn lại trở thành quán quân của tháng khán giả một lần nữa nhiệt liệt vỗ tay hội thi tuyển tú của phượng hoàng kim thành được diễn ra mỗi tháng một lần tô vãn nguyệt cuối cùng cũng đăng quang thành công từ đó thực hiện được ước mơ cá chép hóa rồng trở thành viên ngọc sáng trong mắt các ông chủ trong giới làm ăn. Thời cơ của Trình Kim Bảo đến rồi, chính bởi vì cô ấy đã đăng quang nên anh ta mới có thể cùng với cô ấy ký hợp đồng cho thuê hoặc hợp đồng vĩnh viễn. Chương 169: Người đẹp bỏ trốn. Tính chất của hợp đồng thuê và hợp đồng mua bán là hoàn toàn khác nhau, thuê chỉ là thời gian ngắn hạn trong vòng nửa năm, chi phí thuê mỗi tháng 500.000 tệ, còn mua thì dài hạn chi phí lại càng cao. Tô Vãn Nguyệt đã ký hợp đồng 2 năm với Phượng Hoàng Kim Thành, còn một năm mới đến hạn, theo như hợp đồng thuê thì chi phí là 6 triệu tệ. Nếu muốn mua lại thì phải bồi thường hợp đồng, ít nhất cũng là 12 triệu tệ. Trình Kim bảo không có nhiều tiền đến vậy, cho nên trước kia anh ta có nói với Diệp Vô Phong rằng tự mình không thể giải quyết được. Anh ta thật không chịu nổi cảnh người con gái mình yêu lại trở thành người bên cạnh người đàn ông khác. Tô Vãn Nguyệt là cô gái tốt, Cô ấy vô cùng ngưỡng mộ người đàn ông rắn giỏi như Trình Kim Bảo, trái tim đã thuộc về anh ta nhưng bản thân lại không thể ở bên. Hai người này chỉ là bị tiền bạc ngăn cách tình cảm đôi lứa, giờ chỉ có thể trông chờ vào Diệp vô phong tác thành cho họ. Kim Bảo, tôi vừa chi cho cậu 12 triệu tệ, đi đi, đi chuộc tô vãn nguyệt về đây. Từ nay về sau cô ấy là vợ chưa cưới của Trình Kim Bảo cậu. Diệp vô phong nói, gì cơ, phong, cậu đưa tôi 12 triệu tệ. Trình Kim bảo nhanh chóng kiểm tra tài khoản ngân hàng trên điện thoại, quả nhiên vừa nhận được khoản tiền 12 triệu tệ. "Phong, cậu thật đúng là cha mẹ tái sinh của tôi, tôi dập đầu lại cậu." Trình Kim bảo dập đầu, Diệp Vô Phong liền ngăn lại Kim. "Bảo, thằng nhãi này nếu cứ xem tôi như người ngoài thì sau này cũng không cần xem nhau như anh em nữa." Trình Kim bảo liền nói, "Phong, ơn lớn này của cậu không thể dùng lời là có thể nói hết được, tôi xin nhớ mãi trong lòng." bây giờ tôi xin phép đi chuộc thân cho tiểu nguyệt đây trái tim của trình kim bảo và tô vãn nguyệt đã thuộc về nhau chu du đánh hoàng cái một người sẵn sàng đánh một người sẵn sàng chịu đựng trình kim bảo lập tức nói chuyện với người quản lý bên phía phượng hoàng kim thành đúng là có tiền việc gì cũng trở nên dễ dàng rất nhanh trình kim bảo đã có thể chuộc thân cho tô vãn nguyệt tiểu nguyệt đây là vô phong đây là chị dâu tô vãn nguyệt cười nhẹ anh phong chị dâu xin chào diệp vô phong gật đầu mỉm cười hỏi tô vãn nguyệt tiểu nguyệt em là người ở đâu tô vãn nguyệt cười đáp lại giang nam vô tích ngoặc kép diệp vô phong gật gật đầu vô tích từ thời xưa đã có nhiều người đẹp vừa nãy xem em biểu diễn thật sự rất đặc sắc em và kim bảo đã tâm đầu ý hợp sau này cũng sẽ là anh em trong nhà rồi em không cần khách sáo mời ngồi diệp vô phong bảo tô vãn nguyệt kể lại những gì đã trải qua ở phượng hoàng kim thành sau đó nhìn Lâm Thư Âm nói, "Thư Âm, chúng ta sau này có thể làm một tiết mục tuyển tú như vậy." Google ngay trang trăm chờ uyên, Việt Nam. Lâm Thư Âm bĩu môi nói, "Tìm nhiều cô gái xinh đẹp thì không nói, anh còn muốn lựa chọn nữa sao?" Diệp Vô Phong cười nói, "Anh có em là đủ rồi." Ý của anh là chúng ta có thể dựa theo mô hình của Phượng Hoàng Kim Thành để bồi dưỡng. Những con át chủ bài của mình, mục đích của chúng ta là tạo ra những cô gái vàng trong làng giải trí tương lai sẽ đóng phim trở thành minh tinh thay vì để họ đi làm kẻ thứ ba cho những tên nhà giàu kia lâm thư âm suy nghĩ rồi nói ý tưởng này cũng hay đó diệp vô phong nhìn lâm thư âm nói tương lai tiểu nguyệt có thể đến khách sạn của chị dâu để hỗ trợ cô ấy về phương diện đào tạo nhân tài tô vãn nguyệt phấn khích nói cảm ơn anh phong em nhất định sẽ dốc hết sức hỗ trợ chị dâu đúng rồi anh phong Thật ra em cũng rất muốn làm diễn viên." Tô Vãn Nguyệt thẹn thùng trả lời. Trình Kim Bảo bên cạnh nói, "Làm diễn viên có gì hay ho đâu? Diễn tới diễn lui, diễn thành vợ của người ta, Tiểu Nguyệt, nơi đó rất bẩn thỉu, anh không muốn em dính vào." Tô Vãn Nguyệt là cô gái rất hiểu chuyện, mỉm cười gật đầu nói, "Em xin nghe theo lời anh Phong và chị dâu, anh chị sắp xếp ra sao em sẽ làm như thế." Diệp Vô Phong cười, "Tiểu Nguyệt, đứa trẻ này rất hiểu chuyện, Kim Bảo, cậu cứ yên tâm." Tiểu Nguyệt đi theo thư âm sẽ không chịu thiệt gì đâu." Lâm Thư Âm nói, buổi diễn kết thúc rồi, có phải chúng ta cũng nên ra về. Trên đường về nhà, trong lòng Diệp Vô Phong nghĩ đến một chuyện, tuy rằng anh không muốn Lâm Thư Âm ngồi vào vị trí của Mạc Tam gia. Nhưng dù sao huyện Đông Hoa cũng là quê hương của mình. Đàm Cửu, nay anh phải tự mình tiếp xúc với anh ta." Trình Kim bảo nói, "Phong, hay là cậu đến nhà tôi ở nha?" Diệp vô phong xua tay nói, không cần đâu, tôi đã đặt phòng khách sạn rồi. Ngoài ra, ngày mai tôi và Thư âm còn có chút việc, hôm khác anh em mình sẽ liên lạc với nhau. Trình Kim bảo nói, thôi được, vậy chúng tôi đi trước, tôi đợi điện thoại của cậu. Dù sao tôi cũng đã quyết tâm sẽ theo cậu làm ăn kinh doanh. Diệp vô phong cười, sau này sẽ có cơ hội cần đến cậu. Về đến khách sạn, Lâm Thư âm nói, vô phong, em mệt rồi, em đi tắm. Trước đây, Diệp Vô Phong gật đầu đồng ý, Lâm Thư Âm cởi áo khoác ngoài, bước vào phòng tắm, lúc sắp vào còn nói với Diệp Vô Phong, anh không được nhìn trộm đó. Diệp Vô Phong cười nói, em yên tâm đi, anh nhìn trộm em làm gì, đợi lát nữa anh nhìn công khai là được rồi. Lâm Thư Âm đóng cửa lại đi tắm, khoảng nửa tiếng sau, Lâm Thư Âm tắm xong, bởi vì quần áo vừa mới giặt, sau khi dùng máy sấy sấy khô, Lâm Thư Âm dự định lát nữa sẽ mặc nên trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm bước ra. Nhìn thấy dáng vẻ yêu kiều của cô, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn, bên dưới lớp khăn ấy là nước da trắng như tuyết và đường cong cơ thể uyển chuyển, Diệp Vô Phong với đôi mắt thèm thuồng nuốt nước bọt. "Thư Âm, em thật đẹp. Anh nhìn em làm gì? Anh cũng mau đi tắm đi." Lâm Thư Âm nhìn Diệp Vô Phong với ánh mắt trắng bệch. Diệp Vô Phong vội vã vào phòng tắm, gấp gáp tắm cho sạch sẽ, sau đó bước ra, nhìn thấy Lâm Thư Âm lướt tin tức trên điện thoại, anh lặng lẽ tiến đến ôm trọn Lâm Thư Âm vào lòng, tiếp sau đó đẩy ngã Lâm Thư Âm lên trên nệm. Lâm Thư Âm hiểu điệu, dịu dàng nói thật đáng ghét. Có thể đợi đến khi về nhà được không? Diệp vô phong nói, có gì phải sợ chứ? Chúng ta là vợ chồng hợp pháp mà, Thư Âm, em hãy để cho anh thử mùi vị kia đi. Lâm Thư Âm đẩy Diệp vô phong ra và nói, em nói nghiêm túc, gần đây cảnh sát đang truy quét các trường hợp bất hợp pháp. Chúng ta không đem theo giấy chứng nhận kết hôn, Lỡ như bị bắt có phải tự tìm phiền phức không? Diệp Vô Phong ậm ư nói, ai dám gây phiền phức cho anh? Ngay cả những tên nhà giàu ác có tiếng còn không dám đụng đến anh thì nói gì đến mấy tên cảnh sát quen? Diệp Vô Phong nói xong, anh không nhịn được kích động nên đã lột bỏ khăn tắm trên người lâm thư âm rồi đè lên. Sau những giây phút mặn nồng hai người đang nằm ôm nhau nghỉ ngơi, ông xã, đàm cửu của huyện Đông Hoa hẹn chúng ta dùng cơm nhiều lần rồi. Anh cứ không nể mặt em sợ anh ta sẽ ôm hận trong lòng diệp vô phong nói em không cần lo lắng lần này đến đây anh dự định sẽ đi gặp anh ta để bàn chuyện đột nhiên ngoài cửa phòng vọng vào tiếng bước chân lộn xộn kèm theo giọng nói chính là phòng này diệp vô phong trong lòng trầm xuống lo lắng chuyện gì vậy cửa bị đẩy ra ba tên cảnh sát xông vào tên trước mặt hét to không được cử động cảnh sát kiểm tra phòng chương 170, chuyển cuộc điện thoại. May mà Diệp vô phong đã sớm có chuẩn bị, khi cảnh sát tiến vào, anh nắm chặt tấm chăn đắp lên trên người lâm thư âm, con bà nó. Thật sự có cảnh sát đến quấy rối, chẳng lẽ là cố ý? Cảnh sát dẫn đầu hỏi, hai người có quan hệ gì? Lâm thư âm đột nhiên bị thay đổi bất thường, bị dọa sợ hết hồn hết vía, dùng tấm chăn bọc lấy thân thể run lẩy bẩy, mất hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần, tức giận trách mắng, dựa vào cái gì mà cảnh sát các anh không gõ cửa đã xông vào? Cảnh sát nói, chúng tôi chấp hành nhiệm vụ, vừa mới nhận được thông báo, nói căn phòng này có hành vi mại dâm tự do phi pháp. Hỏi hai người đấy, hai người có quan hệ gì? Diệp Vô Phong lạnh giọng nói ra, chúng tôi là vợ chồng. Cảnh sát cũng lạnh lùng nói, lấy chứng nhận kết hôn tôi xem. Diệp Vô Phong nói, không mang theo. Cảnh sát cười lạnh, không mang theo thì đồng nghĩa là không có hai người mặc quần áo đàng hoàng theo chúng tôi trở về cục cảnh sát đi lâm thư âm vội la lên dựa vào cái gì chứ các anh dựa vào cái gì mà bắt người cảnh sát lại nói bớt nói nhảm đi nhanh chóng theo chúng tôi trở về tiếp nhận điều tra diệp vô phong tức giận anh có thể chấp hành pháp luật văn minh trong miệng bớt nói từ thô tục được hay không cảnh sát lạnh lùng nói bây giờ chúng tôi đủ khách sáo với hai người rồi đổi lại người khác đã sớm bị lôi ra từ trong chăn chụp ảnh lấy chứng nhận rồi. Anh dám?" Lâm Thư Âm tức giận nói. Lời của Lâm Thư Âm khiến cảnh sát có chút sượng mặt, cô quá coi thường tôi rồi đấy. "Vậy tôi sẽ chụp cô." Người cảnh sát nói xong, tiến đến nhắm lấy tấm chăn của Lâm Thư Âm, Lâm Thư Âm sợ hãi thét một tiếng, nhìn thấy sắp bị bại lộ. Nhưng Diệp Vô Phong không nhịn được nữa, "Mẹ kiếp, cảnh sát các anh cũng ức hiếp người quá rồi đấy." Không gõ cửa đã xông vào, cũng rất không lễ phép rồi lại còn ngang tàn bạo ngược như vậy cút ngay cho tôi diệp vô phong khoát tay bàn tay gần như cũng chưa đụng đến người cảnh sát này cơ thể của anh ta đã bị diệp vô phong tắt một cái ngã quật ra liên tục ngã lăn trên mặt đất cảnh sát chịu đựng đau đớn đứng lên lập tức vô cùng tức giận chỉ tay vào diệp vô phong thằng nhãi này mày lại dám đánh lén cảnh sát diệp vô phong tức giận quát bởi vì anh không biết chấp hành pháp luật văn minh dựa vào phân tình của cục trưởng các anh nếu không tôi đã khiến tên khốn kiếp anh ngã chết rồi bà mẹ nó anh còn dám chống đối với cảnh sát hành vi này của anh là đánh lén cảnh sát đấy anh hiểu không diệp vô phong hừ lạnh ở trong mắt của ông đây ngay cả cái dám anh cũng không bằng hai cảnh sát đằng sau nhìn thấy đội trưởng và đối phương đang đánh nhau đều đi đến hỗ trợ một người bắt lấy cánh tay của diệp vô phong trên tay diệp vô phong vừa dùng lực đẩy mạnh khiến hai người cảnh sát này cũng ngã ra cổ họng chút nữa đập vào trên tường, mũ trên đầu cũng rơi, cái chán còn phồng lên một cái u lớn. Hai người cảnh sát này bị ngã đến choáng váng, ghi hục nửa ngày mới miễn cưỡng đứng lên được, đội trưởng, thằng nhóc này đánh lén cảnh sát, làm sao bây giờ? Khuôn mặt đội trưởng đội cảnh sát dữ tợn, thằng nhóc này, hôm nay anh lớn chuyện rồi. Tôi cho anh biết, hành vi của anh sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của luật pháp. Lâm Thư âm nhìn thấy Diệp vô phong tự nhiên đánh cảnh sát, đầu của đội trưởng cảnh sát kia còn chảy máu, trong lòng cũng lo lắng. Nhưng cơ thể của mình trần chuồng, quần áo đều phơi ở phòng vệ sinh, cũng không thể đứng lên ngăn cản, đành phải ôm cái chăn nói với Diệp vô phong, vô phong, anh đừng kích động. Có chuyện gì từ từ nói với bọn họ. Diệp vô phong lạnh giọng nói, thưa âm em đừng quan tâm, tên khốn nạn này thật lòng muốn em mất mặt, anh ta dám động em một chút thử xem. Hôm nay anh đánh anh ta tàn phế. Diệp vô phong hung ác khác thường, khiến cho người cảnh sát này không rõ con át chủ bài của Diệp Vô Phong. Dựa theo lẽ thường mà nói, đối phương ăn mặc đơn giản thì là một nông dân nhỏ có nhiều tiền, mặc dù là nhà giàu mới nổi, cũng không dám khiêu chiến trực tiếp với cảnh sát. Đội trưởng đội cảnh sát sờ lên đầu, trên đầu bị sứt một đường lớn, máu chảy không ngừng. Anh, anh lại dám đánh tôi. Đội trưởng đội cảnh sát tức giận. Diệp Vô Phong nói với ba người cảnh sát này, các anh cản trở công vụ của tôi, đừng nói đánh lén cảnh sát, ngay cả tôi giết chết các anh, pháp luật cũng phán không cho tôi. Tôi cho các anh trong vòng một phút, lập tức xin lỗi với vợ của tôi, sau đó cút đi. Nếu không, ba người các anh lớn chuyện rồi. Đội trưởng đội cảnh sát nhặt chiếc mũ đội lên trên đầu, lại dò xét Diệp Vô Phong một lần nữa, cao mày hỏi đơn vị công tác của anh. Diệp Vô Phong từ trong kẽ răng nói ra hai chữ, nông dân. Đội trưởng đội cảnh sát khẽ cắn răng, lại hỏi còn có thân phận khác không? diệp vô phong hừ lạnh có vẫn còn đội trưởng đội cảnh sát đợi diệp vô phong trả lời diệp vô phong trong lòng tự nhủ chuyện đã tới bước này mình cũng đã nhìn rõ rồi người cảnh sát này dường như cũng có chút sợ hãi nếu không tại sao hỏi đơn vị công tác của mình những con sói khoác đồng phục này đoán chừng cũng là bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh mình chỉ đơn giản báo một điểm dọa người thôi đội trưởng đội cảnh sát tiến gần đến diệp vô phong quyệt khóe miệng nói, sức lực không nhỏ nhỉ. Quân đội sao? Diệp vô phong khẽ gật đầu, không nói lời gì. Anh quân hàm là gì? Báo phiên hiệu quân đội thử xem. Diệp vô phong bĩu môi nói, sợ anh bị dọa. Cảnh sát giả vờ bình tĩnh nói, tôi làm cảnh sát hơn 10 năm nay, xử lý hơn trăm vụ án lớn nhỏ, không bị dọa lớn đâu. Báo phiên hiệu quân đội của các anh đi, tôi nghe đây. Diệp vô phong cười nhạt một tiếng, nói hai chữ, hồng thuẫn. Sau khi đội trưởng đội cảnh sát nghe xong, hai chân khẽ run rẩy, suýt chút nữa ngồi dưới đất. Với tư cách một người cảnh sát thâm niên làm hơn 10 năm, sao lại không biết uy danh của Hồng Thuấn chứ? Đó là một nơi tập trung quân đội đặc công đặc chủng ưu tú nhất của Trung Hoa, cũng có thể gọi bọn họ bảo vệ. Lực lượng quân đội chi nhánh này trực thuộc quân ủy trung ương. Cho dù là người mới nhập ngũ của quân đội, đến nơi chấp hành quân vụ cũng là sự tồn tại giống như thần thánh. Cho dù là cục trưởng cảnh sát huyện Đông Hoa, Gặp được những đặc công đến từ Hồng Thuẫn này, cũng phải chào một tiếng thủ trưởng. Mẹ kiếp, chẳng lẽ thật sự đụng phải cọng rơm cứng rồi. Nếu không, tại sao thằng nhóc này lại kiêu ngạo như vậy, lại dám đụng đến mình? Có chút sợ hãi, còn có chút không tin, đội trưởng đội cảnh sát bình tĩnh tâm trạng một chút, nói anh nói anh là Hồng Thuẫn, có giấy chứng nhận gì không? Diệp Vô Phong cười lạnh, có giấy chứng nhận, không mang theo. Anh tính làm gì tôi đây? có bản lĩnh thì đến bắt tôi đi anh đội trưởng đội cảnh sát đè nén cơn tức anh ta không được hành động thiếu suy nghĩ thằng nhóc này cũng đang lừa gạt mình mà thôi nếu lời anh ta nói là thật thực sự bắt anh ta lại vậy bản thân không gánh vác nổi hậu quả như vậy đi anh không mang giấy chứng nhận cũng không sao anh bảo đồng nghiệp các anh gọi điện thoại trong cục cho chúng tôi chứng minh thật sự có người của hồng thuẫn chấp hành nhiệm vụ ở chỗ này nếu không Chúng tôi cũng không có cách nào giao phó. Diệp Vô Phong khẽ gật đầu nói, không thành vấn đề, cả ba người các anh đợi Đàng Hoàng ở đây cho tôi, tôi đi gọi điện thoại. Diệp Vô Phong chỉ mặc chiếc quần cộc, cầm lấy điện thoại đi ra ban công gọi một cuộc điện thoại. Rất nhanh, Diệp Vô Phong từ ban công quay lại, anh không lạnh không nóng nói, đồng nghiệp của tôi đang liên lạc với chủ quản cấp trên của các anh, chỉ là các anh không cần gấp gáp, đợi lát nữa sẽ có tin tức thôi. Đội trưởng đội cảnh sát nửa tin nửa ngờ, chỉ là anh ta không tiếp tục làm khó Diệp Vô Phong nữa, đành ngồi với hai đồng nghiệp khác để chờ tin tức. Audio điện tử võ tấn bền chương 171 tìm đến tận cửa tính sổ Đội trưởng đội cảnh sát nửa tin nửa ngờ, nhưng mà anh ta không dám làm khó Diệp Vô Phong nữa mà ngồi trên ghế salon với hai đồng nghiệp khác đợi tin tức. Trong lòng Lâm Thư Âm sợ hãi, lo lắng làm to chuyện này lên sẽ không có cách nào giải quyết việc Diệp vô phong đánh cảnh sát cũng không nhỏ, trời, nhưng xử lý việc này thế nào đây? Khoảng 5 phút sau, điện thoại của đội trưởng đội cảnh sát vang lên, là điện thoại của Cục trưởng huyện Đông Hoa Đích Thân gọi tới, Đại Lưu, tôi điều tra nửa ngày, mới biết được, vừa rồi là cảnh sát của anh. Bây giờ anh ở khách sạn Cửu Châu đúng không? Đại Lưu không ngờ rằng Cục trưởng Đích Thân gọi điện thoại đến, một dự cảm bất thường dâng lên trong lòng bà mẹ nó. Nhìn tình hình này, đối phương thật sự là đặc công nếu không, làm sao cục trưởng có thể gọi điện thoại đến. Quả nhiên, cục trưởng cảnh sát nói, Đại Lưu, tôi vừa mới nhận được điện thoại tỉnh khẩn cấp của cục trưởng Hàn, cục trưởng Hàn nói có một người nhân sĩ đặc biệt đang chấp hành quân vụ ở huyện chúng ta. Gặp phải chút phiền phức ở khách sạn Cửu Châu, có chút xung đột với cảnh sát huyện chúng ta, kêu tôi giúp đỡ giải quyết một chút. Tình hình bên anh như thế nào? Đại Lưu nhanh chóng báo cáo chi tiết, cục trưởng, tôi nhận được báo cáo, nói có người tuyển gái, nên dẫn người đến bắt thế nhưng đối phương tự xưng là hồng thuẫn cục trưởng tức giận nói đại lưu anh cũng là đồng chí già rồi tại sao làm việc cũng không biết chừng mực chút nào vậy chẳng lẽ lúc trước anh điều tra không biết xem giấy chứng nhận của đối phương ông trương tôi cũng không đối xử tệ với anh tôi sắp phải về hưu rồi anh lại gây rắc rối cho tôi vào giây phút quan trọng này anh cố tình khiến tôi không xử lý được tình hình cục trưởng chửi mắng một hồi Đại lưu bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy dòng trên mặt, cục trưởng, ông đừng nóng giận, tôi biết phải làm sao rồi. Cúp điện thoại, đại lưu cười theo nói, thủ trưởng, chuyện vừa rồi, đúng thật là hiểu lầm. Mong rằng thủ trưởng sẽ không tức giận, thông cảm những người cảnh sát nhân dân cơ sở chúng tôi một chút. Chúng tôi cũng chỉ là không có cách nào chấp hành công vụ. Các anh em, rút đội, đại lưu muốn lặng lẽ rời đi. Lâm thư âm thở phào nhẹ nhóm, không ngờ rằng có thể lừa gạt được ai ngờ diệp vô phong lại lạnh lùng nói đợi một chút chuyện vẫn chưa xong đâu anh cứ đi như vậy sao đại lưu kiên chỉ nói với diệp vô phong đến cùng thủ trưởng anh hãy phát lòng từ bi tha cho tôi đi nếu anh cảm thấy vẫn chưa hết giận thì dứt khoát đánh tôi một trận xin anh đừng tìm cục trưởng của chúng tôi nữa nếu không tôi sẽ bị giáng trước đấy vợ con trong nhà còn phải nhờ vào bát cơm của tôi đấy trong nội tâm diệp vô phong buồn cười xem ra người cảnh sát này thật sự sợ rồi Khuôn mặt Diệp Vô Phong không cảm xúc, lạnh lùng nói, anh biết sai là được rồi. Có phải hành vi vừa rồi của anh quá thô bạo hay không? Giống hành vi của một người cảnh sát nhân dân ở chỗ nào chứ? Cấp trên nhiều lần yêu cầu các anh chấp hành pháp luật văn minh, đều thành gió thoảng qua tai rồi hả? Đại Lưu bị nói đến mặt đỏ tía tai, nhanh chóng đi đến trước mặt Lâm Thư Âm, trịnh trọng nói xin lỗi, thực xin lỗi. Vừa rồi tôi hành động thô lỗ trong lúc đang thi hành công vụ. Thật sự xin lỗi xin cô thứ lỗi, sau này tôi nhất định chú ý chấp hành pháp luật đúng mực. Đại lưu nói xong, còn không người cúi đầu với Lâm Thư Âm. Khiến Lâm Thư Âm có chút ngượng ngùng, nhìn thấy chán của Đại lưu chảy máu, nói, được rồi. Sau này anh chú ý một chút là được rồi. Đại lưu cảm ơn nghìn lần, đang muốn rời đi, Diệp vô phong lại gọi anh ta lại, đừng đi vội, việc tôi còn chưa xong đâu. Đại lưu hái hùng khiếp phía rừng bước, thủ trưởng, anh còn có chuyện gì? Diệp vô phong nói, tôi vẫn luôn thắc mắc, tại sao anh không đi điều tra chỗ khác, mà hết lần này tới lần khác tra tới trên đầu tôi, đây tuyệt đối không phải là trùng hợp chứ. Đại Lưu Thành thật khai báo nói, thực xin lỗi thủ trưởng, lúc trước chúng tôi nhận báo cáo. Nói nơi này có tuyển gái, tôi liền dẫn người đến. Diệp vô phong thức giận hỏi, nhận được báo động, có biết là ai làm không? Đại Lưu nói, báo cáo thủ trưởng, tôi không biết rõ tình hình, chúng tôi đang tuần tra ở bên ngoài, nhận được điện thoại của trung tâm chỉ huy yêu yêu linh đã chạy thẳng đến nơi này diệp vô phong gật gật đầu nói nhìn dáng vẻ anh không phải nói dối nhưng mà hành vi hôm nay của anh khiến tôi rất tức giận bây giờ cho anh một cơ hội lập công chuộc tội trở về điều tra giúp tôi một chút là ai ở sau lưng hãm hại tôi sau khi tìm được lập tức báo cáo tôi đại lưu vội vàng nói xin thủ trưởng yên tâm trở về đơn vị tôi sẽ đi thăm dò chỉ cần anh ta sử dụng điện thoại tự mình đăng ký, việc tôi có thể bắt được anh ta sẽ không khó. Diệp vô phong vẫy vẫy tay, để ba người đại lưu rời khỏi. Lúc gần đi lại cho đại lưu số di động của mình, nếu có tin tức thì anh ta sẽ lập tức báo cáo với mình. Cảnh sát đi rồi, Diệp vô phong cười ha ha với Lâm Thư Âm, Thư Âm, không sao rồi. Lúc này tim của Lâm Thư Âm mới bỏ vào trong bụng, chuyện ngày hôm nay ẩm ý khá lớn, làm em sợ muốn chết. Diệp vô phong, anh biết rằng có quá đấy, vừa rồi anh gọi điện thoại cho Bạch Tinh Đồng phải không? Nếu như cô ấy không giúp đỡ thì anh xong đời rồi." Diệp Vô Phong nói, "Không phải là Bạch Tinh Đồng, là người bạn khác của anh, Thư Âm, không sao rồi. Chúng ta tiếp tục công việc đi." Diệp Vô Phong nói xong lại nhào lên. Lâm Thư Âm ngăn cản nói, "Hôm nay bị bọn họ phá đám khiến em chẳng có chút hào hứng nào. Diệp Vô Phong, chúng ta đừng tiếp tục nữa được không?" ngày mai điều tra việc này rõ ràng, em thưởng cho anh cả ba thành phố. Nếu không, một lớp bóng mở bịt kín như vậy, em cũng bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, chẳng có một chút cảm giác nào. Bị việc ngày hôm nay quấy rối Diệp Vô Phong cũng cảm thấy không được thoải mái. Nhưng mà, dựa vào lời vừa rồi của đội trưởng đội cảnh sát đại lưu kia, tất cả sai lầm này cũng không phải là của bọn họ. Diệp Vô Phong liền nói thư âm, vừa rồi em cũng thấy rồi đấy. Có người ở sau lưng ngấm ngầm dở trò cố ý báo cáo chúng ta cho cảnh sát. Lâm Thư âm gật đầu nói, nhưng là ai chứ? Diệp vô phong nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra đầu mối, để mai nói sau vậy. Để cho đại lưu điều tra một chút, anh lại muốn xem xem, là tên khốn nào tính kế sau lưng anh. Sáng ngày thứ hai, khi Diệp vô phong ăn sáng cùng Lâm Thư âm, đại lưu gọi điện thoại đến, thủ trưởng, tôi điều tra được người báo cáo anh rồi. Diệp vô phong hỏi, là ai? đại lưu nói tên chủ hộ đăng ký gọi là mã trường bân tôi điều tra kỹ càng tư liệu của anh ta một chút thằng nhóc này là lưu manh vùng này anh có đụng chạm gì với anh ta sao diệp vô phong bỗng nhiên hiểu ra tôi nói mà nhất định là có người trả thù chúng ta hóa ra là thằng khốn này đại lưu chuyện này cảm ơn anh rồi anh có thể điều tra giúp tôi bây giờ thằng nhóc này đang ở đâu hay không đại lưu nói được tôi lập tức nghe ngóng giúp anh nếu có tin tức tôi lập tức báo tin cho anh. Ăn sáng xong, Diệp Vô Phong đưa Lâm Thư Âm đến Trung học Háng Nhất huyện Đông Hoa trước, trước đó đã liên lạc với hiệu trưởng và người lãnh đạo bộ giáo dục. Lâm Thư Âm quyên tiền cho Trung học Háng Nhất, để trường học xây dựng tầng dạy học và khu ký túc xá. Lâm Thư Âm dặn dò Diệp Vô Phong, Diệp Vô Phong, chuyện tối qua ẩm ý khá lớn, anh không cần rằng có đâu. Được chứ? Diệp Vô Phong mỉm cười nói, được, trong lòng anh biết rõ. Sau đó, Diệp Vô Phong tìm đến Trình Kim Bảo nói: "Đi, đi dạy dỗ Mã Trường Bân với tôi." Trình Kim Bảo vui mừng, không ngờ rằng Diệp Vô Phong lại tìm anh ta làm việc nhanh như vậy, "Anh Phong, anh yên tâm đi. Chuyện này không cần anh ra tay, tôi sẽ xử lý anh ta, anh nói muốn mạng của anh ta hay là muốn chân của anh ta?" Chương 172: Đánh bầm dập Mã Trường Bân. Diệp Vô Phong nói: "Đừng gây ra án mạng, nhưng mà nhất định phải khiến anh ta nhớ kỹ lần dạy dỗ này." Diệp Vô Phong trực tiếp tìm đến Đại Lưu. Đại Lưu nghe thấy Diệp Vô Phong đến, vội vàng từ trên lầu của cảnh sát ra nghênh đón, bắt tay Diệp Vô Phong nói: "Thủ trưởng, anh lên lầu nghỉ ngơi một lát trước chứ?" Diệp Vô Phong nói: "Đại Lưu, không cần đâu, tôi tới đây để đợi tin tức." Đại Lưu nói: "Anh không cần gấp gáp, tôi cử người đi rồi, đang tìm anh ta rồi. Thằng nhóc này vẫn chưa rời khỏi thị trấn, chắc cũng không khó tìm. Chờ một chút là sẽ có tin tức." Diệp vô phong gật đầu nói, đại lưu, anh vất vả rồi. Đại lưu cười ha ha nói, không vất vả, vì anh làm việc, nên làm mà. Diệp vô phong lại giới thiệu Trình Kim Bảo với đại lưu, đại lưu và Trình Kim Bảo bắt tay với nhau, Trình Kim Bảo khách sáo nói, sau này xin đội trưởng lưu giúp đỡ nhiều. Được copy tại thăng trăm trợ uyên, VN thăng. Đại lưu cũng tự giới thiệu, anh em không cần khách sáo, sau này có chuyện, cứ việc tìm tôi, tôi là lưu hồng bân, là đội trưởng tuần tra an ninh trật tự cục công an của huyện ha ha một chức vị nhỏ diệp vô phong khẽ gật đầu nói đại lưu tuổi của anh không quá lớn sau này có rất nhiều không gian thăng chức cứ làm tốt nhất định sẽ có cơ hội lưu hồng bân biết ơn nói nếu như thủ trưởng có thể dìu dắt tôi sẽ phát đạt ngay ha ha diệp vô phong khẽ cười không nói gì thêm chỉ khẽ gật đầu trong lòng đại lưu âm thầm vui mừng nếu như mình có thể được Diệp Vô Phong để mắt tới, đường làm quan sau này của mình sẽ không khó. Đang nói chuyện, cấp dưới của Lưu Hồng Bân gọi điện thoại đến, "Thủ lĩnh, chúng tôi tìm được tung tích của Mã Trường Bân rồi. Anh ta đang ở tầng 3 phòng 309 khách sạn Khải Uy, bên trong còn có nữ." Lưu Hồng Bân vui mừng, hỏi ý kiến Diệp Vô Phong phải làm sao. Diệp Vô Phong nói, "Để người của anh trông chừng ở đấy, chúng ta lập tức tới đó." Lưu Hồng Bân liền nói với cấp dưới, trông chừng cửa thật tốt, đừng để cho thằng nhóc đấy chạy. Chúng tôi lập tức đến đó. Hơn 10 phút sau, Diệp Vô Phong đưa đám người Trình Kim Bảo và Đại Lưu đi đến khách sạn Khải Huy. Bảo vệ canh cổng đi đến ngăn cản, các anh tìm ai? Bên này là bộ phận phòng khách. Lưu Hồng Bân mắng, mắt chó của anh mù sao, không nhận ra tôi sao? Bảo vệ nhìn thấy Lưu Hồng Bân lập tức choáng váng, lễ phép cho qua. Diệp Vô Phong dẫn đầu đội ngũ lao thẳng tới phòng thuê số 33. Mã Trường Bân đang ôm hai em gái ngủ say trong phòng chung, đêm qua liên tục rằng có cả đêm, Mã Trường Bân làm sao nghĩ đến, lại có người đến nhà của anh ta. Trình Kim bảo đá văng cửa ra sông vào, Lưu Hồng Bân không đi vào, mà đứng ở ngoài cửa ra vào, đứng trông chừng với hai người đồng nghiệp khác của mình ở bên ngoài. Mã Trường Bân bừng tỉnh từ trong mộng, vừa ngẩng đầu, hai người đứng trước mặt, người dẫn đầu đúng là Diệp Vô Phong anh ta sợ tới mức giật nảy mình, tụi mày vào bằng cách nào? Tụi mày muốn làm gì? Hai em gái cũng tỉnh giấc, cơ thể trần chuồng chui thẳng xuống giường. Diệp vô phong mắng, khốn kiếp, chính là mày đã báo cáo chuyện ông đây tuyển gái đêm qua. Ông đây ngủ với vợ tự mình cưới hỏi đàng hoàng, nhưng mày lại một trai hai gái ở chỗ này. Mẹ kiếp, đánh nó. Trình Kim bảo túm lấy mã trường bân không một mảnh vải che thân từ trong chăn ra ấn xuống đất, cứ đánh mạnh không ngừng. Đánh đến khi Mã Trường Bân liên tục khóc kêu ba gọi mẹ. Ngay cả hai em gái cũng bị Trình Kim bảo tát cho hai cái, ôm mặt khóc một bên. Đánh tầm 10 phút, Mã Trường Bân đã thương tích đầy mình, một cái chân cũng đã bị Trình Kim bảo cắt đứt, Diệp Vô Phong sợ đánh chết anh ta, vung tay lên, "Được rồi. Hôm nay đến đây thôi. Mã Trường Bân, tốt nhất anh nhớ kỹ lần dạy dỗ hôm nay, nếu lần sau chơi trò này với tôi, tôi sẽ không dễ dàng như thế đâu." "Đi." Diệp Vô Phong vung tay lên, đưa trình kim bảo nghênh ngang rời đi mã trường bân bị đánh đến mũi tím mặt đỏ ánh mắt liếc qua nhanh mau báo cảnh sát hai em gái cũng chẳng quan tâm tìm quần áo để mặc nhanh chóng tìm điện thoại báo cảnh sát vừa gọi điện thoại báo cảnh sát cảnh sát bên ngoài đã xông vào lưu hồng bân nghiêm mặt nói các anh có chuyện gì vậy hai nữ một nam tụ họp nhiều người làm loạn có phải hay không đều bắt hết lại cho tôi đưa về cục cảnh sát tra hỏi mã trường bân vội la lên đồng chí cảnh sát chúng tôi báo án vừa rồi có đám người đánh tôi lưu hồng bân nói mặc kệ ai đánh ba người các anh trở về rồi hãy nói để hai đứa con gái mặc quần áo vào đừng chơi liều mau lên đi hai cô gái nhỏ nhìn thấy cảnh sát đến tất cả đều sợ hãi mặc quần áo đoàng hoàng ngay cả mã trường bân cũng bị đưa đi lâm thư âm trở về từ trường học trên mặt tràn đầy niềm vẻ sướng diệp vô phong hỏi thư âm làm xong việc rồi. Lâm Thư âm gật đầu nói, làm xong rồi, hiệu trưởng trường học cũng mời cục trưởng bộ giáo dục tới. Em ngại quyên ít, thoáng cái đã quyên góp 105 tỷ. Vô Phong, anh sẽ không chê em phá sản đấy chứ. Diệp Vô Phong cười ha ha, chắc chắn sẽ không. Thư âm, tầng dạy học trung học hạng nhất của huyện Đông Hoa nhất trung thật sự không có cách nào dùng được. Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ có một ngày xảy ra nguy hiểm. Tiền này, Chúng ta nhất định phải đưa." Lâm Thư Âm lại nói, cục trưởng giáo dục nói, "Buổi tối hôm nay trường học cố ý chuẩn bị cho chúng ta một bữa tiệc tối hoan nghênh, bảo chúng ta tham gia đấy." Diệp Vô Phong nói, "Nên tham gia. Nói thật, trường trung học của anh ở chỗ này, anh vô cùng nhớ hoa cỏ của trường học, còn có những thầy cô quen thuộc. Buổi tối, chúng ta đến tham gia đúng giờ." Lâm Thư Âm lại nói, "Chuyện là cục trưởng Trương nói, buổi tối huyện trưởng Tôn cũng đến đấy, ông ấy dự định sắp xếp bữa tiệc để cho chúng ta làm quen một chút. Diệp Vô Phong nói, cái này thì không cần, mục đích chúng ta tới đây là quyên góp giúp đỡ, anh không muốn kết giao qua nhiều với những người giới chính trị. Lâm Thư âm gật đầu nói, em vẫn chưa đồng ý, nói sau khi về nhà bàn bạc với anh một chút. Anh đã không đồng ý, em quay lại cự tuyệt ông ấy là được. Giữa trưa, Diệp Vô Phong gọi Trình Kim Bảo và Tô Vãn Nguyệt đến, chuẩn bị cùng nhau đi ăn cơm trưa. Bốn người mới ra khách sạn đã phát hiện hai người đứng ở cửa ra vào khách sạn. Hai người này nhìn thấy Diệp Vô Phong đi ra, nhanh chóng chào đón. Tất cả người phía trước cung kính nói: Anh Phong, tại sao anh đến huyện Đông Hoa cũng không đến thăm tôi? Để tôi sắp xếp tiếp đại anh. Diệp Vô Phong nhìn qua liền biết, đúng là Đàm Cửu của huyện Đông Hoa. Thằng nhóc sau lưng của Đàm Cửu, Diệp Vô Phong cũng gặp qua một lần. Lần trước từng theo Đàm Cửu đến khách sạn Hoàng Triều hỏi thăm mình. Theo Đàm Cửu giới thiệu, cậu ta tên là Đàm Tiểu Hổ, là cháu trai của Đàm Cửu diệp vô phong cười nhạt một tiếng đàm cửu tôi đến huyện đông hoa quyên tiền giúp đỡ cũng không phải làm hoạt động thương nghiệp vì vậy không thông báo cho anh đàm cửu nhanh chóng nói anh phong có chuyện tôi không thể không báo cáo chi tiết với anh một tên cấp dưới của tôi tên là mã trường bân đêm qua tên khốn nạn này mạo phạm anh phong vẫn xin anh là người lớn không trách nhóc danh bụng tể tướng có thể chống thuyền thằng nhóc này là tên khốn nạn tôi đã thực hiện ra pháp với anh ta rồi Đàm Tiểu Hổ bổ sung, cháu đích thân làm chủ, thiến anh ta, ngoài ra còn trục xuất công ty của chú cháu, loại khốn nạn này lại dám xúc phạm người quyền thế, chú Phong, chú niệm tình chú của cháu không biết rõ tình hình, tạm tha anh ta lần này đi. Diệp Vô Phong cười ha ha, Đàm Cửu, miệng đứa cháu nhỏ này của anh rất ngọt đấy, được rồi. Sự kiện đó đã trôi qua rồi. Chương 173, dụng cụ kiểm tra nồng độ cồn. Diệp Vô Phong cười ha ha, Đàm Cửu đứa cháu trai nhỏ này của cậu nói chuyện cũng ngọt lắm thôi quên chuyện đó đi chuyện đó đã qua hết rồi đàm cửu mừng rỡ anh phong trưa hôm nay tôi có tổ chức một bữa tiệc ở hải lâu tôi sẽ rất hãnh diện nếu anh phong đến dự diệp vô phong nghĩ nghĩ một chút rồi nói được rồi chúng tôi cũng đang muốn ra ngoài ăn cơm vậy thì đến chỗ của anh ăn chưa đi đàm cửu mừng rỡ lập tức đi phía trước dẫn đường dẫn diệp vô phong đi vào trong thị trấn ngoại lâm hải anh ta có một quán ăn hải sản, nhà hàng này chính là công việc kinh doanh của đàm cửu, việc buôn bán có vẻ rất tấp nập. Sở dĩ Diệp vô phong nể mặt đàm cửu chủ yếu là bởi vì suy nghĩ đến việc huyện Đông Hoa chính là quê hương của mình, đàm cửu này cũng không phải hạng người mang tội ác tài trời gì cả, chỉ là trước kia đi mặc tam ra làm một số chuyện xấu, cũng là chuyện giang hồ, không tự mình quyết định được. Ở vùng đất quê hương này anh cũng vẫn còn những người thân thích, ví dụ như đám người thím lục tuyết lan, ở một mức độ cần thiết nhất định nào đó bọn họ cần một người như Đàm Cửu che chở, bây giờ, Đàm Cửu đang nóng lòng thể hiện bản thân nên phải xóa bỏ sạch sẽ tất cả những mối liên hệ với Mạc Tam gia, sau đó trở thành anh em với Diệp Vô Phong và nương tựa vào anh. Nếu không phải vì tự nhiên Du Kinh Hồng cản trở công chuyện của anh thì Diệp Vô Phong đã sớm tỏ thái độ rồi. Mấy món hải sản tươi sống được bày lên bàn ăn, Diệp Vô Phong nói với Đàm Cửu, "Đàm Cửu, vừa nãy tôi còn chưa giới thiệu với anh" đây là trình kim bảo người anh em của tôi còn người này là tô vãn nguyệt là em dâu của tôi tôi vừa mới tốn một khoản không nhỏ để chuộc thân cho cô ấy từ phương hoàng kim thành của anh đó đàm cửu đứng lên nói nếu đã là anh em của anh phong thì cũng là anh em của tôi người anh em kim bảo chiều nay anh hãy cùng tôi ghé qua phượng hoàng kim thành kêu bọn họ trả lại tiền cho mọi người chuyện của em dâu cứ để tôi lo liệu diệp vô phong khoát tay ngăn anh ta lại đàm cửu anh đừng hiểu nhầm ý của tôi, quy tắc vẫn phải là quy tắc, tôi không muốn lấy lớn bắt nạt nhỏ, mục đích tôi nói với anh đó chính là muốn anh về sau sắp xếp cho em Tiểu Nguyệt một công việc nhỏ nào đó. Đàm Cửu Vỗ vỗ ngực, "Anh Phong, lời anh nói chính là mệnh lệnh, tôi nhất định sẽ làm theo lời anh." Diệp Vô Phong còn nói, "Anh cũng không cần quá khó xử làm gì, tôi nghĩ cứ để Tiểu Nguyệt ở lại Phượng Hoàng Kim Thành của anh tham gia giúp anh mấy tiết mục nhảy múa." mà mục đích chính là để cô ấy có thể theo cậu học tập thêm kinh nghiệm quản lý. Sau này, nói không chừng tôi cũng sẽ làm kinh doanh một vài hoạt động như vậy." Đàm Cửu nhanh miệng nói, "Tôi hiểu rồi, anh Phong cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt việc này." Diệp Vô Phong đột nhiên đổi chủ đề, "Đàm Cửu, tôi nói anh nghe chuyện này nhé." Đàm Cửu kính cẩn lễ phép nói, "Anh Phong, anh cứ việc hỏi, chuyện mà tôi biết tôi nhất định sẽ nói rõ ràng với anh." Diệp Vô Phong nói, ở huyện Đông Hoa của chúng ta có một người tên là Ngũ Ma, dáng người không cao lắm, trên dưới 80cm, chưa đến 40 tuổi, anh ta thông thạo về lĩnh vực hách máy tính. Anh có biết về người này không? Đàm cửu nghĩ nghĩ một chút rồi nói, anh Phong, người mà anh nói đến không lẽ lại là Ma Trí Cường. Tên nhóc này ở nhà là đứa con thứ năm nên được đặc biệt danh là Ngũ Ma. Tôi biết anh ta, nhưng mà cũng không quen, nghe nói anh ta muốn khai thác quặng nên thường xuyên làm mấy việc như nổ mìn phá núi khoảng thời gian gần đây tôi cũng không thấy anh ta nghe nói anh ta đến thành phố tam giang diệp vô phong nói anh giúp tôi điều tra một chút về lộ trình của anh ta nếu có tin tức của anh ta hãy lập tức báo cho tôi biết đàm cửu đồng ý anh phong anh yên tâm đi tôi lập tức phái người đi tìm anh ta chỉ cần anh ta còn trốn ở huyện đông hoa tôi nhất định có thể tìm được anh ta ăn xong bữa trưa Diệp Vô Phong chuẩn bị xe quay về khách sạn nghỉ ngơi một chút, buổi tối anh còn phải tới tham dự một bữa tiệc liên hoan ở một trường trung học của huyện Đông Hoa. Diệp Vô Phong lái xe đi trước, xe của Đàm Cửu đi theo phía sau, hai chiếc xe cùng nhau nối đuôi đi thẳng về thị trấn. Rất nhanh đã đến thị trấn rồi, khi tiến vào địa phận thành phố, đột nhiên ở chỗ ngoặt phía trước có một đội cảnh sát giao thông, Diệp Vô Phong nói, có chuyện phiền phức rồi, cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn mấy người chúng ta vừa nãy chính là đều có uống rượu kim bảo cậu có quen biết với mấy người cảnh sát giao thông này không vậy trình kim bảo khó xử nói tôi không quen họ anh phong hay là cậu để tôi lái xe thay cậu được không diệp vô phong nói không cần đâu đám cảnh sát nhìn thấy xe của diệp vô phong đi tới thì dùng tay ra hiệu ý bảo diệp vô phong dừng xe sang bên lề đường diệp vô phong ngoan ngoãn nghe theo dừng xe lại đàm cửu cũng dừng xe ở đằng sau xe của diệp vô phong ven đường gần đó còn có thêm mấy chiếc xe cá nhân nữa, còn có mấy người tài xế lái xe ủ rũ, hoặc là đang gọi điện thoại hoặc là đang cố gắng giải thích với người cảnh sát giao thông. Trong đó có một người nói, anh bạn, cho tôi chút mặt mũi đi mà. Anh trai tôi chính là cấp trên của các cậu đấy nhé, Vương Dũng của phòng điều tra kinh tế, các cậu chắc chắn là có thể nhận ra chứ. Trưa nay tôi thật sự uống có một ít thôi, chỉ có một chén nhỏ thôi mà. Ở đó có một người cảnh sát trưởng được gọi là Lưu Trường Quân. Cậu ta nghiêm mặt nói, phòng điều tra kinh tế cũng không giúp được gì cả, bây giờ anh đang bị nghi ngờ lái xe sau khi uống rượu, lát nữa mời anh đi theo tôi để xét nghiệm máu. Đội trưởng đội cảnh sát lưu đi tới, gõ gõ vào cửa kính xe của Diệp Vô Phong, mời xuất trình giấy tờ xe. Diệp Vô Phong hạ cửa kính xe xuống, đưa giấy tờ xe cho anh ta, đội trưởng đội cảnh sát khịt khịt mũi người thử, mùi rượu trong xe không hề nhẹ, anh ta cười lạnh một cái rồi đem dụng cụ đo nồng độ cồn ra, mời anh thổi vào đây diệp vô phong không thổi lâm thư âm ngồi ở bên ghế lái phụ bênh vực anh nói đồng chí cảnh sát chúng tôi đang vội đi quyên góp tiền học cho một trường trung học huyện trưởng trương đang chờ chúng tôi đã lâu anh có thể bỏ quá cho chúng tôi được không ánh mắt của lưu trường quân trừng trừng làm sao nào đem cả huyện trưởng trương ra để dọa tôi sao tôi nói cho mấy người biết ngay cả huyện trưởng trương đi nữa thì ông đây cũng không nể nang gì đâu nhé sau đó ánh mắt của lưu trường quân liếc qua người lâm thư âm một lượt nhỏ giọng lầm bầm, cô gái nhỏ cũng xinh đẹp lắm. Không biết làm ăn buôn bán cái gì mà lại có nhiều tiền, có phải gặp may không vậy? Làm sao có thể kiếm được nhiều tiền như vậy mà mở miệng ra đã nói quyên góp tiền? Lâm Thư âm cảm thấy hơi tức giận nói, tôi làm ăn buôn bán cái gì thì liên quan gì đến anh chứ? Anh không phải chỉ có phụ trách đo nồng độ rượu thôi hay sao? Lưu Trường Quân nói, đúng vậy, đúng vậy, tôi là người kiểm tra nồng độ cồn, bây giờ đến lượt các cô các anh rồi đã rơi vào tay tôi rồi thì nên thành thật một chút. Diệp vô phong nói, anh kiểm tra nồng độ cồn, nên kiểm tra như thế nào thì kiểm tra, lại để cái miệng dơ giấy như thế, ai cho anh chấp hành pháp luật như thế chứ? Lưu Trường Quân thực ra cũng không có cố ý mắng lâm thư âm, chẳng qua chỉ là lời cửa miệng thôi nhưng lại bị Diệp vô phong này truy cứu chất vấn làm anh ta ngượng đỏ mặt đến mức không có chỗ để chui xuống. Bây giờ anh ta mới giận đến tím mặt nói anh đã lái xe sau khi uống rượu rồi lại còn muốn lý sự nữa sao? diệp vô phong lạnh lùng nói tôi không có lái xe sau khi uống rượu anh còn chưa kiểm tra làm sao mà biết được lưu trường quân căm thức nói trong xe của anh nồng nặc toàn là mùi rượu anh còn chống chế cái gì nữa diệp vô phong nói tôi không có chống chế chuyên bx lưu trường quân cầm dụng cụ kiểm tra đến nói với một giọng kỳ lạ anh thổi vào đây một chút sự thật sẽ thắng với hùng biện thôi diệp vô phong mỉm cười mở hé miệng thổi vào dụng cụ kiểm tra nồng độ cồn kết quả là dụng cụ kiểm tra không xảy ra phản ứng gì cả. Lưu Trường Quân tỏ ra không thể tin được, anh, anh thổi lại một lần nữa. Diệp vô phong thổi lại một lần nữa, dụng cụ thí nghiệm vẫn không cho ra kết quả gì cả. Lưu Trường Quân trột dạ, anh ta lại khịt khịt mũi người lại, trên người Diệp vô phong quả thật là có mùi rượu, với kinh nghiệm của anh ta có thể khẳng định anh tuyệt đối có uống rượu, nhưng tại sao dụng cụ kiểm tra lại không phát hiện được gì? Anh thổi thêm một lần nữa. Lưu Trường Quân nói, Diệp Vô Phong cười khinh bỉ hỏi, anh định bắt tôi kiểm tra bao nhiêu lần nữa thì anh mới tin đây? Lưu Trường Quân nói, bảo anh thổi thì anh cứ thổi, nói nhảm ít thôi. Diệp Vô Phong tức giận nói, tôi đã đủ phối hợp thi hành công vụ với các anh lắm rồi, vừa rồi bà xã của tôi cũng đã nói rồi, chúng tôi còn có việc, anh đừng có làm lỡ dở đến công việc của tôi. Chương 174, trở thành trò cười lưu trường quân nghi ngờ rằng chất lượng của dụng cụ kiểm tra của mình có vấn đề đi đến chỗ đồng nghiệp cầm một cái khác rồi lại đi đến bên người diệp vô phong lạnh lùng nghiêm mặt nói cái dụng cụ vừa rồi có thể là có vấn đề rồi anh thổi lại một lần nữa nếu vẫn không kiểm tra được gì cả tôi sẽ để anh đi diệp vô phong cười khinh bỉ nói anh nói thật hay đùa thế dụng cụ kiểm tra của các anh tinh vi như vậy cơ mà nói hỏng là hỏng được luôn sao thôi được rồi để cho ông thực sự tin tôi sẽ thổi lại thêm một lần nữa cho anh xem. Diệp vô phong tùm tìm cười rồi thổi một hơi vào bộ dụng cụ kiểm tra nồng độ cồn thứ hai. Bộ dụng cụ thứ hai vẫn không hề cho phản ứng gì cả. Đội trưởng lưu vào đầu bứt tai. Nhưng mà, lưu trường quân hiển nhiên là chưa từ bỏ ý định. Anh ta nghĩ rằng trong vấn đề này chính bản thân anh ta có thể nói là một chuyên gia. Tài xế có uống rượu hay không anh ta chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra, chưa từng nhìn nhầm một lần nào cả hôm nay anh ta làm nhiều trò trước mặt đồng nghiệp như vậy nếu như hôm nay vấp ngã sau này nhất định sẽ trở thành trò cười của đồng nghiệp cho nên đội trưởng lưu đành liều nói với diệp vô phong mời anh xuống xe lát nữa hãy cùng đi đến bệnh viện để kiểm tra máu diệp vô phong hỏi anh liên tục kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần rồi đều cho kết quả là tôi không có dùng quá mức lượng cồn tại sao anh còn muốn bắt tôi đến bệnh viện kiểm tra máu nữa chẳng lẽ dụng cụ kiểm tra của cảnh sát giao thông các anh đều là đồ giả hết sao lưu trường quân căm tức nói bảo anh đi thì anh phải đi nói nhiều như vậy cũng vô ích thôi nói dứt lời anh ta ra cầm giấy tờ xe của diệp vô phong rời đi diệp vô phong mở cửa xe đi xuống anh chờ đã lưu trường quân đứng lại quay đầu hỏi anh muốn làm gì diệp vô phong lạnh lùng như băng nói tôi cảm thấy rất không hài lòng với cách thi hành công vụ của các anh qua hai lần kiểm tra nồng độ cồn đều cho kết quả là tôi không sử dụng rượu. Anh lại cứ vô duyên vô cớ lấy giấy tờ xe của tôi như vậy. Anh mau trả lại giấy tờ xe cho tôi, nếu không thì hãy giải thích với tôi cho rõ ràng. Lưu Trường Quân nói, anh còn muốn nói lý nữa sao? Bây giờ tôi đang nghi ngờ anh lái xe sau khi uống rượu. Dụng cụ kiểm tra không ra được thì đưa anh đến bệnh viện kiểm tra, nếu anh không chấp hành thì là anh phạm pháp rồi. Hai người cãi nhau, Xe của Đàm Cửu đi đằng sau cũng dừng lại, Đàm Cửu mở một bên cửa xe rồi từ trên xe bước xuống, Diệp Vô Phong chỉ vào mặt Đàm Cửu, xe đằng sau vì sao anh lại không kiểm tra? Tại sao lại chỉ có riêng tôi lại không được đi qua chứ? Kỳ thật, Lưu Trường Quân đã sớm nhìn thấy xe của Đàm Cửu, ở huyện Đông Hoa có ai mà không nhận ra xe của anh cửu chứ? Lưu Trường Quân làm sao dám động đến Đàm Cửu, mặc dù là Đàm Cửu có uống rượu đi nữa, cậu ta cũng không dám ngăn xe của Đàm Cửu để kiểm tra nồng độ cồn ai ngờ xe của đàm cửu lại tự dừng lại điều này làm cho lưu trường quân cảm thấy hoang mang không thể suy nghĩ thêm được nữa mắt nhìn thấy đàm cửu đã say khướt cười hà hà đi tới lưu trường quân vội vàng chạy đến tiếp đón đây không phải anh cửu hay sao đàm cửu gật đầu nói trường quân lại ở đây lập chốt kiểm tra nồng độ cồn à lưu trường quân cười theo nói đúng vậy anh cửu bên trên giao cho bên dưới chúng tôi phải thực hiện nên cũng không còn cách nào khác nữa đàm cửu hư lạnh một tiếng nói nếu thực sự là do bị giao nhiệm vụ thì tôi đây cũng không làm khó anh nữa anh cũng kiểm tra cho tôi thử xem nào lưu trường quân lúng túng hoảng hốt không hiểu rõ ý tứ của đàm cửu mùi rượu trên người đàm cửu chắc chắn là nồng nặc hơn nhiều so với trên người diệp vô phong còn muốn dùng dụng cụ kiểm tra sao chắc chắn là có uống rượu hơn thế lại còn là uống không hề ít nếu bây giờ mình kiểm tra nồng độ cồn của đàm cửu ngay tại chỗ này mặc dù đã biết chắc anh ta say rượu không phải là mình cũng sẽ phải thu giấy tờ xe của anh cửu hay sao nếu vậy thì sau này mình làm sao còn có thể ở lại huyện đông hoa này mình còn vợ và đứa con nhỏ nữa mà lưu trường quân nói anh cửu tôi đang chấp hành công vụ kiểm tra người khác việc này không liên quan đến anh anh lái xe mau đi đi anh mau mau đi đi thôi ai ngờ đâu đàm cửu lại cao giọng nói tôi hôm nay không có việc gì khác nữa vô cùng rảnh rỗi anh mau mau kiểm tra lượng cồn cho tôi thử đi anh đó mau mang dụng cụ kiểm tra đo lường qua đây cả đời này tôi cũng chưa từng thổi thử cái đó hôm nay tôi nhất định muốn thử người cảnh sát giao thông nhỏ bé kia cũng không còn biện pháp nào khác đành phải đi mang dụng cụ kiểm tra đến đó trên mặt lưu trường quân vã mồ hôi anh cửu anh xem anh kia anh bây giờ chính là không nên kiểm tra đâu đàm cửu không để ý đến lời nói của anh ta thổi một hơi vào dụng cụ kiểm tra hay lắm thanh biểu thị chỉ số nồng độ cồn suýt chút nữa thì nổ tung đàm cửu hỏi tôi thế này rốt cuộc là có chuyện gì vậy hả lưu trường quân cứng rắn nói anh cửu anh đây là thuộc loại phạm tội lái xe sau khi uống rượu vô cùng nghiêm trọng cậu ta vừa dứt lời thì chỉ thấy đàm cửu vung tay một cái chát một tiếng trên mặt ông ta đã trúng một cái tát thật mạnh lưu trường quân bị tát một cái cũng cảm thấy tức giận nhưng không dám nói gì khẽ cắn môi anh cửu anh làm như vậy là muốn như thế nào đàm cửu nghiêm mặt nói đánh anh một mình anh bảo tôi uống rượu thì chính là tôi uống rượu à? trong giây lát Lưu Trường Quân không biết phải nói gì cho tốt. đằng kia Tiểu Hổ lại dẫn theo hai người vệ sĩ từ trong xe đi ra. Lưu Trường Quân cũng nhận ra Đàm Tiểu Hổ, anh ta biết cậu ta là cháu của Đàm Cửu, chính là tổng giám đốc của công ty quốc tế Phượng Hoàng. anh ta vội vàng lễ phép hỏi, đây không phải chính là tổng giám đốc Đàm hay sao? Đàm Tiểu Hổ quát, đồ khốn nạn, mắt của anh bị làm sao thế hả? Con mắt nào của anh nhìn thấy chú của tôi uống rượu. Tiểu Cường hãy nói cho anh ta biết, vừa rồi là ai lái xe? Người vệ sĩ được gọi là Tiểu Cường nói, "Đội trưởng Lưu, tôi là Lý Cường. Xe của anh cửu chính là do tôi lái đó. Tôi đây, dị ứng với cồn nên cũng không có uống rượu. Nếu anh không tin, anh có thể dùng dụng cụ đo nồng độ cồn của tôi." Nói xong, Tiểu Cường nhanh chóng đứng sang một bên. Trong lòng Lưu Trường Quân thầm nguyền rủa, đàm cửu anh rảnh rỗi không có gì làm nên cố ý chơi đùa tôi sao? Anh không lái xe còn bắt tôi đo nồng độ cồn của anh làm cái mẹ gì thế? Lưu Trường Quân tươi cười vội vàng nói với đàm cửu, anh cửu. Tôi đã xác định đây chỉ là một hiểu lầm thôi. Anh xem đi, có nhiều người đứng lại nhìn như vậy, anh lại bận trăm công nghìn việc. Nếu đã không phải là anh lái xe thì xin mời anh mau mau đi thôi. Hôm khác tôi sẽ tự mình đến xin lỗi anh đàm cửu nhổ một ngụm nước bọt mắng tôi đây bận trăm công nghìn việc anh cứ một mực mời tôi đi còn anh phong vội trăm công nghìn việc mà vẫn bị anh bắt đến bệnh viện kiểm tra máu anh đây là nói chuyện vô lý kiểu gì vậy hả lưu trường quân dùng mình một cái quay lại nhìn diệp vô phong lúc bấy giờ đàm cửu mới đi đến trước mặt diệp vô phong cúi đầu lễ phép nói anh phong lưu trường quan anh ta đúng là có mắt như mù trên địa bàn của tôi mà lại dám gây khó dễ cho anh tôi đúng là đáng chết anh bận trăm công nghìn việc thì tuyệt đối không nên trì hoãn. Chuyện còn lại, anh cứ giao cho tôi xử lý. Diệp vô phong gật gật đầu nói, anh xem rồi xử lý đi. Lưu trường quân dừng lại, anh Phong. Anh Phong nào nhỉ, anh ta là ai mà làm cho một người tiếng tăm khắp huyện Đông Hoa như đàm cửu mà cũng phải kính nể. Trong đầu ông ta bỗng nhiên giật mình thon thót, không lẽ anh ta chính là Diệp vô phong con rể nhà họ Lâm ở thành phố Tam Giang. Danh tiếng của Diệp Vô Phong ở thành phố Tam Giang gần đây rực rỡ như mặt trời ban chưa vậy, anh không chỉ giúp cảnh sát tiêu diệt lính đánh thuê đến từ nước ngoài mà còn dễ dàng đánh bại cả nhà họ mặc nổi tiếng giàu có ở thành phố Tam Giang. Bởi vì Diệp Vô Phong không cho truyền thông công khai danh tính của mình, cho nên mặc dù danh tiếng của anh lừng lẫy nhưng cũng có rất ít người nhận ra anh. Lưu Trường Quân dù có ngu đến cỡ nào cũng có thể nhận ra người đàn ông trẻ tuổi mà mình vừa đắc tội với kia, đó chính là Diệp Vô Phong. Anh ta đột nhiên sợ hãi đến mức mặt mũi tái mét rồi. Hai chân không kiềm chế được cũng thi nhau run rẩy. Đàm Cửu bước đến trước mặt anh ta, "Lưu Trường Quân, tôi đoán là anh vì ân nghĩa với Mạc Đông Lôi nên mới cố tình gây khó dễ với Anh Phong. Chẳng lẽ anh chưa nghe tin Mạc Đông Lôi đã bị Anh Phong bắt giam đang chờ bị tra hỏi hay sao? Anh ta xác định chắc chắn sẽ phải ăn đạn thôi, nhà anh có phải cũng muốn ăn một viên phải không hả?" Chương 175, nhớ lại năm đó lưu trường quân bị dọa sắc mặt càng trở nên tái nhợt hai chân run bần bật suýt chút nữa thì quỳ xuống trước mặt đàm cửu anh cửu anh nói như vậy là như thế nào chứ tôi làm sao dám qua lại với mạc đông lôi tôi vừa nãy thực sự không biết hai vị kia là tổng giám đốc diệp nếu không có chết tôi cũng không dám dừng xe của anh ấy anh cửu chúng ta cũng là đồng hương với nhau mong anh giúp tôi lần này đi nói giúp tôi đôi lời với giám đốc diệp bỏ qua cho tôi chuyện lúc nãy đi Đàm cửu nói, Lưu Trường Quân, anh là người đắc tội, làm sao tôi lại phải đi nói tốt với Tổng Giám Đốc Diệp thay ông chứ? Tôi cũng làm gì có cái gan đấy. Mạc Tam Gia của thành phố Tam Giang là người như thế nào chứ? Vậy mà còn bị Giám Đốc Diệp dễ dàng dạy bảo như vậy. Bây giờ Lưu Trường Quân sợ hãi đến mức chưa thể hoàn hồn, hai chân không thể kiềm chế được cứ run lên từng hồi, cả người như bị mất máu, anh cửu, tôi ở nhà trên còn có mẹ già, dưới còn có con nhỏ, giúp tôi nói tốt vài câu đi mà. Lưu Trường Quân biết, đắc tội với Mạc Tam gia thì có kết cục là chết không có chỗ chôn rồi, huống chi là với Diệp Vô Phong chứ. Năng lực của Diệp Vô Phong có thể làm cho nhà họ Mạc chết không có chỗ chôn, nơi kinh khủng như đảo Diêm Vương còn bị phá hủy thành cho tàn, bản thân ông ta chỉ là một đội trưởng đội cảnh sát giao thông nhỏ bé, anh chỉ cần tùy tiện nói một câu thôi là bản thân ông ta có thể chết lúc nào không biết. Lúc này diệp vô phong mới nói đàm cửu người không biết không có tội tôi đây cũng không phải loại người mang tội ác tài trời như anh ta tưởng tượng đâu mà tôi cũng chỉ là một người dân bình thường mà thôi phải không lưu trường quân à giám đốc diệp tôi đây lưu trường quân vội vàng chạy đến trước mặt diệp vô phong anh ta nghe giọng điệu vừa rồi của diệp vô phong thì không giống như là thực sự muốn dạy dỗ ta lưu trường quân cảm thấy vô cùng may mắn nhanh chóng mang giấy tờ xe trả lại cho diệp vô phong tổng giám đốc diệp tôi thật sự không nhận ra anh. Anh có thể nào đừng để bụng chuyện vừa nãy, tôi từ trước đến giờ thực sự là chưa có làm ra chuyện xấu xa gì cả. Diệp vô phong gật gật đầu, cất giấy tờ xe đi, phụng phiệu nói, Lưu Trường Quân, người dân ở thành phố Tam Giang hay huyện Đông Hoa với tôi đều như vậy, đều là có tình cảm đồng hương sâu đậm. Tôi đang vội đến một trường trung học ở huyện Đông Hoa này, hôm nay tôi sẽ không làm khó dễ với anh. Nhưng mà, anh nhớ cho kỹ, thi hành công vụ thì không thành vấn đề gì cả, nhưng nhớ thi hành một cách văn minh. Lưu Trường Quân gật đầu lia lịa, tôi nhất định sẽ thay đổi. Tổng giám đốc Diệp, lời của anh nói tôi nhất định sẽ ghi nhớ kỹ trong lòng. Diệp vô phong khoát tay nói, đàm cửu, chúng ta đi thôi. Trước khi lên xe, anh nhìn vẻ mặt đau khổ của mấy người bị tịch thu và hủy bằng lái xe đứng bên vệ đường, trong lòng có chút động nên nói với Lưu Trường Quân, tôi khuyên anh nên tốt bụng một chút, mấy người tài xế uống rượu này, tùy mức độ nặng nhẹ mà xử lý cho đúng. Lưu Trường Quân vô cùng thông minh, hiểu ngay được ý của Diệp Vô Phong, vẫy vẫy gọi đám tài xế đó đến, mấy người các anh, thì ra cũng chỉ vì xã giao mới uống, mà uống cũng không nhiều. Hôm nay, xem như nể mặt giám đốc Diệp, các anh không cần đến bệnh viện thử máu nữa. Nhưng mà, lần sau không được viện cớ này nữa, lần sai tôi mà cha ra được thì sẽ không may mắn như vậy nữa đâu. Mấy người tài xế nghe là mình được Diệp Vô Phong xin cho, tất cả bọn họ đều cảm thấy vô cùng cảm động. Tổng giám đốc Diệp quả là một người tốt, chúng ta hôm nay thật là may mắn mà. Tôi hứa sau này dù có xã giao thì cũng sẽ không uống rượu nữa. Cảm ơn giám đốc Diệp. Diệp Vô Phong lên xe, xe chuyển bánh rời đi. Lâm Thư âm tò mò hỏi, Diệp Vô Phong, sao cuối cùng mọi chuyện lại thành thế này vậy? Em cảm thấy hoang mang quá, trưa nay rõ ràng là anh có uống rượu mà, tại sao dụng cụ đo của cảnh sát lại không kiểm tra ra được chứ? Diệp Vô Phong cười ha ha nói, Thư âm cơ thể của con người lại có thể vi rượu như thế đấy ví dụ như anh nhé uống rượu hay không uống rượu thì cũng chẳng khác gì cả tuy rằng anh cũng không đồng ý với việc uống rượu lái xe nhưng mà điều đó còn phải xem xem người lái xe sau khi uống rượu là ai vừa nãy trước khi cảnh sát kiểm tra anh anh đã dùng mười mấy giây đã dùng thuật long tượng của mình để làm tan biết và bốc hơi tất cả rượu đã uống lúc trưa nay rồi lâm thư âm bỗng nhiên hiểu ra rồi trả trách em nhớ ra rồi Trước kia anh từng giúp Lâm Thi Mộng hút nọc độc rắn ra. Cũng có lần anh giúp em hút nọc độc nữa. Nếu như là người bình thường thì chắc chắn đã bị trúng độc từ lâu rồi. Vậy mà anh lại chẳng bị làm sao cả, chính là dùng thuật này làm tiêu tan nọc độc đúng không vậy? Diệp Vô Phong gật đầu nói, cơ bản thì chính là như vậy đó. Trở lại khách sạn ở huyện Đông Hoa, Diệp Vô Phong nói với Trình Kim Bảo, Kim Bảo. Cậu cứ bận đi giải quyết việc của cậu trước đi, tối nay tôi sẽ đến trường học trình kim bảo và tô vãn nguyệt tạm biệt bọn họ diệp vô phong lại nói với đàm cửu đàm cửu anh cũng cứ đi đi nhớ kỹ nhanh nhanh giúp tôi hỏi thăm tin tức của ngũ ma nhé đàm cửu nói anh phong tôi đột nhiên nhớ ra con gái của ngũ ma hình như là đang học trung học cụ thể là lớp bao nhiêu thì em không biết rõ lắm nhưng mà em biết tên của cô bé là ma văn anh anh xem có thể từ cô gái nhỏ đó hỏi thăm được chút tin tức không diệp vô phong gật đầu nói được để tôi đi hỏi thăm một chút xem sao. Cùng ngày hôm đó, tại nhà ăn của trường trung học cơ sở số 1, Bộ giáo dục và đào tạo huyện Đông Hoa gồm có huyện trưởng Trương, bộ trưởng Lý, còn có cả hiệu trưởng Trương đã chuẩn bị một bữa tối đơn giản thanh đạm để chiêu đãi Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm. Huyện trưởng Trương đứng lên trước, kính rượu Diệp Vô Phong, giám đốc Diệp, giám đốc Lâm. Chúng tôi thay mặt cho chính quyền của huyện Bộ Giáo dục và toàn thể học sinh trường Trung học Cơ sở một huyện Đông Hoa xin cảm ơn công ty của hai người đã hảo phóng quyên góp tiền. Tôi xin kính hai vợ chồng hai người một ly. Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm mỉm cười cùng mọi người cùng lúc nâng ly. Sau đó hiệu trưởng Trương cũng nâng ly rượu lên nói: Tổng giám đốc Diệp, tôi vốn dĩ rất có ấn tượng với cậu. Năm đó nhớ khi cậu còn vào học ở trường chúng ta, lúc đó tôi mới chỉ là một thầy chủ nhiệm. Tôi nhớ rõ ràng có một lần cậu cùng một người khác đánh nhau cậu còn dùng gạch đập vỡ đầu cậu ta bố của cậu ta ở huyện đông hoa chúng ta chính là một doanh nhân giàu có hơn nữa gia cảnh cũng rất đáng gờm cậu từ nhỏ vốn dĩ chính là vốn dĩ cứ bướng bỉnh không nghe lời ai như vậy mặc kệ người đứng sau của cậu ta mạnh thế nào chỉ vì cậu ta bắt nạt bạn học là cậu lập tức dạy cho cậu ta một bài học thật nặng ha ha diệp vô phong cũng cười ha ha nói trí nhớ của hiệu trưởng trương đúng là rất tốt nhà nói về chuyện trước kia lúc ấy thầy xử lý chuyện này thực sự là làm cho em cảm phục vô cùng thay vì đuổi học em thì thầy lại ra sức bảo vệ em ly rượu này là em kính thầy mới đúng hiệu trưởng vương còn nói thêm bởi vì tôi đã hỏi cẩn thận những chuyện đã xảy ra mấy người giàu có này vốn dĩ chỉ vẽ đường cho hưu chạy ở trường học lại bắt nạt bạn bè quả thực là một tệ nạn bạo lực học đường chính tôi cũng không thể nhìn vừa mắt những chuyện xấu như vậy mà thôi tổng giám đốc diệp ly rượu này chúng ta cùng nhau uống cạn trong bầu không khí hết sức thoải mái bữa tiệc rượu kết thúc hiệu trưởng vương nói tổng giám đốc diệp trường học của chúng ta đã xây từ lâu ký túc xá cũng có từ lâu thật sự là đã rất cũ kỹ rồi quả thực là đều rất nguy hiểm cứ để chuyện này tiếp diễn lâu dài như vậy tôi thật sự cảm thấy lo lắng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn tính mạng của bọn trẻ thực sự không phải là một trò đùa tôi đã nhiều lần báo cáo lên cấp trên xin kinh phí dự định xây lại khu dạy học từ rất lâu rồi nhưng không có kết quả. Cậu lại không ngần ngại quyên góp ngay cho trường 10 tỷ đồng, số tiền này sẽ có thể giải quyết được vấn đề của trường của chúng ta. Tôi không biết làm sao để báo đáp lại, thầy và trò trường chúng tôi đã tổ chức một buổi biểu diễn văn nghệ, mong là Tổng giám Đốc Diệp và Tổng giám Đốc Lâm thưởng thức qua. Có lẽ hai người sẽ có thể ôn lại một chút kỷ niệm về quãng đời học sinh vui vẻ ở trường năm đó. Diệp vô phong nói, tiết mục biểu diễn này, nhất định em phải xem. Nhìn thấy những bạn học nhỏ này, em thực sự nghĩ đến bản thân mình khi đó. Những ký ức tuổi thơ vẫn còn mới mẻ như mới ngày hôm qua vậy. Audio điện tử võ tấn bền Audio điện tử võ tấn bền chương 176, Động đất Ăn xong bữa cơm chiều, Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm cùng với đám người hiệu trưởng Vương đi vào hội trưởng của trường học. Hộ trường này có diện tích cũng không nhỏ, sân khấu khá rộng, hơn nữa khán đài còn có hai tầng song song với nhau. Các bạn học sinh nhỏ xếp thành hàng theo lớp của mình đã ngồi vào vị trí của mình. Khách quý cũng đã đến. Đầu tiên là huyện trưởng Trương phát biểu, sau đó là hiệu trưởng Vương, tiếp sau đó là Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm cùng xuất hiện trên sân khấu. Lâm Thư Âm cầm trên tay tấm bảng màu đỏ ghi 10 tỷ đồng tiền quyên góp, hai người họ vừa bước lên sân khấu đã nhận được tràng vỗ tay nhiệt liệt chào mừng của cả giáo viên và học sinh hai học sinh một nam một nữ chạy lên trên sân khấu, tặng hao cho Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm. Lâm Thư Âm vô cùng vui vẻ nhận lấy bông hoa tươi, trong lòng thầm nghĩ, làm việc thiện, thật là tốt. Diệp Vô Phong cũng đã chuẩn bị một bài phát biểu, cách nói khôi hài pha trò của anh làm cho những học sinh bên dưới không nhìn được ôm bụng cười vô cùng vui vẻ. Phát biểu xong, Diệp Vô Phong đi xuống. Hiệu trưởng Vương tuyên bố, bữa tiệc liên hoan chính thức bắt đầu. Tổng cộng có mười mấy tiết mục văn nghệ, mỗi một tiết mục đều được các bạn học sinh nhờ chuẩn bị và diễn tập hết sức tỉ mỉ. Những bạn học sinh nhỏ đó dùng những tiết mục ngây thơ giản dị của họ để báo đáp lại sự quyên góp phóng khoáng của Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong cảm thấy vô cùng yêu thích những tiết mục đó, sau mỗi một tiết mục, anh đều nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng. Buổi biểu diễn diễn ra được một nửa, Lâm Thư âm nhỏ giọng nói với Diệp Vô Phong, ông xã, em muốn vào nhà vệ sinh. Bên kia tối quá đi, em không dám đi một mình anh đi cùng em được không? Diệp vô phong nói, được, anh đi cùng em. Chào hiệu trưởng trương một câu, sau đó Diệp vô phong và Lâm Thư âm cùng đứng lên, theo lối đi nhỏ của hội trường đi ra nhà vệ sinh ở bên ngoài. Trên đường trở về, Lâm Thư âm đột nhiên ôm cổ Diệp vô phong nói, vô phong, hôm nay em mới phát hiện được điều gì thực sự làm em hạnh phúc. Diệp vô phong liền hỏi, vậy em tìm được hạnh phúc của mình ở đâu? Lâm Thư âm hạnh phúc nói, chúng ta quyên góp tiền học phí, các bạn nhỏ hóc sinh cảm ơn chúng ta, được nhìn thấy sự biết ơn tràn đầy trong ánh mắt của những em nhỏ như vậy, em thật sự rất vui. Những việc tốt như vậy, em thật sự muốn chúng ta có thể làm cả đời này. Diệp vô phong cười, thư âm, chuyện đó không thành vấn đề gì cả. Nửa đời còn lại sau này, anh sẽ luôn luôn cùng em làm việc tốt. Trong khi nói chuyện, Diệp vô phong không kiềm chế được đặt bàn tay to của anh lên chiếc eo nhỏ nhắn của Lâm Thư Âm khiến Lâm Thư Âm ngượng đỏ mặt, đây là trường học đó, Đừng. Diệp Vô Phong nhỏ giọng nói, mọi người đều ở trong hội trường xem văn nghệ rồi, cho anh hôn một cái đi. Lâm Thư Âm thẹn thùng nói, đáng ghét, về nhà hôn không được hay sao? Nhưng mà, Diệp Vô Phong hành động thật sự rất nhanh, ánh mắt của anh tràn ngập những tia lửa đỏ khác thường nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp như ngọc đang giận dỗi của Lâm Thư Âm, khóe miệng Diệp Vô Phong mỉm cười xấu xa, thưởng thức tỉ mỉ vẻ mặt tức giận của Lâm Thư Âm. Lâm Thư Âm thực sự rất xinh đẹp gương mặt trái xoan trắng nõn, thứ làm cho người khác ấn tượng không thể quên nhất đó chính là chiếc mũi đẹp như mũi của nữ thần Venus vậy, thẳng tắp mà tinh tế làm cho sự xinh đẹp của cô còn có thêm vài phần gợi cảm. Bởi vì vội vàng di chuyển mà trên mặt cô đã lấm tấm mồ hôi với một vài sợi tóc rơi ra dính lên mặt cô, thế nhưng nhìn cô lại giống như một người vợ vừa mới tắm xong, đẫy đà mịn màng mà quyến rũ đến mê người. Thư âm, em thật đẹp. Diệp vô phong đặt môi lên môi cô, lâm thư âm tránh không được, nên cũng nhắm mắt lại, hưởng thụ nụ hôn nồng cháy của Diệp Vô Phong. Hai môi vừa chạm vào nhau thì đột nhiên, Diệp Vô Phong cảm thấy sự rung lắc của mặt đất. Anh lập tức bừng tỉnh, không hay rồi, có động đất. Lâm Thư Âm hoảng sợ đến mức mở to hai mắt, cái gì cơ, động đất sao? Cô cảm nhận một chút, quả nhiên lại cảm thấy một đợt rung lắc dưới mặt đất, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng ầm ầm vang dội, âm thanh đó truyền đến từ hướng phòng hội trường của trường học ngay sau đó nữa là một trận náo loạn, không hay rồi, hội trường bị sụp xuống rồi. Diệp vô phong vội vàng hét lên, có chuyện rồi, chúng ta đi mau thôi. Bên trong hội trường, tiết mục biểu diễn đã sớm phải dừng lại. Chỗ sụp xuống không phải là cả hội trường mà là tầng thứ hai của khán đài. Hơn nữa, đó là chỉ là một góc của khán đài. Nếu hội tường sụp xuống thì hậu quả thực sự sẽ không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, một góc bị sụp xuống kia cũng đã đè lên rất nhiều học sinh học sinh ở khán đài phía trên cũng có không ít người đã ngã xuống đó rất nhiều người bị thương huyện trưởng trương bộ trưởng lý hiệu trưởng vương đều bị dọa đến mức khuôn mặt biến sắc huyện trưởng trương lo lắng nói các em học sinh không được náo loạn lên hiệu trưởng trương mau nhanh chóng tổ chức đưa các em học sinh an toàn ra khỏi đây đi hiệu trưởng trương vội vàng chạy đi tìm một chiếc micro toàn thể các em học sinh không được náo loạn nữa Trước hết hãy lần lượt ra khỏi đây bằng cửa lớn. Khung cảnh vốn dĩ lộn xộn, sau lời dẫn dắt của hiệu trưởng Trương đã bắt đầu có trật tự hơn. Các thầy cô giáo đưa các nhóm học sinh bắt đầu nhanh chóng rời khỏi đây. Học sinh ở khán đài tầng 2 hầu hết đã rời đi hết, những học sinh bị thương cũng được đưa ra hội trường tạm thời nghỉ ngơi. Sau đó Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm vội vàng trở lại, Diệp Vô Phong lo lắng hỏi, huyện trưởng Trương chỗ khán đài bị sụp xuống có bao nhiêu em học sinh bị đè lên vậy. Huyện trưởng Trương nói, có lẽ là khoảng 3 bốn người em. Từ dưới đống đổ nát truyền lên tiếng khóc lóc, cũng dễ hiểu, những học sinh ở dưới đó đều đang rất sợ hãi. Điều may mắn đó chính là khi khán đài tầng 2 sụp xuống, vách tường bên cạnh vừa lúc đổ xuống chặn ở phía dưới tạo thành một không gian cao đủ cho người ở bên dưới cử động được. Lúc này, lại có thêm một trận rung lắc nữa, khán đài tầng 2 tiếp tục sụp xuống, hơn nữa, sắt thép trên trần nhà của hội trường cũng không thể tiếp tục chịu được dư chấn của trận động đất, từng mảng xi măng từ trên trần nhà đã bắt đầu rơi xuống. Tình huống ở bên trong phòng hội trường đang vô cùng nguy hiểm, bộ trưởng Lý la lớn, "Huyện trưởng Trương, ông rời khỏi nơi này trước đi. Ở đây rất nguy hiểm." Huyện trưởng Trương lớn tiếng nói, "Ông nói linh tinh gì vậy chứ, vẫn còn mười mấy đứa nhỏ bị chôn vùi ở bên dưới kia. Chúng ta phải cứu được bọn trẻ ra trước khi cả hội trường sụp xuống." Bộ trưởng Lý, ông hãy liên hệ ngay với phòng phòng cháy chữa cháy, gọi cả trung tâm cấp cứu 115 nữa. Diệp vô phong quá to, mọi người, cứu bọn trẻ ra là quan trọng nhất, mau dọn đống đổ nát này ra để đưa bọn trẻ ra ngoài. Diệp vô phong sung phong đi đầu, không mà nguy hiểm đến tính mạng mà bắt đầu ra sức vật lộn với đống đổ vỡ trước mặt đi, anh muốn cùng năng lực mạnh mẽ của mình để tạo ra một con đường sống cho những em nhỏ đang bị vùi lấp ở bên dưới. Lâm Thư Âm cũng chạy đến hỗ trợ, hai vợ chồng cùng nhau hợp sức vật lộn với đống đổ nát. Bởi vì sức lực của Diệp Vô Phong vô cùng lớn, vật nặng mà bình thường hai ba người cũng không bê nổi thì Diệp Vô Phong có thể di chuyển nó một cách dễ dàng. Huyện trưởng Trương cùng với mấy người vệ sĩ của ông và những vị lãnh đạo, thầy cô tham gia vào hoạt động cứu hộ này. Rất nhanh sau đó, Diệp Vô Phong đã có thể khai thông một lối vào bên trong đống đổ nát, lối vào rộng tầm 2 mét đủ để một người chui ra. Các cháu nhỏ, không cần sợ hãi, Chú đến cứu các cháu đây. Cố gắng thêm một chút nữa thôi, một que thép dài chừng 10 phân chắn ngang phía trước, chặn mất lối đi của Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong mất một lúc lâu mới có thể di chuyển được que thép qua chỗ khác, Lâm Thư Âm ở đằng sau nhắc nhở, "Vô Phong, anh chú ý an toàn đấy." Diệp Vô Phong quay đầu lại nhìn Lâm Thư Âm, "Thư Âm, ở đây nguy hiểm lắm, em ra bên ngoài trước đi." Lâm Thư Âm cố chấp nói, "Không được, em không sợ nguy hiểm, em phải ở lại cùng anh." Diệp vô phong nói, được rồi, chờ anh khai thông nốt đoạn đường phía trước, sau đó anh sẽ ở bên trong đưa bọn nhỏ ra ngoài, em ở đây hỗ trợ cho anh nhé. chương 177, cô gái bị mắc kẹt. Hai người không để ý nguy hiểm, ra sức rời những thứ rác rưởi cản trở đường trốn chạy của bọn trẻ. Hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào, chính là dưới tình huống như thế này. Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm hợp lực, phải mở ra một con đường nhỏ hẹp có thể cho một người bỏ qua trong đống đổ nát. Nỗ lực không phụ lòng người, con đường cuối cùng mở ra rồi, một đám nam sinh bị nhốt tại chỗ này, Diệp vô phong hô các bạn học, nhanh bỏ về phía chú. Những nam sinh kia có người bị thương, mọi người giúp đỡ nhau, theo Diệp vô phong mở đường, kịp thời rút lui khỏi nơi nguy hiểm. Diệp vô phong hỏi lớp trưởng trong số nam sinh đó, nữ sinh lớp các cậu đâu? Lớp trưởng nói, bọn họ kẹt ở vách tường sâu hơn nữa, bên trong bị sụp xuống, bị ngăn chặn hoàn toàn rồi. Diệp Vô Phong hỏi, lớp các em có tổng cộng bao nhiêu nữ sinh? Lớp trưởng nói, tổng cộng có 24 người. Vừa nãy cháu còn nghe bọn họ ở bên trong khóc, chú ơi, xin các chú cứu các bạn ấy. Diệp Vô Phong gật đầu nói, bạn nhỏ, cháu thoát ra ngoài trước. Chú nhất định cứu bọn họ ra khỏi, không thiếu một người. Đưa lớp trưởng đi. Diệp Vô Phong tiếp tục mở ra con đường còn lại, lúc này, huyện trưởng Trương ở bên ngoài hô, giám đốc Diệp, giám đốc Lâm, động đất lại bắt đầu rồi, lễ đường sắp chịu không nổi rồi, quá nguy hiểm. Nếu như không được, cái người nhanh chóng ra khỏi đó đi. Lâm Thư Âm nói, huyện trưởng Trương, không được, vẫn còn 24 nữ sinh, chúng tôi nhất định phải cứu họ ra ngoài. Diệp Vô Phong lại mở được thêm chút đường, anh tìm hai cây thép thô, làm cột trống cho con đường này, sau đó lớn tiếng hô các bạn học sinh bên trong, bỏ qua đây. Thế nhưng, bên trong chỉ truyền đến tiếng khóc nỉ non lộn xộn, không có ai bỏ ra. Lâm Thư âm nói, bọn họ có lẽ gặp khó khăn gì đó, em vào xem xem. Diệp vô phong nói, Thư âm, phía trước quá nguy hiểm, để anh đi. Lâm Thư âm lại nói, vô phong, những nữ sinh này đều chưa thành niên, gặp phải chuyện này, bị dọa sợ cả rồi. Anh là đàn ông, bọn họ lúc này đều đang hoảng loạn, gặp đàn ông sẽ khó lòng tin tưởng. Để em đi, anh ở đây giúp đỡ cho em. Nói xong, cô đã dẫn đầu bò vào trong. Thách thánh tìm được cộng tia ôm chuyện, N cộng. Diệp vô phong muốn ngăn cản, nắm lấy một góc áo của cô. Thế nhưng, Lâm Thư âm lại nói, vô phong, không còn thời gian đâu. Anh buông tay đi. Diệp vô phong do dự một chút, Thư âm, mang theo ống thép này, đến nơi nào thấy nguy hiểm thì chống nó lên. Lâm Thư âm đồng ý, một tay cầm điện thoại chiếu sáng, một tay khác cầm ống thép nằm dạp xuống đất tiến lên. Trong lòng cô rất sốt ruột, cô nghĩ đến việc cứu hết những học sinh này ra. Giờ phút này, cô hoàn toàn quên mất mình đang trong tình cảnh nguy hiểm, nếu như, động đất mạnh hơn nữa, cái đống đổ nát trồng chất này không chịu nổi trọng lượng, sẽ đè cô thành một bãi thịt nát xinh đẹp. Phía trước quả nhiên có một chỗ nguy hiểm, bụi xi măng không ngừng rơi xuống, những nữ sinh kia sợ giữa đường sụp xuống, không dám bỏ về phía trước lâm thư âm dùng ống thép mà diệp vô phòng đưa làm một cái cột trống ở đây phòng ngừa phế đống đổ nát tục sụp xuống mò về phía trước bò lên vài mét cuối cùng cũng nhìn thấy mặt của các học sinh rồi lâm thư âm vui vẻ vẫy tay các bạn học sinh đừng khóc nữa dì đến cứu các cháu rồi đến đây cùng dì ra ngoài có người đến cứu chúng ta là dì lâm dì lâm đã quyên tiền cho trường ta trước đó thật tốt quá chúng ta được cứu rồi dì lâm chúng cháu ở đây Nghe được tiếng gọi của Lâm Thư Âm, những nữ sinh kia cũng ngoan ngoãn bỏ ra, Lâm Thư Âm để bọn họ lần lượt bỏ ra bên cạnh mình, đi theo con đường mà cô và Diệp Vô Phong đã mở. Thân thể nữ sinh nhỏ, bò lên không tốn nhiều sức, rất nhanh đều đi tới nơi an toàn chỗ Diệp Vô Phong, sau đó Diệp Vô Phong đưa bọn họ ra ngoài. Đưa xong những học sinh này ra ngoài, Diệp Vô Phong phát hiện Lâm Thư Âm không cùng ra, liền hỏi nữ sinh cuối cùng đi ra, dì Lâm của mấy đứa đâu. Nữ sinh đó nói, bạn Ma Văn Anh vẫn còn ở bên trong, chân của bạn ấy bị thương, chảy rất nhiều máu, bạn ấy rất sợ, trốn ở bên trong khóc. Dì Lâm đang đi cứu bạn ấy. Diệp vô phong nghe xong, trong lòng lo lắng. Anh đếm, tổng cộng có 23 nữ sinh, theo như lời lớp trưởng, lớp bọn họ có 24 nữ sinh. Hiện tại, còn thiếu một người cuối cùng. Anh sắp xếp cho nữ sinh cuối cùng kia rời khỏi chỗ xong, nữ sinh đó nhỏ giọng nói, chú ơi, chúng cháu được cứu rồi sao? Diệp Vô Phong xoa đầu bạn nói, cô bé, cháu xem ánh sáng ở phía trước, chỉ cần leo ra, con đã được cứu rồi. Cảm ơn chú. Ngay lúc này, hiệu trưởng Vương ở bên ngoài hô, Diệp Vô Phong, giám đốc Lâm, mấy người mau ra đi, lễ đường sắp sập rồi. Theo lời ông nói, lại là một lần dư chấn, phía trên có cái gì rơi xuống không ngừng, tình huống cực kỳ nguy hiểm, thế nhưng, Lâm Thư Âm vẫn còn bên trong, Diệp Vô Phong làm sao có thể rời khỏi? anh xông vào bên trong hô thư âm nhanh lên những cây thép mà chúng ta dựng lên đều bị ép cong rồi xin em nhanh lên đi còn không đi thì không kịp đâu diệp vô phong vừa hô xong đống đổ nát ầm vang một tiếng lại sụp xuống thêm một chút trong lòng anh chợt trùng xuống có cảm giác trái tim đang chảy máu từng xem vô số phim điện ảnh anh hùng những anh hùng kia đều ngay lúc có bước ngoặt liên quan đến tính mạng không sợ sống chết đưa ra quyết định đại nghĩa xem tình huống hiện tại lâm thư âm không khác gì anh hùng hoặc có thể nói cô chính là anh hùng bởi vì tạp âm rất lớn lâm thư âm không nghe rõ tiếng diệp vô phong hô nhưng cô hiểu rõ diệp vô phong đang hối mình nhanh rời khỏi tình hình bên trong nguy hiểm không ngừng cô cũng hiểu mình đang liều mạng thế nhưng còn có nữ sinh đang bị thương bởi vì sợ không rời khỏi kịp lúc cô nhất định phải tìm thấy cô bé lâm thư âm nhờ đèn flash của điện thoại trong đống đổ nát lục lọi một hồi rốt cục ở trong góc đang dựa vào tường khóc. Cô bé bởi vì chân bị thương, chảy rất nhiều máu, hành động không tiện, cho nên không rời đi cùng nhóm. Lâm thư âm hô, là Ma Văn Anh đúng không? Gì là gì Lâm? Ma Văn Anh đột nhiên nhìn thấy ánh sáng đèn flash, nghe thấy Lâm thư âm gọi mình, từ từ ngừng khóc. Lâm thư âm kiên nhẫn nói, Ma Văn Anh, đừng khóc, gì tới cứu cháu. Cháu bỏ về hướng gì, gì đưa cháu ra ngoài nữ sinh dưới sự cổ vũ và kiên nhẫn của lâm thư âm ma văn anh nhịn đau vết thương trên chân bò qua lâm thư âm cuối cùng nắm được bàn tay nhỏ của cô bé cô dắt tay của ma văn anh hô ma văn anh không phải sợ cố lên lại gần chút nữa ma văn anh cuối cùng từ đống đổ nát bò ra lâm thư âm nói ma văn anh dì tin cháu dũng cảm nhất cháu đi theo gì chúng ta nhanh chóng ra khỏi đây cháu có thể làm được lâm thư âm dùng điện thoại soi đường nữ sinh cắn răng liều mạng bò theo về trước. Một phút sau, Diệp vô phong canh giữ ở chỗ ấy cuối cùng thấy được một điểm sáng đang di chuyển về hướng anh, thế nhưng, một tiếng kêu nghiền nát cũng vang lên, mắt thấy chỗ này sắp trống không nổi, lòng anh nóng như lửa đốt, gọi lớn, thư âm, nhanh lên. Nơi này muốn sập rồi, chương 178, thương thế nghiêm trọng. Lâm thư âm và ma văn anh tăng nhanh tốc độ, cuối cùng đến được nơi Diệp vô phong tiếp ứng, thư âm, nhanh lên. Diệp vô phong nhanh chóng lùi về sau, đồng thời gọi người bên ngoài, chuẩn bị sẵn sàng tiếp ứng. Còn hơn 10 mét nữa là đến khu vực an toàn, thời gian trôi qua từng giây, ngay tại lúc này, Diệp Vô Phong nhìn thấy hai cây thép dựng thẳng lên để chống đỡ lúc trước đều bị ép cong vòng, đống đổ nát toàn bộ đều sụp đổ, cục trưởng lý gấp đến độ hô to, mấy người bên trong, nhanh lên, sắp sập rồi. Huyện trưởng Trương nhìn thấy tình hình khẩn cấp, bảo đại đa số nhân viên cứu hộ rời khỏi lễ đường, chỉ còn lại mấy vị lãnh đạo và vài lính cứu hỏa kịp thời đến. Diệp vô phong cũng ý thức được tình hình khẩn cấp, ba người tăng nhanh tốc độ bò ra ngoài. Đã nhìn thấy cửa động rồi, nhìn thấy gương mặt lo lắng của huyện trưởng Trương và những người khác. Diệp vô phong hô, thư âm, nhanh lên, chỉ trong nháy mắt khi ba người chuẩn bị bò ra khỏi đống đổ nát, phía trên truyền tới một tiếng vang thật lớn, một đống lớn đổ vật hỗn tạp rơi từ trên cao xuống. Một lính cứu hỏa lập tức kêu lên sợ hãi, không xong, lại sụp rồi. Nghe được phía trên có vật nặng rất xuống, nhưng không có thời gian ngẩng đầu nhìn. Ba người vừa ra khỏi đống đổ nát, một đống lớn đổ nát ráng xuống. Ma Văn Anh, cẩn thận, Lâm Thư âm thân thể đã đầy thương tích, thấy có nguy hiểm, theo bản năng che chở trên người Ma Văn Anh. Thư âm, cẩn thận, thời khắc quan trọng, Diệp vô phong lại nhào lên che chở trên người Lâm Thư âm, cô chỉ cảm thấy toàn thân chấn động một hồi, cô biết, không xong rồi, Diệp vô phong bị đè trúng rồi diệp vô phong dùng thân thể máu thịt của mình chống trụ cái nóc nhà lớn rơi từ trên xuống mặc dù là cao thủ thần cấp diệp vô phong cũng phải rên lên một tiếng vốn dĩ được diệp vô phong che chở lâm thư âm sẽ không bị thương ai ngờ lại có một cây thép rơi xuống đập mạnh vào đầu của lâm thư âm cô chỉ thấy trước mắt tối sầm rồi ngất lịm đi vừa rồi trong nháy mắt bị vùi diệp vô phong nhận ra không xong rồi anh còn tưởng rằng mình vang rồi kết quả kết quả cái thứ rơi chúng mình đầu tiên là cây thép đã cứu mạng mình, cả người mặc dù rất đau, nhưng Diệp vô phong lại không cảm thấy bị thương nặng. Chỉ là bị một đống đồ hôm tạ rơi xuống đè, không thể nhúc nhích. Đồng thời, anh phát hiện tình huống không ổn, mà văn anh phía dưới bị dọa phát khóc, nhưng Lâm Thư Âm lại không động đậy. Diệp vô phong gọi Lâm Thư Âm, nhưng gọi một hồi lâu cũng không thấy trả lời. Anh lấy tay sờ, thấy đầu Lâm Thư Âm chảy máu. Diệp vô phong cắn răng, đẩy đống đổ nát trên người ra, lính cứu hỏa đi lại hỗ trợ, đưa Diệp Vô Phong, Lâm Thư Âm, Ma Văn Anh từ trong đống đổ nát ra, mọi người nhanh chóng thoát khỏi lễ đường. Xe cứu thương đã đến từ lâu, vài bác sĩ nhanh chóng chạy qua, trên người Diệp Vô Phong có mấy chỗ chảy xước, không nguy hiểm tới tính mạng. Anh không quan tâm vết thương của mình, đứng dậy liều mạng đẩy thân thể Lâm Thư Âm ở bên cạnh, lớn tiếng khóc la, "Thư Âm, em trả lời đi." Mặt Lâm Thư Âm đầy máu, hai mắt nhắm nghiền, trong lòng Diệp Vô Phong căng thẳng run giọng hỏi, thư âm, em tỉnh lại. Nhìn thấy lâm thư âm tại thời khắc nguy hiểm, che chở trên người nữ sinh, còn Diệp vô phong lại che chở trên người lâm thư âm, tầng tầng bảo vệ, còn nữ sinh ma văn anh, ngoại trừ vết thương trên chân ở lúc đầu, gần như không có thương tổn gì. Một hình ảnh cảm động lòng người này, được một thầy ở hiện trường chụp lại. Mắt huyện trưởng trương đã ẩm ướt, hô, bác sĩ, mau cứu người. Diệp vô phong cũng không biết vết thương của lâm thư âm nặng đến đâu, Ôm Lâm Thư Âm đang hôn mê, lên xe cứu thương, Diệp Vô Phong cảm giác dũng cảm của mình đã mất hết. Xe cứu thương đang trên đường đến bệnh viện nhân dân thành phố Tam Giang, huyện trưởng Trương gọi điện cho vợ mình, "Bà nó ơi, đám học sinh lớp 10 bên này xảy ra chuyện, giám đốc Lâm bởi vì cứu những học sinh bị kẹt, đầu bị thương nặng, hiện tại đang nguy hiểm đến tính mạng." Bà tranh thủ chạy đến bệnh viện, chuẩn bị cấp cứu. Vợ của huyện trưởng Trương họ Lương, là phó viện trưởng của bệnh viện nhân dân cũng là chuyên gia khoa não, bà ở nhà vừa tắm xong chuẩn bị ngủ, nghe chồng gọi điện thoại, lập tức mặc quần áo chạy đến bệnh viện. Sau khi viện trưởng lương đến bệnh viện, lập tức lập đội ngũ chữa bệnh, tiến hành cứu chữa cho thương binh. Diệp vô phong thương thế không nghiêm trọng lắm, có hai chỗ chảy ra, băng bó đơn giản là không sao rồi, anh một mực ở bên ngoài phòng bệnh của Lâm Thư Âm, đợi tin của Lâm Thư Âm, lúc này, viện trưởng lương đích thân đến phòng bệnh huyện trưởng trương giới thiệu cho Diệp Vô Phong, giám đốc Diệp, đây là vợ tôi, phó viện trưởng của Bệnh viện Nhân dân, cũng là chuyên gia khoa não. Diệp Vô Phong lập tức cầm chặt tay của viện trưởng Lương, viện trưởng Lương, bà hãy cứu vợ tôi, đầu cô ấy bị thương nặng, hiện tại còn đang hôn mê bất tỉnh. Viện trưởng Lương an ủi Diệp Vô Phong nói, giám đốc Diệp, cậu không nên gấp gáp, bác sĩ đã và đang tiến hành cấp cứu. Đợi hai vị chuyên gia còn lại đến, Chúng tôi nghiên cứu vết thương của giám đốc Lâm đã. Viện trưởng Lương, cảm ơn bà. Diệp Vô Phong chỉ có thể ở ngoài phòng bệnh đợi tin tức, hai vị chuyên gia còn lại cũng nhanh chóng chạy từ nhà đến, một trước một sau tiến vào phòng bệnh, một tiếng trôi qua, không có một chút tin tức. Diệp Vô Phong không ngừng nhìn đồng hồ, bởi vì trước, bác sĩ trưởng nói, tình huống giống như Lâm Thư Âm, tỉnh lại càng sớm càng tốt. Nếu như không thể nhanh tỉnh lại, Lâm Thư Âm có thể sẽ trở thành người thực vật. Diệp vô phong cực kỳ lo lắng, thế nhưng ba vị chuyên gia hội trần mãi không ra. Đột nhiên, điện thoại Diệp vô phong vang lên, tả Tiểu Thanh và Lâm Vĩnh Quân nghe tin con gái bị thương, đang từ nhà chạy đến. Diệp vô phong nói, thư âm bởi vì cứu đứa nhỏ, đầu bị thương nặng. Trước mắt còn chưa tỉnh lại. Vô phong, con nói với bác sĩ, không quan tâm tốn bao nhiêu tiền, nhất định phải cứu được thư âm. Chúng ta lập tức tới ngay. Diệp vô phong trong lòng rất khó chịu, nước mắt đọng lại trên đôi mắt hổ, cố nén lại, mẹ, con biết rồi. Không bao lâu, tà Tiểu Thanh và Lâm Vĩnh Quân đã đến bệnh viện, vô phong, thư âm thế nào rồi? Diệp vô phong nói, chuyên gia đang cứu chữa, chẩn đoán sơ lược, có kết luận rồi mới nói. Tà Tiểu Thanh và Lâm Vĩnh Quân nôn nóng đứng ngồi không yên mà đi qua đi lại ở hành lang. Lại một hồi chờ đợi mòn mỏi, đèn chỉ thị trong phòng bệnh cuối cùng cũng sáng. Diệp vô phong cùng tà tiểu thanh và lâm vĩnh quân vội vàng đứng dậy, cửa mở, hai vị chuyên gia tóc bạc cùng viện trưởng Lương đi ra, biểu cảm của ba người đều rất nghiêm trọng. Diệp Vô Phong hỏi, "Viện trưởng Lương, tình trạng của thư âm thế nào rồi?" Sắc mặt viện trưởng Lương hơi cứng lại, bà không trả lời ngay. Hai vị chuyên gia lắc đầu nói, "Viện trưởng Lương, bà nói với người nhà bệnh nhân đi, chúng tôi đi xem những thương binh khác." Trong lòng Diệp Vô Phong phát lạnh, run giọng hỏi, "Viện trưởng Lương, cuối cùng là như thế nào?" Tà Tiểu Thanh trong lòng càng là hoảng loạn không thôi. Viện trưởng Lương, bà đừng làm tôi sợ, tôi chỉ có một đứa con gái, nếu nó có chuyện gì, tôi sống không nổi đâu. Lâm Vĩnh Quân vội nói, Tiểu Thanh, bà đừng đoán bậy. Nghe bác sĩ nói đã, chương 179, có lợi không có hại. Vẻ mặt viện trưởng Lương nghiêm trọng nói, tình huống của Lâm Thư Âm rất không ổn, cô ấy bị đụng trực tiếp trúng đầu, dẫn đến sau ót bộ phận ngay chung khu thần kinh bị vật nặng đập trúng, bị tụ máu bầm, Chúng tôi toàn lực cứu chữa, hiện tại tạm thời đã giữ được mạng của cô ấy nhưng mà tạm thời chưa thể tỉnh được. Tà Tiểu Thanh hỏi, vậy con bé khi nào có thể tỉnh lại? Viện trưởng Lương nói, cái này thì phải xem tố chất thân thể của cô ấy rồi. Hiện tại, tôi sẽ chịu trách nhiệm nói với bà, tất cả loại thuốc đã không còn tác dụng hỗ trợ nữa. Chỉ có thể trông chờ vào sức sống cuột cường của cô ấy, tự mình vượt qua ải này. Ngừng một lát, viện trưởng Lương lại nói, chỉ là, trong tình huống này có thể vượt qua chỉ có 0,5%. Chân tả tiểu thanh mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất. Lâm Vĩnh Quân nhanh chóng đỡ vợ dậy, tiểu thanh, bà đừng như vậy, chúng ta từ từ nghĩ cách. Trong lòng Diệp vô phong đau như bị giao cứa, thư âm xả thân cứu người, tình thương vô bờ, nhưng cô lại chịu kết cục bi tráng như vậy, điều này không công bằng. Viện trưởng Lương nặng nề thở dài một hơi nói, các người là người nhà bệnh nhân, đi vào với cô ấy đi, có thể giúp cô mát xa nhẹ phần đầu, như vậy có thể giúp cô ấy tỉnh lại. Diệp Vô Phong cùng Tà Tiểu Thanh, Lâm Vĩnh Quân vào phòng bệnh, thấy Lâm Thư Âm đang nằm trên giường bệnh, hai mắt cô nhắm nghiền, ngủ rất an tĩnh. Tà Tiểu Thanh rơi nước mắt ngây ngốc nói, "Thư Âm, con phải kiên cường, con nhất định phải tỉnh lại." Lâm Vĩnh Quân lau nước mắt, "Thư Âm, bố tới thăm con." Diệp Vô Phong không nói gì, lặng lặng ngồi bên cạnh Lâm Thư Âm, cầm chặt tay cô, lặng lẽ chờ đợi. Mãi cho đến 3 giờ sáng, cả đêm nay, không ai ngủ, đến sáng, mắt ai cũng đã đỏ. Sáng ngày hôm sau, bà cụ cùng với một vài thành viên quan trọng của nhà họ Lâm, đến bệnh viện thăm Lâm Thư Âm. Bạch Tinh Đồng cũng đến, biết ba người Diệp Vô Phong cả đêm không ngủ, Bạch Tinh Đồng nói, Diệp Vô Phong, anh cũng bị thương rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Tôi trông hộ anh, nếu Lâm Thư Âm tỉnh lại, tôi lập tức gọi anh. Diệp Vô Phong nói, không sao tôi không mệt, tôi vẫn luôn nghĩ, theo như bác sĩ chẩn đoán, nếu buổi sáng hôm nay thư âm vẫn không thể tỉnh lại, vậy thì cô ấy không còn cơ hội rồi. Bạch Tinh Đồng khuyên bảo, vẫn còn có cách khác. Diệp Vô Phong lại nói, viện trưởng Lương đã nói rõ, thuốc đã không thể hỗ trợ. Nhưng mà, tôi có một cách, tôi buộc phải thử. Bà cụ ở kế một bên hỏi, Vô Phong, con có cách gì? Diệp Vô Phong nói, con từng học một loại công phu, gọi là tẩy tủy kinh con muốn dùng tẩy tủy kinh giúp em ấy xoa bóp phần đầu. Chuyên gia nói, xoa bóp sẽ dẫn đến kết quả không ngờ tới. Bà cụ không biết tẩy tủy kinh là gì, sắc mặt mê mang, vô phong, phải bảo đảm đối với thư âm có lợi chứ không có hại. Bạch Tinh Đồng nói, tẩy tủy kinh, nghe rất huyền bí, hình như là công phu của phái thiếu lâm. Diệp vô phong nói, đúng vậy, thiếu lâm bị thất truyền, cho dù được hay không, tôi cũng nhất định phải thử tôi không thể trơ mắt nhìn cô ấy trở thành người thực vật, tôi bắt buộc phải cứu. Diệp vô phong nhìn Lâm Thư Âm đang nằm trên giường, Lâm Thư Âm rất đẹp, mặc dù đang ngủ, vẫn đẹp như tiên nữ. Diệp vô phong đặt ngón tay lên cổ tay cô, giống như bác sĩ đang bắt mạch. Tả tiểu thanh lo lắng hỏi, vô phong, có thể không? Diệp vô phong nói, dùng tẩy tủy kinh xoa bóp cho người bệnh, sẽ rất tiêu hao nội lực. Tiêu hao thể lực nghiêm trọng, tạo thành nguy hiểm đến tính mạng cho dù là liều mạng, con cũng phải thử. Chỉ là, trong lúc con vận công, không ai được quấy nhiễu, mọi người đều tránh đi. Tà Tiểu Thanh nói, không thành vấn đề. Bạch Tinh Đồng nói, tôi có thể giúp anh canh cửa. Không cho bất kỳ ai quấy dậy anh. Diệp Vô Phong gật đầu lẳng lặng thăm dò mạch đập của Lâm Thư Âm. Ánh mắt của anh nhấp nháy phát sáng, trước mặt anh cảnh giới quang minh, thông qua tẩy tủy kinh, Diệp Vô Phong dùng thần thức bắt đầu giả soát tất cả trạng thái sinh cơ của Lâm Thư Âm, rõ ràng từng ly toàn bộ hiện ra trong cảm giác của anh được rồi mọi người đều ra ngoài đi không có sự cho phép của tôi ai cũng đừng vào cho dù là nhân viên y tế cũng không thể vào phiền đội trưởng bạch giúp tôi canh cửa diệp vô phong nói xong bắt đầu vận công anh nhẹ nhàng vỗ đỉnh đầu lâm thư âm vậy mà thân thể của lâm thư âm lại giống như xác chết vùng dậy từ trên giường bệnh ngồi dậy tà tiểu thanh còn chưa kịp ra cửa kinh hô thư âm tỉnh rồi Bạch Tinh Đồng nhắc nhở, "Gì? Thư Âm còn đang ngủ. Là do Diệp Vô Phong vận công rồi, gì phải tin Thư Âm sẽ được cứu, đừng quấy rầy anh ấy chữa bệnh nữa." Tà Tiểu Thanh gật đầu, mọi người rời khỏi phòng bệnh. Diệp Vô Phong bắt đầu vận công, nội lực toàn bộ tập trung đến lòng bàn tay, đặt sau lưng Lâm Thư Âm, trước giúp cho trái tim của Lâm Thư Âm mạnh lên, trái tim mạnh sẽ làm tăng tốc độ lưu thông máu trong cơ thể, làm tan máu tụ trên đại não. Khống chế tốc độ lưu thông máu là bước đầu tiên, sau đó, Diệp Vô Phong nhẹ nhàng xoa đến trên trên Lâm Thư Âm, bắt đầu dùng Tẩy Tủy Kinh xoa bóp. Mỗi lần Diệp Vô Phong ấn vào, mắt của Lâm Thư Âm sẽ nháy một cái, đây là tuyệt mật chi thuật trị liệu tổn thương não của Tẩy Tủy Kinh. Mà công pháp này, không phải chiêu thức giết người, Diệp Vô Phong học nó, lại tốn đến hơn mấy trăm đêm. Khi Diệp Vô Phong học xong, vẫn luôn không có cơ hội thi triển, không nghĩ tới hôm nay công pháp này rốt cuộc cũng có chỗ dùng. Nếu như anh có thể cứu vợ mình, thì những nỗ lực lúc trước thật không uổng phí. Thời kỳ Nam Bắc Triều, Đạt Ma Tổ Sư từ Ấn Độ đi qua đi qua đi bằng đường biển đến Trung Thổ, lên bờ ở Quảng Châu, đi khắp phía Bắc Trung Quốc, cuối cùng dừng chân ở Thiếu Lâm Tự thuộc Tùng Sơn ở Hà Nam ngày nay. Đạt Ma Tổ Sư ở Trung Quốc nhìn thấy tăng nhân tĩnh tọa nhiều năm, tĩnh nhiều hơn động, bởi vậy mà thân thể thiếu cân đối nên không khỏe mạnh, Thế là đã dạy cho tăng nhân Thiếu Lâm tự tăng nhân Thiếu Lâm tự phương pháp tập thể dục để phát triển ổn định thể chất và tinh thần. Về sau Đạt Ma sư tổ viên tịch được chôn cất ở núi Thiếu thất gần núi Hùng Nhĩ, bởi vì có lời đồn có người nhìn thấy tổ sư, hậu nhân hiếu kỳ mở quan tài xem, phát hiện di cốt của tổ sư đã biến mất, chỉ còn lại một chiếc giày trong quan tài. Tiếp theo tăng nhân phát hiện trong quan có một hộp sắt dán keo, bên trong có hai bộ kinh thư viết bằng chữ Phạn, chính là hai bộ nổi tiếng, Tẩy Tủy kinh và Dịch Cân kinh dịch cân kinh có thể giúp mình tu luyện thành một thân thể kim cương bất hoại vô cùng lợi hại, còn tẩy tủy kinh lại dùng để dưỡng sinh, diệp vô phong vận dụng nội công cường đại của mình, niệm kinh, kích thích đến thần kinh não của lâm thư âm, đủ 2 giờ mới dừng lại. Cố gắng qua tổng cộng 5-6 giờ đồng hồ, sắc trời bên ngoài đã dần tối, cố gắng không ngừng của diệp vô phong cuối cùng cũng có hồi báo. 90% máu tụ trong não lâm thư âm đã bị anh dùng tẩy tủy kinh làm tan đi. Lâm thư âm mở mắt, Môi cũng bắt đầu động, Vô Phong, là anh sao? Lúc này, tà tiểu thanh chờ bên ngoài phòng bệnh cuối cùng không nhịn được nữa, bà mở cửa xông vào, vui mừng kêu lên, Thư Âm, con bé tỉnh rồi. Nói chuyện rồi. Lâm Thư Âm nhìn phòng bệnh màu trắng, còn có người chồng đang mệt mỏi, người mẹ đang cười tươi như hoa, ngạc nhiên hỏi, Vô Phong, em đang ở đâu vậy? Chương 180, máu nhuộm tường trắng. Diệp Vô Phong như chút được gánh nặng Mỉm cười nói: "Thư Âm, em quên rồi sao? Tại sân bóng Moulin Rouge, em vì cứu một nữ sinh, cả ba người chúng ta đều bị đè, em không may bị một cây thép đập vào đầu. Sau khi được cứu chữa, em không sao rồi." Diệp Vô Phong không nhắc đến việc mình làm, Lâm Thư Âm nhớ lại tình huống lúc đó, hỏi: "Những nữ sinh đó sao rồi anh?" Diệp Vô Phong nói: "Cô bé ổn, chúng ta đã cứu toàn bộ 24 nữ sinh." Lâm Thư Âm cười nói: "Thật tốt quá, cảm ơn trời." mấy bạn nhỏ không sao thì tốt diệp vô phong nói với tà tiểu thanh mẹ vết thương của thư âm còn chưa khỏi hẳn mẹ giúp con trông em ấy một chút con nghỉ ngơi xíu đã diệp vô phong nói xong thì xoay người phụt anh phun ra một ngụm máu tươi nhuộm đỏ cả bức tường màu trắng mọi người bị dọa sợ bạch tinh đồng vội đỡ lấy diệp vô phong anh chắc là đã vận công quá độ bị nội thương nghiêm trọng rồi lâm thư âm càng lo lắng hơn vô phong anh làm sao đừng dọa em. Diệp vô phong vẫy tay, anh không sao, chỉ cần ngơi ngơi chút, bạch tinh đồng, cô đỡ tôi đi nghỉ đi. Bạch tinh đồng đỡ Diệp vô phong đi phòng bệnh khác nghỉ ngơi, lúc này, bên ngoài phòng bệnh ồn ào một hồi, thì ra, y tá trực ban báo tin Lâm Thư âm tỉnh lại cho viện trưởng. Viện trưởng Lương nghe nói Lâm Thư âm tỉnh lại rồi, cảm thấy rất bất ngờ, thật là kỳ tích, hôm qua ba người chúng tôi hội trần, đều cho rằng khả năng cô có thể tỉnh lại chỉ có 0,5% không ngờ buổi sáng hôm nay cô thật sự tỉnh lại viện trưởng lương mang theo nhiều bác sĩ đi vào phòng bệnh của lâm thư âm nhìn thấy cô thật sự tỉnh lại hơn nữa còn đang cùng người nhà nói chuyện bà kinh hỷ nói giám đốc lâm cô thật sự là kỳ thích tôi rất khâm phục việc cô tự mình chống cự phải biết người gặp phải tình huống như cô tỷ tỉ lệ tỉnh lại rất nhỏ cô quá là may mắn lâm thư âm nói viện trưởng lương cảm ơn bệnh viện mọi người đã cứu chữa cho tôi thật lòng cảm ơn mọi người Viện trưởng Lương lại nói, người nên cảm ơn là chúng tôi, tôi nghe từ chồng của tôi, cô bị thương, là bởi vì cô và chồng mình đã cứu 24 nữ sinh trung học. Lâm Thư âm khẽ gật đầu, thật cũng không phải chuyện gì, đổi lại là người khác, cũng sẽ làm như vậy. Đột nhiên, bên ngoài phòng bệnh lại ồn ào một hồi, xin hỏi, phòng bệnh của giám đốc Lâm là ở đây sao? Là một giọng nữ già nua, Lương Tịnh Di đi ra ngoài xem, bên ngoài có ba người phụ nữ, một người gần 70, tóc hoa dâm, Diện mạo hiền lành. Một người phụ nữ trung niên quần áo giản dị, còn có một nữ sinh mặc đồng phục. Lâm Thư Âm nhận ra, đây là học sinh Ma Văn Anh mà mình đã mạo hiểm tính mạng để cứu ra. Nếu như đoán không, người phụ nữ trung niên kia chắc là mẹ của cô bé, còn người lớn tuổi kia chắc là bà nội hay bà ngoại của cô bé. Viện trưởng Lương lập tức tiếp đón, "Bà cụ, đây là phòng bệnh của giám đốc Lâm, chỉ là thương thế của cô quá nặng, buổi sáng hôm nay mới vừa tỉnh lại." ma văn anh nhìn thấy lâm thư âm nằm trên giường bệnh kích động đi tới cúi người thấp thấp nói giám đốc lâm gì là người tốt chẳng những quyên tiền cho trường học chúng cháu còn liều chết cứu mạng của cháu lâm thư âm cười nói văn anh cháu không sao là tốt rồi đừng khóc gì cũng không sao mẹ của ma văn anh đi tới giọng bà nghẹn ngào nói giám đốc lâm con gái tôi gặp nguy hiểm may mắn được cô cứu giúp nếu nó mà chết coi như nhà chúng tôi xong rồi thật sự cảm ơn cô tối hôm qua con gái chúng tôi cũng chữa bệnh ở bệnh viện tôi nghe nói cô bị thương phải nhập viện hơn nữa bệnh tình nguy kịch tôi và bà rất muốn đến thăm cô nhưng mà bác sĩ nói cô đang được cứu chữa không thể gặp nên sáng hôm nay chúng tôi lại tới lâm thư âm nói chị cảm ơn sự quan tâm của chị tôi thật sự có gặp chút khó khăn nhưng mà vết thương cũng không nghiêm trọng lắm tôi bây giờ không phải đã ốm rồi sao Bà của Ma Văn Anh run rẩy giữ chặt tay của Lâm Thư Âm, nước mắt đầy mặt nói, giám đốc Lâm, cô là người tốt. Số của bà già này khổ, chồng chết vì tai nạn xe, con trai không có trí tiến thủ, cả ngày ở bên ngoài không chịu về nhà. Nhà chúng tôi chỉ còn lại Ma Văn Anh là máu ngủ, nếu mất cháu gái, bà già này thật sự không sống nổi. Giám đốc Lâm, ân tình này của cô, tôi không gì hồi báo. Bà của Ma Văn Anh bỗng nhiên quỳ xuống, Lâm Thư Âm kinh hãi, bà cụ, bà đừng như vậy. Bà quỳ, mẹ của Ma Văn Anh cũng quỳ, Lâm Thư Âm lập tức nói, bà cụ, đừng như vậy, mẹ. Mau đỡ bà cụ dậy đi. Tà Tiểu Thanh và Lâm Vĩnh Quân nhanh chóng đỡ bà của Ma Văn Anh dậy, một cảnh cảm động như vậy làm cho nhân viên ở đây rơi lệ, cho dù bà đã gần 70, thế nhưng, hành động của Lâm Thư Âm đáng với cái quỳ này của bà. Bà cụ kéo tay bà nói, cụ à, chúng ta đều là người cùng tuổi. Con bé là cháu gái của tôi, tôi thật sự hiểu được tâm tình bây giờ của bà. Tôi cũng rất yêu thương cháu gái của mình, nhưng nếu như lúc đó tôi ở hiện trường, tôi vẫn sẽ cổ vũ cháu gái của mình đi cứu những học sinh kia." Bà của Văn Anh vội vàng nói, "Chị à, là cháu của chị cứu động lực sống tiếp của tôi." Tôi nghe hàng xóm láng giềng nói, "Xã hội bây giờ rất lạnh nhạt, không có ai thấy nguy hiểm ra tay cứu giúp, cứu người không quen biết, thế nhưng hôm nay tôi tận mắt nhìn thấy, thì ra sự thật không phải như thế, xã hội này còn có người tốt, giám đốc Lâm chính là người đó. Bà của Ma Văn Anh không biết cách biểu đạt, nhưng ngôn ngữ của bà chất phác, thật sự rất cảm động, một vị phó viện trưởng vội vàng chạy đến, viện trưởng Lương, thư ký Quách và thị trưởng Trần đến. Cái gì? Lãnh đạo thành ủy cũng đến rồi. Đúng vậy, thư ký Quách và thị trưởng Trần đến thăm giám đốc Lâm. Viện trưởng Lương vui vẻ nói, chúng ta cần phải tranh thủ thời gian nghênh đón. Mấy phút sau, Thư ký Quách, thị trưởng Trần, còn có huyện trưởng Trương của huyện Đông Hoa, cục trưởng Lý, hiệu trưởng Vương cùng đi đến phòng. Nhìn thấy nhiều lãnh đạo như vậy đến thăm mình, Lâm Thư Âm muốn đứng lên. Thư ký Quách vội ngăn cản, "Đồng chí Lâm Thư Âm, vết thương của cô còn chưa khỏi hẳn, không nên động đậy. Cô là tấm gương tốt cho các viên chức chính phủ của thành phố Tam Giang chúng tôi học tập." Hiệu trưởng Vương nói, "Giám đốc Lâm, nhờ sự cứu giúp của cô và giám đốc Diệp học sinh của chúng tôi mới không chết một ai. Tôi đại diện cho cả thầy và trò, lần nữa cảm ơn cô." Lâm Thư Âm nói, "Cảm ơn sự quan tâm của các vị lãnh đạo, vết thương của tôi đã không có gì đáng ngại." Viện trưởng Lương nói, "Các vị lãnh đạo, căn cứ theo kiểm tra của bệnh viện chúng tôi đêm qua, thương thế của giám đốc Lâm Không Lạc Quan, tôi thiếu chút nữa viết thư thông báo tử vong rồi." Nguy hiểm thật." Thư ký Quách nói, "Đêm qua tôi nói chuyện điện với viện trưởng Lương, bà nói bệnh tình của cô rất không ổn." vốn dĩ hôm qua tôi đã muốn đến thăm cô. Nhưng Bạch Tinh Đồng nói với tôi, Diệp Vô Phong đang vận công chữa thương cho cô, không thể quấy dày. Cho nên, tôi cũng không dám đến. Hôm nay cô tỉnh lại như một kỳ tích, tôi nghe nói xong, trong lòng cực kỳ thoải mái. Lập tức đến thăm cô. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 180.